Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 491. Thái ý nói, là một loại kêu thất bảo tính tâm liên dược thảo, loại dược liệu này, ra đời từ thông thường tính tâm liên. Vậy tính tâm liên, là từ mang Phật quang linh khí chân quý dược liệu, bản thân liền vô cùng chân quý, loại dược liệu này, ở cực độ hiếm thấy dưới tình huống, có thể sẽ sản sinh ra thất bảo phù đồ đại khí tượng. Có cái loại này đại khí tượng tính tâm liên, chính là trong truyền thuyết thất bảo tính tâm liên, có thể nói là chân quý ở giữa chân quý, thưa thất ở giữa thưa thất, lúc ban đầu là Cầm Đế Thiên Tôn, giúp Hoa Tổ bồi dưỡng đi ra ngoài. Cầm Đế Thiên Tôn lấy cao nhất âm khúc, bồi bổ Hoa Tổ trồng trọt dược thảo, làm cho tính tâm liên sinh ra dị biến, sản sinh ra thất bảo phù đồ khí tượng. Theo ta biết, ở mạt pháp thời gia đại sau khi kết thúc, thế gian tính tâm liên đã diệt tuyệt. Còn có cuối cùng một bụi thất bảo tính tâm liên, bị Hoa Tổ làm bảo bối, trồng trọt ở hắn tiên thảo trong vườn, người ngoài là không thể nào chấm mút. Diệp thần cao mày nói, thất bảo tính tâm liên, ở Hoa Tổ trong tay. Thái ý nói, đúng vậy, trừ phi ngươi cầm Hoa Tổ giết, nếu không không thể nào bắt được thất bảo tính tâm liên. Thật ra thì lúc ban đầu ở mạt pháp thời đại, kiếm ma còn chưa có chết, chỉ là chán ghét thế gian, ở ngồi chơi chờ chết, Cầm Đế Thiên Tôn muốn mời hắn rời núi. Liền hỏi Hoa Tổ cầm thất bảo tính tâm liên, muốn giúp kiếm mà áp chế lệ khí, tốt để cho hắn rời núi, tay khoác thiên nghiêng. Đáng tiếc, Hoa Tổ cầm vậy thất bảo tính tâm liên, coi là vận mệnh, cũng không chịu cho Cầm Đế Thiên Tôn, cuối cùng Cầm Đế Thiên Tôn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm ma ngồi trơ mà chết. Diệp thần nói, còn có đoạn này chuyện cũ. Thiên cơ vận mệnh, thật là vô cùng ảo diệu. Kiếp trước kiếm ma, thật ra thì liền có cơ hội, tiếp xúc tới thất bảo tính tâm liên. Bất quá Hoa Tổ không chịu cho, cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi trơ mà chết. Kiếp này Hàn Diễm, cũng cần thất bảo tính tâm liên, tới vững chắc đạo tâm, áp chế ma khí. Luân hồi chi chủ, chúng ta lãnh địa sắp tới. Thái ý chỉ phía trước, trên mặt lộ ra trấn an vẻ. Diệp thần dọc theo hắn chỉ nhìn lại, liền thấy phía trước trong hư không, bị mở ra một khối lãnh thổ, diện tích không tính lớn, giống như là một tòa thôn trang. Mà ở đó thôn trang bên trong, cuộc sống không ít người, đều là thái ý đồng tộc, đã từng cầm đế con dân. Ở vạn đạo kiếm nguyên cái loại này có thể nói tử địa địa phương, có thể khai thác ra một phiến lãnh thổ, là hết sức bưng chuyện khó khăn. Diệp thần có thể tưởng tượng, thái ý các người nhất định là trải qua vô tận khốn khổ, mới cầu được một phiến chỗ nương thân. Ở thôn trang bầu trời, lơ lửng một vòng đỏ như trái quất sắc mặt trời. Nhìn kỹ lại. Vậy thật ra thì không phải mặt trời, mà là một cái chân. Một cái to lớn, đỏ thẫm, năng lượng dâng trào, thiên đế khí nổ chân. Đó là viêm thiên đế đùi phải. Điều này đùi phải, lửa trời hơi thở nhô lên, năng lượng gầm thét. Cuồng bạo xông ra lửa trời hơi thở, hình thành một đoàn mặt trời tựa như đồ. Mà vậy cái đùi phải, thì giống như là in vào mặt trời bên trong cổ xưa đồ đằng, chung quanh có rất nhiều hơn xích sắt lớn. Buộc chặt lại điều này đùi phải, đem cố định ở trong hư không. Những cái kia xích sắt, hẳn là thái ý bộ tộc bố trí, là vì cố định viêm thiên đế đùi phải, không để cho hắn thất lạc. Xích sắt ở trong hư không xen lẫn qua lại, càng tôn lên viêm thiên đế vậy cái đùi phải, lực lượng dâng trào, thật giống như chỉ cần xích sắt vừa buông lỏng, điều này đùi phải, liền sẽ bộc phát ra phá hủy vũ trụ tinh không đáng sợ năng lượng, nghiền diệt hết thảy. Diệp thần nội tâm rung động. Vậy cái đùi phải lực lượng, so với hắn trước đây lấy được hai cái thiên đế cánh tay, cộng lại còn muốn hung mãnh. Cái này rất dễ dàng hiểu, bắp đùi lực lượng, khẳng định so với cánh tay hung mãnh. Thật là, nguy nga à. Diệp thần ánh mắt híp lại, căn bản không cách nào nhìn thẳng vậy cái đùi phải. Viêm thiên đế đùi phải, nơi nhô lên ra lửa trời hơi thở, đã hình thành một vòng mặt trời, nóng rực, huy hoàng, chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Người trong thôn ra tới đón chúng ta. Thái ý cười lên, liền thấy thôn trang bên trong, bay ra mười mấy người mặc đồ gia thú, hình dáng điêu luyện chiến sĩ. Vậy mười mấy chiến sĩ cấp tốc bay tới, Diệp thần nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng. Bởi vì hắn thấy, những chiến sĩ kia gương mặt, tựa hồ như cương thi vậy vắng lặng, trên da vậy còn quấn một món nhàn nhạt hắc ám khí tức. Những cái kia hắc ám khí tức, tràn đầy dơ bẩn tội nghiệt chập chờn. Là thiên ma tinh hải năng lượng khí tức. Có cổ quái. Diệp thần quát to một tiếng. Vậy mười mấy chiến sĩ, phóng tới, đột nhiên rút ra giữa eo đeo đao kiếm,
liền hướng Diệp Thần, thái ý đoàn người, phát khởi đánh bất ngờ tiến công. Cái này một tí nổi lên biến cố, toàn trường đều kinh hãi. Các ngươi điên rồi, không nhận được ta sao? Vị này là Luân Hồi Chi Chủ. To gan, ngươi lại dám đối Luân Hồi Chi Chủ ra tay, tin không tin ta đem ngươi đuổi ra khỏi nơi đây. Thái ý kinh hãi giận uống, hắn nhưng mà trong thôn trang thủ lãnh, ngày thường người người đều phải nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng hiện tại, vậy mười mấy chiến sĩ, nhưng là nổi điên vậy công kích hắn, đao kiếm trên tuôn ra ma hy, hết sức ác liệt. Diệp Thần lưng đeo hàn diễm, một cái tay nâng hắn, một cái tay khác rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, khua kiếm nghênh kích nổi điên chiến sĩ, nói. Bọn họ đã bị thiên nữ khống chế được. Hắn thiên cơ thấy rõ, đã mơ hồ dòm ngó gặp được sau lưng quỷ bí. Thiên nữ trước hắn một bước, đi tới thôn trang, cũng lợi dụng một chút thiên ma tinh hải năng lượng, khống chế được trong thôn chiến sĩ. Cái này một chút thiên ma tinh hải năng lượng, vô cùng đạm bạc, nếu như dùng ở Diệp Thần trên mình, có thể liền Diệp Thần ra cũng ô nhiễm không được. Dẫu sao ngày trước ma tinh biển, thiên nữ cũng không có nắm trong tay, thậm chí ngày thường muốn vận dụng, đều cần phức tạp ngâm sướng niệm chú, đồng tình câu thông. Nếu như không có bất kỳ ngâm sướng câu thông, nàng có thể điều động thiên ma tinh hải năng lượng, nhưng thật ra là đặc biệt nông cạn, thậm chí còn không thể dùng tác chiến đấu. Nhưng, thái ý cái này một người của bộ tộc, cũng đã từng bị thiên ma tinh hải ô nhiễm, sa đọa thành ma thần. Cho nên, thiên nữ chỉ cần dùng một chút xíu thiên ma tinh hải năng lượng, liền có thể khống chế bọn họ, thậm chí có cơ hội để cho bọn họ lần nữa sa đọa. Thiên nữ, là nàng. Thái ý kinh hãi thất sắc, thấy rất nhiều chiến sĩ trên mình, lượn lờ ma khí, lòng như lửa đốt, kêu lên. Luân Hồi Chi Chủ, mau dùng cầm đế bài hát, thức tỉnh bọn họ. Cầm đế ngày xưa chế thập đại giang khúc, không sơn tân vũ chính là một, có thể cọ rửa ma khí, tiêu trừ tội nghiệt, hiệu quả cực tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng biết tình hình gay gắt, trước một kiếm rời ra công kích hắn mấy người chiến sĩ, rồi sau đó sử dụng một cái đàn cổ, một tay khải đàn, liền muốn tấu vang không sơn tân vũ. Băng! Nhưng mà, làm Diệp Thần ngón tay, chạm được dây đàn nhưng quỷ dị gãy lìa. Băng băng! Hắn ngón tay đụng chạm còn sót lại dây đàn, tất cả dây đàn liền đi theo từng cái vết nứt, phát ra nặng nề tiếng vang. Là bởi vì quả luật. Diệp Thần mặt liền biến sắc, cũng biết thiên nữ trong bóng tối bày nhân quả luật, chỉ cần hắn muốn đánh đàn, dây đàn liền nhất định sẽ vết nứt. Thiên nữ coi là mưu cực sâu, rõ ràng trước đi tới thôn trang, cũng không có lập tức mang đi Viêm Thiên Đế đùi phải. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Diệp Thần còn chưa ngã xuống, cái này cơ duyên, nàng là không mang đi được. Chỉ có trước đánh bại Diệp Thần, nàng mới có thể không có nỗi lo về sau, đem Viêm Thiên Đế đùi phải mang đi. Xoát, xoát, xoát. Thôn trang bên trong, lại là từng đạo bóng người bay ra, toàn thôn người, toàn bộ bị thiên nữ khống chế, bao gồm phụ nữ già yếu và trẻ nít. Tất cả người, đều là nổi điên vậy hướng Diệp Thần công kích đi qua. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, lấy hắn thủ đoạn, tàn sát toàn trường không thành vấn đề. Nhưng, những người này, đều là cầm đế tín đồ con dân, hắn làm sao nhẫn tâm giết lục. Đáng chết trời nữ, muốn loạn ta đạo tâm. Diệp Thần lông mày nhướn lên, hai tròng mắt đông lại một cái, đã nhìn thấu thiên nữ coi là mưu, chính là muốn buộc hắn giết người, loạn hắn đạo tâm. Chỉ cần hắn đạo tâm loạn lên, liền không cách nào sẽ cùng thiên nữ đối kháng. Đến lúc đó, thiên nữ có thể đánh bại hắn, lại cướp đi Viêm Thiên Đế đùi phải, thậm chí đem hắn mang về tử thần giáo đoàn bên trong đi, làm con mồi, cầm tôn di dẫn dụ đi ra, đạt được rừng rậm sách khái niệm, đạt được hết thảy. Luân Hồi Chi Chủ, thiên nữ muốn tính toán ngươi. Ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Ta tuyệt sẽ không để cho mưu kế của nàng được như ý. Thái ý lớn tiếng gầm hét lên, vậy cảm nhận liền thiên nữ coi là mưu, mắt xem rất nhiều ngày xưa tộc nhân, nổi điên vậy công kích tới, hắn lòng như đao cắt, đính kiếm đánh ngã mấy người, đã là không nhẫn tâm động thủ nữa. Diệp Thần trong lòng lại là bi thương, vừa tức giận, hướng về phía thôn trang quát to, đảm nhiệm thiên nữ, ngươi cho ta cút ra đây. Hắn đã bắt được thiên nữ hơi thở, ngay tại trong thôn. Thôn trang bên trong, quả nhiên truyền ra một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe, nói. Ngươi cầm những người này toàn bộ giết, ta tự nhiên sẽ ra. Chính là thiên nữ thanh âm. Diệp Thần có vẻ tức giận, ảo tưởng tạo vật,
lại làm ra một cái đàn, muốn khải đàn. Nhưng lần này, vẫn là không có ngoại lệ. Chỉ cần hắn đụng chạm dây đàn liền lập tức phết nứt, trong chỗ U Minh có một cổ nhân quả luật, ở hạn chế hết thảy. Nếu như đàn của hắn khí, đủ để cường đại nói, có lẽ có thể đột phá nhân quả luật phong tỏa. Nhưng hắn tiện tay tạo hóa ra đàn khí, tự nhiên không thể nào cùng thiên nữ nhân quả luật đối kháng. Ở thế giới hiện thật có thế giới hiện thật quy tắc. Ở vô vô thời y không có vô vô thời y không quy tắc. Mà vô vô thời y không bên trong, nhân quả luật là cường đại nhất một trong thủ đoạn. Cái này đảm nhiệm thiên nữ, thật là lòng dạ ác độc à. Cầm đế thấy ngày xưa tín đồ, toàn bộ ma hóa, trong mắt cũng là lướt qua một chút che lấp. Mộ chủ, ta lại truyền cho ngươi một bài hát, nhưng không phải khúc đàn, mà là tiêu khúc, tên là Phá Trận Tử. So với Không Sơn Tân Vũ là đơn giản nhiều, cũng có phá giết ma chướng hiệu quả. Ngươi thổi khúc này, tất có thể phá cục. Cầm đế cong ngón tay bắn ra, một đạo linh quang, bơm vào đến Diệp Thần đầu óc bên trong. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần trong đầu, các loại nốt nhạc qua lại xen lẫn, tràn vào một bài tiêu khúc. Cái bài này tiêu khúc, tên là Phá Trận Tử, khí thế bá đạo, hùng kỳ, uy mãnh, vĩ đại, có binh ra chiến trận đại phá sát khí. Bàn về âm khúc vận luật, bài hát này, quá mức bá đạo, không có Không Sơn Tân Vũ như vậy dịu dàng linh hoạt kỳ ảo, tầng thứ cảm kém rất nhiều. Nhưng, chỉ cần thổi tấu, như nhau có phá giết ma chướng hiệu quả, có thể thức tỉnh tại chỗ ma hóa các thôn dân. Phá Trận Tử vận luật độ khó, so với Không Sơn Tân Vũ thấp rất nhiều, cho nên cầm đế không cần mình trình diễn một lần, trực tiếp đem khúc phổ truyền cho Diệp Thần là được lĩnh ngộ. Trong thoáng chốc, Diệp Thần dựa vào Trác Tuyệt Thiên Phú, nắm giữ Phá Trận Tử đủ loại tinh túy. Xoát! Diệp Thần trong tay, huyễn hóa ra một chi ngọc tiêu. Hắn đem ngọc tiêu tiến tới bên mép, lập tức bắt đầu thổi Phá Trận Tử. Nhất thời, một cổ hùng kỳ thanh lượng tiếng tiêu, từ Diệp Thần trong miệng truyền ra. Tiếng tiêu kịch liệt, như có ngút trời khói lửa bùng nổ, ở Diệp Thần sau lưng, hiển hóa ra thiên quân vạn mã xung phong, triệu hùng binh gầm thét đại khí tượng. Ùm ùm, tiếng vó ngựa như sấm, long trời lở đất, đạp phá thời không. Thiên quân vạn mã, cuồn cuộn hùng binh, sắt thép nước lũ, xung kích ra. Vậy rất nhiều ma hóa các thôn dân, gặp phải thiên quân vạn mã đánh vào, tại chỗ liền miệng phun máu tươi, người bị thương nặng, ngã xuống đất co quắp. Nhưng, bọn họ mặc dù bị trọng thương, ánh mắt nhưng khôi phục trong sạch, đã từ ma hóa trong trạng thái giải thoát ra. Phá Trận Tử hiệu quả. Vào thời khắc này hiển hiện ra, thiên quân vạn mã liều chết xung phong, vạn ma ích dịch, thô bạo phi phàm. Nhưng bài hát này, cũng quá mức bá đạo, mặc dù đem ma hóa các thôn dân, giải cứu ra, nhưng cũng để cho bọn họ bị trọng thương, cần điều dưỡng một đoạn thời gian, mới khá khôi phục. Nếu như là dùng Không Sơn Tân Vũ nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên nữ đã bày ra nhân quả luật. Diệp Thần chỉ có dùng tiêu khúc đối kháng. Cái gì? Thôn trang bên trong, truyền ra thiên nữ kinh hãi tiếng hô. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lấy một khúc Phá Trận Tử, phá hư nàng bố trí, để cho tất cả thôn dân khôi phục thanh tỉnh. Cái này Phá Trận Tử tiêu khúc, là như vậy hùng hào tráng hào phóng, thiên nữ nghe vào trong tai, vậy cảm thấy thiết ngựa băng hà vào mộng tới, nghìn quân vạn trận gào thét chạy giết, hô hấp làm nghẹt thở. Thái ý thấy tộc nhân tỉnh hồn lại, mừng rỡ như điên, kêu lên, luân hồi chi chủ, người thật đúng là lợi hại, chẳng lẽ cầm đế thiên tôn thập đại giang khúc, người cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Cầm đế thiên tôn có thập đại giang khúc, khúc đàn, tiêu khúc, tỳ bà khúc, tranh khúc, sáu khúc, đàn nhị đều có, khúc đàn Không Sơn Tân Vũ xếp hạng thứ ba, tiêu khúc Phá Trận Tử xếp hạng chót nhất. Thái ý gặp Diệp Thần đối cái này hai bài hát, nắm giữ được thành thạo như vậy. Còn đạo hắn đã hoàn toàn nắm giữ thập đại giang khúc, đó là chấn cổ thước kim. Liền liền đang ngủ mê man Hàn Diễm, nghe được Diệp Thần tiêu khúc sau đó, cũng là thức tỉnh. Lúc này Diệp Thần một khúc Phá Trận Tử, đã thổi xong tất, ngọc tiêu buông xuống, nhưng trong hư không, vẫn là dư âm lượn quanh động, trải qua hồi lâu không ngừng. Hàn Diễm nghe được vậy tiêu khúc dư âm, nhất thời cơn sóng trong lòng dâng trào, đúng như hàm chiến xa trường vậy, hắn bắt được thiên nữ hơi thở. Ngay tại thôn trang bên trong, lúc này rút kiếm ra tới, hướng Diệp Thần nói. Đại ca, ta đi giúp người cầm thiên nữ giết.
Như vậy nàng sau này đừng hòng lại đối ngươi ra tay. Hắn trước đây nhập ma, cùng rất nhiều ma thần kịch chiến, vốn là đã là tiêu hao to lớn, nhưng lúc này ở Diệp Thần phá trận tử tiêu khúc dưới sự kích thích, lại sôi trào dậy một chút nhiệt huyết, lực lượng tăng gấp đôi, nâng kiếm phi thân tiến vào thôn trang bên trong, muốn đánh chết thiên nữ. Ngay tại lúc này, một đạo đồ trắng lung lay bóng người, hiển hóa đi ra, chính là thiên nữ. Nàng gặp Hàn Diễm đánh tới, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng còn muốn nhiễu loạn Diệp Thần đạo tâm, nhưng bây giờ nhìn lại, một chút tác dụng không có. Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, coi như không có Hàn Diễm, nàng cũng khó mà đối kháng. Chỉ là một cái luân hồi nguyên thể, đã đủ áp chế nàng. Diệp Thần, ta còn đánh giá thấp ngươi. Thiên nữ cắn răng nghiến lợi, ánh mắt mong hướng lên trên vậy một vòng đỏ như trái quất sắc mặt trời, Viêm Thiên Đế đùi phải, như loại nào đó cổ xưa thần bí đồ đằng, in vào mặt trời bên trong. Nàng ánh mắt, tràn đầy cầu mà không được hận ý. Ta không có được đồ, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Dứt lời, thiên nữ đột nhiên khua kiếm, mấy đạo kiếm quang chém ngược ngất trời, đem buộc chặt Viêm Thiên Đế đùi phải từng cái xiềng xích, toàn bộ chặt đứt xuống. Những thứ này xiềng xích, là thái ý bộ tộc bố trí, chủ yếu là vì cố định ở Viêm Thiên Đế đùi phải, không để cho hắn thất lạc. Hiện tại, thiên nữ khua kiếm cầm tất cả xiềng xích, toàn bộ chặt đứt, vậy Viêm Thiên Đế đùi phải, giống như một vòng mặt trời vậy, một tiếng nổ rơi xuống. Ai yêu? Đáng chết! Thái ý kinh hãi, rất nhiều cầm đế tín đồ, cũng là la thất thanh. Cái này Viêm Thiên Đế đùi phải, có thể nói là bọn họ an thân lập mạng tồn tại căn cơ, nếu là thất lạc, bọn họ thì có lần nữa sa đọa thành ma thần nguy hiểm. Vạn đạo kiếm nguyên quy luật hỗn loạn, liền gặp Viêm Thiên Đế đùi phải, rơi xuống sau đó, lập tức đập bể trùng trùng quy luật, kích thích ngút trời thời không chảy loạn, cuồn cuộn gió bão nổ. Vô tận gió bão gầm thét, hắc ám khí tức sôi trào, Viêm Thiên Đế đùi phải, rất nhanh đánh rơi đến hắc ám trong hư không, không thấy bóng dáng, giống như là vĩnh viễn thất lạc. Thiên nữ hừ một tiếng, ở đánh rơi Viêm Thiên Đế đùi phải sau đó, lập tức xoay người rời đi, cũng không có cùng Hàn Diễm ham chiến ý. Nàng biết, tái chiến tiếp, đã là vô ích. Chỉ cần Diệp Thần đạo tâm không loạn, nàng cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Nàng lá bài tẩy nhiều, nhưng Diệp Thần lá bài tẩy càng nhiều, thật đánh, nàng hơn phân nửa là muốn thua, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Đã như vậy, thiên nữ cũng không nói nhảm. Trực tiếp đánh rơi Viêm Thiên Đế đùi phải, rồi sau đó rời đi. Cái này cơ duyên, nàng không có được, cũng sẽ không để cho Diệp Thần đạt được. Muốn đi. Hàn Diễm giận dữ, khua kiếm đuổi giết đi lên. Nhưng thiên nữ thủ thắng bản lãnh không có, muốn rời khỏi, nhưng là ai cũng chở không ngăn được. Nàng đạp băng hoàng, lưu gió hồi tuyết, trong nháy mắt liền bay vút chạy trốn xa đi, cũng không phải Hàn Diễm có thể đuổi kịp. Đại ca, nàng chạy. Hàn Diễm khẩn trương, nhìn lại Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, lại không tâm tư để ý thiên nữ, chỉ cảm thấy Viêm Thiên Đế đùi phải hơi thở, đang không ngừng đổi được yếu ớt, chính xác mà nói, là không ngừng đi xa, không biết lưu lạc đến Vạn Đạo Kiếm Uyên nơi nào. Vạn Đạo Kiếm Uyên cái này phiến hư không, cũng là mênh mông bát ngát rất, nếu là mất đi Viêm Thiên Đế đùi phải khí cơ, Diệp Thần còn muốn tìm trở về, vậy thì khó hơn lên trời. Ta đi lấy hồi Viêm Thiên Đế đùi phải. Các ngươi ở chỗ này chờ. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng không nói nhảm, lập tức mở ra tự do rực, hướng phía dưới hắc ám thâm uyên bay xuống đi. Diệp Thần quanh thân bạo gió cuồn cuộn, nghiền bạo tầng tầng quy luật, xuyên qua trùng trùng hắc ám sương mù dày đặc, ngay tức thì liền sâu lặn xuống Vạn Đạo Kiếm Uyên không biết bao sâu địa phương. Hàn Diễm và Thái Ý các người, ở phía trên hư không gặp được, đều là kinh hãi. Thái Ý nói. Luân hồi chi chủ quá mạo hiểm, như vậy sâu lặn xuống, hắn có thể sẽ đụng phải so ma thần còn đáng sợ hơn đồ. Hàn Diễm con người đông lại một cái, tựa hồ hạ định loại nào đó quyết tâm, nói ta phải đi giúp đại ca ta. Hắn liền muốn nâng kiếm đi theo Diệp Thần, nhưng đầu chột dạ, thân thể như nhũn ra, nhưng là phá trận tử dư âm tiêu tán, hắn tràn đầy nhiệt huyết cũng nguội xuống liền rất nhiều, trước đây chiến đấu tiêu hao, như sơn hô hải khiếu vậy cuốn tới. Hắn đã yếu ớt được vừa nhanh đã ngủ mê man rồi, hoàn toàn không cách nào đi theo Diệp Thần. Diệp Thần một thân một mình, sâu lặn xuống Vạn Đạo Kiếm Uyên dưới. Ở vô biên hắc ám bên trong, hắn mơ hồ thấy được lau một cái đỏ như trái quất sắc ánh lửa,
vậy dĩ nhiên là Viêm Thiên Đế đùi phải, tản mát ra ánh sáng. Viêm Thiên Đế đùi phải, khoảng cách Diệp Thần không xa. Diệp Thần mừng rỡ, liền nhanh chóng bay vút đi, nhưng lúc này dần dần sâu lặn xuống vạn đạo kiếm nguyên phần đáy, hắn cảm thấy xuất xứ từ mãi mãi thấu xương khí lạnh. Cổ hàn khí kia, trên thực chất là kiếm khí sát phạt, kích thích ra lỗ chân lông, sâu tận xương tủy, để cho người khắp cả người phát rét. Diệp Thần cảm thấy từng tia nhọn đau đớn, từ quanh thân các nơi xương tủy chỗ sâu truyền ra, cũng biết chung quanh kiếm khí, đã lặng yên không một tiếng động, xâm nhập phạt nhập trong cơ thể hắn. Mà đáng sợ hơn phải, nơi này hư không quy luật, mang theo mãi mãi uy áp, đem Diệp Thần cùng luân hồi mộ địa liên lạc, cũng ngăn cách ra. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cũng không đoái hoài được hậu quả, đột nhiên mở luân hồi nguyên thể. Chung quanh kiếm khí giết hại, chỗ nào cũng nhúng tay vào, hắn nếu như không mở ra luân hồi nguyên thể đối kháng, chỉ có bị xé thành mảnh vụn kết quả. Luân hồi nguyên thể mở một cái, phong chỉ đồ đằng bùng nổ, cuồng bạo gió lốc lớn cuốn lên, Diệp Thần sau lưng tự do rực, đổi được càng sáng chói huy hoàng, rất nhiều kiếm khí đều bị quanh người hắn bạo gió, nghiền nổ lên đi. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhưng thấy chung quanh, có một từng đạo bóng người xuất hiện. Những bóng người này, lại có thể đều là Hàn Diễm. Không, chính xác mà nói, là Hàn Diễm kiếp trước, kiếm ma ý chí. Những bóng người này, là kiếm ma lưu lại ý chí, ngưng tụ diễn hóa ra, từng cái mặt không cảm giác, cả người hắc ám, trong ánh mắt mang theo lãnh khốc sát khí, như kiếm đạo vong hồn. Vô số đôi mang sắc bén sát khí ánh mắt, tập trung đến Diệp Thần trên mình, thiếu chút nữa để cho Diệp Thần thân thể cũng vỡ vụn, nếu như không phải là hắn cho sớm mở luân hồi nguyên thể, hắn sợ rằng đã chết. Tốt mãnh liệt kiếm đạo sát khí. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chung quanh rất nhiều kiếm ma bóng người, cũng mang theo hung hãn kiếm đạo sát ý, chỉ là một cái bóng, đã rất khó đối phó. Mà Diệp Thần phải đối mặt, là ngàn trăm đạo, cái này tựa hồ đã là phải chết cục diện. Soát, chung quanh trăm ngàn bóng người, đồng thời tế kiếm tập sát ra, thiên thiên vạn vạn đạo kiếm khí cuồn cuộn gào thét, chém thẳng Diệp Thần, phải đem hắn vạn cổ thành mảnh vỡ. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở nơi này vậy phải chết dưới cục diện, hắn cũng không có lại cất giữ cái gì, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Chỉ thủy kiếm đạo, phá cho ta. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, một cổ mịt mờ, thâm trầm, nghịch thiên, bá đạo kiếm thế, liền từ hắn trên thân kiếm bộc phát ra. Cái này cổ kiếm thế, bá đạo đến đủ để nghịch chuyển hết thảy, thậm chí là nghịch chuyển nhân quả suy luận bước. Đây là thuộc về duy nhất chỉ thủy kiếm đạo bá đạo. Thế gian vạn sự vạn vật, đều là chú trọng nhân quả suy luận, ví dụ như cường giả có thể nghiền ép tên yếu, mặt trời có thể nghiền ép tinh trần, thiên thần có thể nghiền ép con kiến hôi. Nhưng chỉ thủy kiếm đạo, nhưng là bá đạo đến đủ để nghịch chuyển suy luận bước, lấy con kiến hôi thân, chém ngược thiên thần. Một kiếm này từ trên lý thuyết nói, là có thể coi thường hết thảy cảnh giới chênh lệch, chém chết bất kỳ kẻ địch. Dĩ nhiên trên thực tế, Diệp Thần còn không làm được một điểm này, bởi vì hắn chỉ thủy kiếm đạo tu vi thành tựu, còn xa xa không đủ. Nhưng, muốn tiêu diệt trước mắt rất nhiều kiếm ma bóng người, vậy là đủ rồi. Chỉ gặp vậy thiên thiên vạn vạn cái kiếm ma kiếm khí, gào thét giết tới Diệp Thần trước người lúc đó, lại bị Diệp Thần chỉ nước một kiếm, toàn bộ phá hư. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Diệp Thần tu vi, cuối cùng chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 8. Theo lý mà nói, hắn là không thể nào đối kháng rất nhiều kiếm ma bóng người vây giết. Nhưng chỉ nước một kiếm, nhưng là không nói phải trái, không nói suy luận, coi thường hết thảy nhân quả hạn chế. Kiếm này vừa ra, nghịch thiên chém chết hết thảy vô địch. Diệp Thần sử dụng kiếm này, không chỉ là đem tất cả kiếm ma kiếm khí, toàn bộ phá hỏng, thậm chí là chung quanh trăm ngàn đạo kiếm ma bóng người, ở hắn kiếm khí quét sạch hạ, cũng là ngay tức thì mất đi, hóa thành hư không. Như vậy mạnh mẽ đến không nói phải trái, bá đạo đến không nói suy luận kiếm khí chập chờn truyền đến phía trên, để cho được thái ý, Hàn Diễm và rất nhiều cầm đế tín đồ, hoàn toàn rung động. À, đây là chỉ nước một kiếm, đại ca chỉ thủy kiếm đạo thành tựu, đã lợi hại đến nước này sao? Hàn Diễm sợ hãi than, hắn biết Diệp Thần nắm giữ chỉ thủy kiếm đạo, nhưng không nghĩ tới tu vi thành tựu, lại đến hung mãnh như vậy bước. Không hổ là luân hồi chi chủ. Thái ý cũng là liên tục khen ngợi, xem Diệp Thần hung mãnh như vậy hình dáng,
vậy không quản có nguy hiểm gì, đều có thể một kiếm phá giết. Lúc này, Diệp Thần sử xuất chỉ nước một kiếm, cả người linh khí cũng không có hao phí nhiều ít, nhưng hắn nhưng cảm thấy, đan điền vặn đau dữ dội, đạo pháp căn cơ đã bị hao tổn. Chỉ thủy kiếm đạo bá đạo như vậy, tự nhiên cũng có giá cao, đó chính là, sẽ thương tổn căn nguyên căn cơ. Đây là không nói phải trái, không nói suy luận, nghịch thiên giết hại giá phải trả. Giá phải trả này, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt chẳng muốn chịu đựng. Hô, căn nguyên căn cơ bị tổn thương, cũng không như vậy khôi phục dễ dàng, ta phải bắt được Viêm Thiên Đế đùi phải. Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, ánh mắt mong xuống phía dưới, liền gặp Viêm Thiên Đế đùi phải, yên tĩnh trôi lơ lửng ở phía dưới trong hư không, nóng rực huy hoàng nóng bỏng hơi thở, như nham thạch nóng chảy vậy đập vào mặt. Như vậy năng lượng nóng rực chập chờn, nếu như là người bình thường, dám can đảm đụng chạm Viêm Thiên Đế đùi phải, sợ rằng sẽ bị kịch liệt nhiệt độ cao, trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Mồi lửa lực, lên. Diệp Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức thúc giục mồi lửa nguyên năng lượng, bàn tay che phủ một tầng viêm mang. Thế giới hiện thật mồi lửa, đã sớm rơi vào trong tay hắn, mồi lửa năng lượng, xuất xứ từ thiên hỏa mệnh tinh, cùng Viêm Thiên Đế đùi phải hơi thở tương thông. Hơn nữa, Diệp Thần bản thân có Viêm Thiên Đế cánh tay, mượn nữa dùng mồi lửa nguyên năng lượng, đi thu lấy Viêm Thiên Đế đùi phải, tự nhiên sẽ không bị thương tổn tới. Hắn mới vừa thi triển chỉ thủy kiếm đạo, căn nguyên căn cơ bị tổn thương, chỉ có dung hợp Viêm Thiên Đế đùi phải, mới khá tu bổ căn cơ. Lần này, Diệp Thần không có đụng phải nữa cái gì bất ngờ, rất thuận lợi lặn rơi vào phía dưới hư không, đem Viêm Thiên Đế đùi phải đeo lên tới. Cái này Viêm Thiên Đế đùi phải, năng lượng cực kỳ bàng bạc nóng rực, cho dù là Diệp Thần, hôm nay cũng là khó mà luyện hóa dung hợp. Điều này đùi phải, muốn luyện hóa dung hợp, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, tất nhiên phải hao phí giá cực lớn. Diệp Thần trong lòng thầm thì, trước đem Viêm Thiên Đế đùi phải, nhận được thiên hỏa mệnh tinh không gian bên trong. Thiên hỏa mệnh tinh còn không điểm sáng, cái này mảnh không gian mờ mịt, một phiến mờ tối. Theo Viêm Thiên Đế đùi phải tiến vào, vậy mở tối không gian, cũng thay đổi được sáng chút. Nếu như Diệp Thần có thể hoàn toàn luyện hóa dung hợp Viêm Thiên Đế đùi phải, có lẽ có cơ hội, kích thích đến thiên hỏa mệnh tinh, đem điểm sáng. Hiện tại lớn nhất vấn đề, là Diệp Thần mang đi Viêm Thiên Đế đùi phải sau đó, thay ý người của bộ tộc, nên làm như thế nào sinh tồn. Bọn họ đều là cầm đế thiên tôn tín đồ, Diệp Thần tự nhiên không thể nhìn bọn họ rơi hóa mà chết. Diệp Thần mở ra tự do rực, xông lên bay lên, rất nhanh trở lại thôn trang bên ngoài. Thái ý, Hàn Diễm các người, thấy Diệp Thần trở về, đều là đại hỷ. Thái ý mơ hồ tới giữa, cảm thấy Diệp Thần trong cơ thể, có Viêm Thiên Đế đùi phải hơi thở, lại vui lại lo âu, nói, luân hồi chi chủ, người đã bắt được Viêm Thiên Đế đùi phải, luyện hóa dung hợp sao? Diệp Thần nói, bắt được là lấy được rồi, nhưng còn không có luyện hóa dung hợp. Hàn Diễm chen lời nói, đại ca, người nếu là cầm đi Viêm Thiên Đế đùi phải, người trong thôn có thể phải gặp họa. Hắn vậy đã nhìn ra, thái ý bộ tộc đám người, toàn dựa vào Viêm Thiên Đế đùi phải mà sống tích chữ, một khi mất đi, bọn họ không có đầy đủ che chở, không bao lâu, sẽ bị vạn đạo kiếm uyên hắc ám chiếm đoạt. Diệp Thần chau mày, vậy cảm thấy khó giải quyết. Vạn đạo kiếm uyên hắc ám sát khí, mãnh liệt như vậy. Hắn cho dù vận dụng bộ phận mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, cũng khó mà áp chế. Trừ phi, hắn đem nguyên viên mặt trời gay gắt mệnh tinh, bóc ra, mới khá che chở thái ý bộ tộc, nhưng cái này cùng tự sát không việc gì khác biệt. Thái ý trầm ngâm một hồi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi không phải nắm giữ không sơn tân vũ sao? Ngươi trình diễn khúc này, tạo hóa ra một cái không sơn tân vũ thế giới, có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp một phiến thiên đường, sống sót. Thái ý và hắn người của bộ tộc, tánh mạng khí cơ đã cùng vạn đạo kiếm nguyên địa mạch, hòa làm một thể, không cách nào rời đi. Nếu như cưỡng ép rời đi nơi đây, bọn họ có thể không chịu nổi ngoại giới quy luật, tại chỗ bỏ mình. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cuộc sống ở cái này phiến vực sâu thế giới, hắn muốn để cho Diệp Thần giúp hắn chế tạo một khối thiên đường, an thân lập mệnh. Diệp Thần con ngươi liền sáng, chỉ theo sau ảm đạm xuống, nói tại hạ tu vi nhỏ. Coi như tạo hóa xảy ra cái gì thế giới, sợ rằng cũng không cản được vạn đạo kiếm nguyên hắc ám chiếm đoạt. Hắn nếu như trình diễn không sơn tân vũ, đích xác có thể tạo hóa thiên địa,
sáng tạo ra một khối không sơn tân vũ thiên đường thế giới đi ra, nhưng lập tức liền tạo hóa thành công, vậy thế giới chỉ sợ cũng đặc biệt yếu ớt, không ngăn được vạn đạo kiếm uyên hắc ám. Thái ý suy nghĩ một chút, liền gọi tới người hai bên, nói, người đâu? Đi cầm đại thánh tặng âm đàn lấy ra. Trừng tùy tùng đều kinh hãi, toàn bộ người trong thôn cửa, nghe nói như vậy, cũng là một hồi kinh ngạc. Đi! Thái ý lại thúc giục. Ừ! Trừng tùy tùng lĩnh mệnh, vội vàng xoay người nhập thôn, chỉ chốc lát sau, liền bưng một cái thật dài hộp gỗ đi ra. Diệp thần nghi ngờ hỏi, đây là cái đồ gì? Thái ý dè đặt, đem vậy hộp gỗ nhận lấy, từ từ mở ra, nói, đây là cầm đế thiên tôn, lưu lại nhạc khí một trong, kêu đại thánh tặng âm đàn, luân hồi chi chủ mời xem. Diệp thần ngưng xem vừa thấy, liền thấy vậy bên trong hộp, đựng một cái đàn cổ, là cây trầu bằng gỗ tạo, tất lấy gạc nai cát xám, sắc thái ám tím, kim huy ngọc trần, đàn trên người có hình rồng đoạn văn, vầng sáng hòa hợp, mây tía vờn quanh, có khắc đại thánh tặng âm bốn chữ. Đại thánh tặng âm. Diệp thần lấy làm kinh hãi, liền cảm thấy cái này cầm đàn cổ, khí chất bất phàm, như hàm chứa viễn cổ đại năng tinh hồn, để cho người nhìn một cái, liền tâm hồn rung, khó mà bình tĩnh. Thái ý nói, đúng vậy, năm đó hoa tổ Mạc Uyên Mạn Đà, phá hủy cầm đế thiên tôn tất cả nhạc khí, nhưng có hai cây đàn cổ, bởi vì trung thiên thanh tú, hàm chứa ngập trời đại lộ quy luật, cho dù là hoa tổ, cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy. Vậy hai cây đàn cổ, một cái kêu cửu tiêu hoàn bội cầm, là đệ nhất thiên hạ tên đàn. Còn có một cái, chính là cái này đại thánh tặng âm đàn, nghe nói năm đó lúc này đàn, có cổ đại thánh cam nguyện hiến thân, lấy tinh hồn nhúng đàn, cho nên cái này đại thánh tặng âm đàn, năng lượng nội tình cực kỳ thâm hậu, ngay cả là thiên đế chủ thần, cũng không thể phá hủy. Năm đó cầm đế thiên tôn chết sau đó, vô số tín đồ điên cuồng, liều mạng cùng hoa tổ tranh đấu, từ hoa tổ trong tay, đoạt lại cái này cầm đại thánh tặng âm đàn, cuối cùng lại truyền tới ta trong tay. Luân hồi chi chủ, người nếu như mượn dùng đại thánh tặng âm đàn, trình diễn không sơn tân vũ, tất có thể tạo hóa ra một phiến mênh mông thiên đường thế giới, đủ để cho chúng ta sinh tồn. Thái ý đem đại thánh tặng âm đàn lấy ra, giao đến Diệp thần trong tay. Diệp thần trong lòng đại chấn, nhưng gặp vậy đại thánh tặng âm đàn dây đàn, tựa hồ có chút cổ quái. Vậy từng cái dây đàn, thấm ra lau một cái màu u lam sáng bóng, mơ hồ thấm ra một chút kịch độc mùi vị. Đợi một chút, tiền bối, đàn này huyền. Diệp thần cau mày nhìn về Thái ý. Thái ý thở dài nói, là độc thủ dược thần xuống độc. Năm đó hoa tổ, không có thể dùng bạo lực phá hủy đại thánh tặng âm đàn, rồi mời độc thủ dược thần rời núi, lấy kịch độc ngâm nhuộm dây đàn, bất kỳ dám đụng chạm đại thánh tặng âm đàn người, cũng sẽ dính kịch độc, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn lấy này thủ đoạn, gián tiếp phế bỏ cái này cầm đàn cổ. Vạn cổ tới nay, bất kỳ muốn đụng chạm đại thánh tặng âm đàn người, không một ngoại lệ, toàn bộ chúng độc mà chết. Diệp thần nói, độc thủ dược thần. Hắn ở nghe được cái này danh hiệu thời điểm, trong sâu thẳm, nhưng cảm thấy luân hồi mộ địa, tựa hồ có một khối mộ bia, sinh ra một chút chấn động. Chẳng lẽ nói, cái này độc thủ dược thần, lại cùng luân hồi mộ địa có liên quan? Thái ý nói, cái này độc thủ dược thần, là một vị đặc biệt thần bí chủ thần, truyền thuyết của hắn, ta cũng không biết, chỉ biết là hắn độc công thần thông vô cùng lợi hại, năm đó chính là hắn, bị hoa tổ ủy thác, ô nhiễm liền đại thánh tặng âm đàn. Diệp thần cau mày nói, cái này đại thánh tặng cha âm đàn, nếu dây đàn đã dính kịch độc, ta thì như thế nào khải đàn? Thái ý nói, luân hồi chi chủ, người huyết mạch đặc thù, độc thủ dược thần bày ra kịch độc, người khác không chịu nổi, tiếp xúc tức chết, nhưng ta nghĩ, người mới có thể chống lại. Hắn đối Diệp thần luân hồi huyết mạch, đặc biệt có lòng tin, chỉ cần Diệp thần có thể lợi dụng đại thánh tặng âm đàn, khải đàn không sơn tân vũ, tất có thể tạo hóa ra một cái đủ vững chắc thiên đường thế giới. Tiền bối, ngươi không khỏi quá để mắt ta. Diệp thần cười khổ một tí, ánh mắt nhìn về đại thánh tặng âm đàn, trên dây đàn mặt chớp động u ánh sáng màu lam, quả thực để cho người sợ hãi. Cho dù là Diệp thần, cũng không dám nói có thể chống lại trên dây đàn kịch độc. Luân hồi chi chủ, ta tin tưởng ngươi. Thái ý khom người chắp tay, một bộ nhún nhường hình dáng, chỉ cầu Diệp thần có thể lập tức ra tay. Diệp thần chính là chủ trừ, bỗng nhiên tới giữa. Hàn diễm hoành kiếm đem mình lòng bàn tay phá vỡ, bàn tay thả vào trên dây đàn mặt, từng giọt máu tươi chảy như dòng nước ra, đem dây đàn nhuộm đỏ. Hàn đệ,
ngươi làm gì? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền thấy Hàn Diễm gương mặt, đã là một phiến trắng bệch, hắn mới vừa phóng thích ra máu tươi, hàm chứa bổn mạng tinh hoa năng lượng, hắn hao phí to lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn Diễm tuét miệng cười một tiếng, nói, đại ca, dùng ta máu tươi, cũng có thể tạm thời áp chế trên dây đàn kịch độc, ngươi có thể khải đàn. Hắn đã thức tỉnh kiếp trước kiếm ma trí nhớ, huyết mạch cũng là lột xác tiến hóa rất nhiều, máu tươi năng lượng nội tình thập phần cường đại, mặc dù không bằng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, nhưng ngắn hơn tạm áp chế trên dây đàn kịch độc, nhưng cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, hắn cách làm như vậy, đối mình khí huyết tiêu hao, nhưng là 10 phần to lớn. Thái ý người nhất tộc thấy vậy, đều là chấn động ngạc, lại là cảm kích. Diệp Thần gặp trên dây đàn kịch độc khí, quả nhiên bị áp chế rất nhiều, một tiếng thở dài, nói, Hàn đệ, đa tạ ngươi. Lập tức, Diệp Thần cũng không nói nhảm, ngồi xếp bằng ở trên hư không, đem vậy đại thánh tặng âm đàn, đặt nằm ngang trước đầu gối. Dây đàn bên trên, như cũ dính Hàn Diễm máu, nhìn thấy mà đau lòng. Diệp Thần vì cẩn thận để gặp, mở ra luân hồi thần mạch bên trong cổ độc thần mạch, trong cơ thể mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, cũng là xúc thế đãi phát. Nếu quả thật dính liền cái gì độc tố, Diệp Thần có thể thời gian đầu tiên khu trừ. Hít sâu một hơi, Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng thả vào trên dây đàn, bắt đầu khải đàn. Hắn khải đàn khúc mục, vẫn là cầm đế thiên tôn giang khúc không sơn tân vũ. Nhưng, dùng đại thánh tặng âm đàn tới khải đàn, điệu khúc tầng thứ cảm, vận luật âm tiếng, rõ ràng so dùng phổ thông đàn khí, muốn tăng lên rất nhiều rất nhiều. Cái này đại thánh tặng âm đàn tiếng đàn, kỳ, thấu, trơn bóng, lượng, thanh, cùng không sơn tân vũ nhịp điệu, 10 phần phù hợp. Được, rất tốt. Cái đàn này, rất tốt. Diệp Thần trong lòng khen ngợi, dùng đại thánh tặng âm đàn tới tấu khúc, âm khúc hiệu quả, không biết có thể tăng lên nhiều ít. Không sơn tân vũ khúc âm, từ đại thánh tặng âm đàn trung lưu chảy ra, rất nhanh, một cái sơn thủy mực họa, thanh linh vắng vẻ thế giới, chính là chậm rãi từ trong hư không tạo hóa ra. Đây là một cái không sơn tân vũ sau đó, thời tiết muộn thu thế giới. Thanh sơn, nước chảy, mưa thu đại sắc, ngày ánh lam quang, kỳ hoa thụy thảo, linh chi khắp nơi, thọ lộc tiên hồ bôn tẩu, tiên khí hòa hợp. Theo Diệp Thần không sơn tân vũ bài hát, càng đi sâu vào khải đàn đi xuống, cái thế giới này hình ảnh, liền bộc phát đổi được rõ ràng, cuối cùng từ hư phù khí tượng, biến thành chân thực tồn tại thế giới, như vậy một phiến thế ngoại thiên đường. Thái ý, Hàn Diễm các người, nghe được Diệp Thần vậy yêu nhã linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn, lại thấy tiếng đàn này, diễn hóa ra liền một phiến thiên đường thế giới, đều ngây dại. Một khúc cuối cùng, Diệp Thần ngón tay dính liền chút máu tươi, đó là Hàn Diễm máu, nhưng cũng không có dính bất kỳ kịch độc. Hàn Diễm máu, chế trụ trên dây đàn kịch độc, để cho Diệp Thần thuận lợi hoàn thành trình diễn. Cái này một khúc trình diễn hoàn thành, dây đàn bên trên, Hàn Diễm máu khô héo hết, lại lần nữa nổi lên xanh thẫm sáng bóng. Thấy tầng kia sáng bóng, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Hiện tại hắn có thể khẳng định, nếu là mình dám đụng chạm dây đàn, nhất định sẽ dính kịch độc, có vô cùng vô tận phiền toái. Luân hồi chi chủ, quá tuyệt vời, người đối không sơn tân vũ bài hát nắm trong tay, quả nhiên đã đến lô hỏa thuần thanh bước, lại dùng cái này đại thánh tặng âm đàn khải đàn, quả thật là đoạt thiên địa tạo hóa, sáng tạo ra một phiến thiên đường thế giới. Thái ý ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, nhìn bốn phía đã củng cố lại thiên đường thế giới, nội tâm kích động không thôi. Từ nay về sau, có cái này phiến không sơn tân vũ sau thiên đường thế giới, cho dù không có viêm thiên đế đùi phải che chở, hắn và tộc nhân của hắn, đều có thể ở vạn đạo kiếm uyên bên trong sinh tồn. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Thần cười một tiếng, liền đem đại thánh tặng âm đàn đưa cho Thái ý. Thái ý khoát tay lia lịa, nói, không cần, không cần. Luân hồi chi chủ, cái đàn này sẽ đưa cho ngươi. Cái này đại thánh tặng âm đàn dây đàn, bị độc thủ dược thần kịch độc nơi ô nhiễm, vạn cổ tới nay, chúng ta cầm đế con dân, đều là bó tay. Nhưng ta nghĩ, ngươi nhất định có biện pháp, có thể phá kịch độc, khôi phục đại thánh tặng âm. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền gật đầu một cái, đem đại thánh tặng âm đàn thu hồi, nói, vậy thì cảm ơn tiền bối tặng đàn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, khôi phục này đàn. Thái ý nói, còn có vậy đệ nhất thiên hạ tên đàn, cửu tiêu hoàn bội cầm, là năm đó cầm đế thiên tôn,
nhất là yêu quý đàn cổ, hiện giờ còn ở hoa tổ trong tay, tuy nói hơn phân nửa cùng đại thánh tặng âm đàn như nhau, gặp nghiêm trọng hủy tổn, nhưng ngươi như có cơ hội, nhất định phải đem cửu tiêu hoàn bội cầm đoạt trở lại, lấy an ủi cầm đế thiên tôn, trên trời có linh thiêng. Diệp thần nói, ừ, xuất. Thái ý cười một tiếng, ánh mắt híp lại, vừa nhìn về phía Hàn Diễm nói, vị này kiếm. Hàn công tử, người như muốn vững chắc đạo tâm, nắm trong tay kiếp trước lực lượng, có thể đi cầm hoa tổ giết, hắn tiên thảo trong vườn mặt, có một mặt đã tuyệt thế dược liệu, kêu thất bảo tĩnh tâm liên. Người chỉ cần giết hắn, bắt được thất bảo tĩnh tâm liên, là được thuận lợi nắm trong tay kiếp trước lực lượng. Hắn đối hoa tổ hận ý cực sâu, năm đó cầm đế thiên tôn, chính là bị hoa tổ giết chết, mà hắn cái này một chi tộc duệ. Hôm nay chỉ có thể núp ở vạn đạo kiếm nguyên cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, kéo dài hơi tàn, cũng là hoa tổ làm hại. Cho nên, hắn chỉ muốn giết chết hoa tổ báo thù, không chịu thả qua hết thảy cơ hội, hôm nay còn muốn điều động Hàn Diễm cửu hận. Hàn Diễm kinh hãi, lại trù trừ nói, hoa tổ tuy có thể ác, nhưng dẫu sao là đạo tông bát tổ một trong, sợ rằng không tốt giết. Thái ý cong ngón tay tính toán, cười nói, ngươi không phải Đao Thiên Đế con trai sao? Ngươi kêu người phụ thân ra tay, vậy hoa tổ lợi hại hơn nữa, há lại chịu cùng ngươi phụ thân so sánh. Đương kim Đao Thiên Đế, bước lên vô cùng thiên đế bảng trước ba, có thể nói náo nhiệt vô lượng, đã là siêu nhất lưu nhân vật lớn, hắn nếu như không tiếc giá phải trả xuất thủ, vậy cho dù là hoa tổ, cũng không thể ngăn cản. Hàn Diễm cười khổ lắc đầu một cái, vậy không nói gì thêm. Diệp thần cười hướng thái ý nói, tiền bối, không nói cái này. Chu diệt hoa tổ, tu được thảo luận kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đây chuyện đã xong, ta và ta Hàn đệ cũng nên đi, cáo từ. Liền muốn rời đi. Thái ý lại nói, chậm đã, luân hồi chi chủ. Diệp thần nói, tiền bối còn có chuyện gì? Thái ý sắc mặt ngưng trọng, do dự một hồi, vẫn là nói, thật ra thì ta có một đứa con gái, ta muốn nàng có thể là chết, nhưng ta suy tính không tới ông trời của nàng cơ hội. Không cách nào chân chính xác định nàng sống chết. Người sau khi đi ra ngoài, có thể giúp ta hỏi thăm một chút, nếu như có nàng tin tức, có thể nói cho ta một tiếng, à. Diệp thần ngạc nhiên nói, nữ nhi ngươi. Thái ý nói, đúng vậy, nàng kêu thái như chăn, là cái thiên tài tu luyện, nhưng là nóng nảy rất cưỡng, cho tới bây giờ không nghe ta nói. Ở ngàn năm trước, nàng rời đi thôn, rời đi vạn đạo kiếm nguyên, bảo là muốn đi bên ngoài. Tìm hoa tổ trả thù. Diệp thần thất kinh, nói, tìm hoa tổ trả thù. Đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thái ý thở dài nói, đúng vậy, nàng lúc ấy chỉ có thần đạo cảnh tu vi, tuy nói ở nàng cái tuổi đó, như vậy tu vi, đã có thể xưng thiên tài, nhưng cảnh giới này, và hoa tổ chênh lệch quá xa. Thậm chí, chỉ cần nàng có ý niệm báo thù, hoa tổ là có thể cảm thấy được, nàng nếu là thật đi hoa tổ lãnh địa, vậy chỉ có một con đường chết. Diệp thần nói, đích xác là nguy hiểm, hơn nữa coi như nàng thật đến gần hoa tổ, lấy nàng thần đạo cảnh tu vi, coi như đem hết toàn lực, vậy không gây thương tổn được hoa tổ một cái chút nào mau. Hoa tổ là cao cấp thiên đế chủ thần, có bữa đế khí hộ thể, đừng nói thần đạo cảnh, coi như là một cái thượng vị thần, cũng không thể thương tổn tới hắn. Thái ý thở dài nói, à, chúng ta cái này một chi tộc duệ người, nếu là rời đi vạn đạo kiếm nguyên, ở bên ngoài phép tắc nghiền ép hạ. Rất có thể sẽ chết. Ta nhiều lần khổ tâm khuyên, muốn gọi con gái ta không muốn đi ra, càng đừng suy nghĩ gì trả thù. Nhưng, nàng không có nghe, vẫn là mạo hiểm đi ra ngoài. Nàng hơn phân nửa là chết, nhưng ta còn không dám xác định, à, luân hồi chi chủ, người sau khi đi ra ngoài, giúp ta điều tra một tí. Nàng tên chữ, kêu Thái Như Chăn. Thái ý lại một lần nữa lặp lại, con gái của nàng tên chữ. Chính là một cái thiên cơ đầu mối. Diệp thần đi ra bên ngoài, không cần tận lực điều tra, chỉ cần bấm ngón tay tính toán, là được thấy rõ thiên cơ, biết được Thái Như Chăn sống chết. Ta biết, tiền bối. Diệp thần gật đầu, thái ý ủy thác, đối hắn mà nói, chỉ là một cái nhấc tay. Hắn tâm lý cũng cảm thấy được, Thái Như Chăn hơn phân nửa là chết. Dẫu sao ngàn năm trôi qua, hoa tổ còn thật tốt. Vậy Thái Như Chăn báo thù nhất định là thất bại, chỉ có một con đường chết. Thương nghị đã định, Diệp thần liền cùng Hàn Diễm, cáo từ rời đi, đi ra vạn đạo kiếm nguyên, lần nữa hồi tới dưới đất thành. Vạn đạo kiếm nguyên lối vào, Sở Thanh Tùng,
Sở Phong cùng người Sở gia đã sớm đang đợi. Thấy Diệp Thần đi ra, đám người từ trên người hắn cũng cảm nhận được liền Viêm Thiên Đế đùi phải hơi thở. Viêm Thiên Đế đùi phải, năng lượng bàng bạc hùng hồn, huy hoàng nóng rực, như vậy thiên cơ là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Sở Thanh Tùng ngạc nhiên mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ, người có thể tính ra, bắt được Viêm Thiên Đế đùi phải. Diệp Thần gật đầu nói, may mắn tới tay. Sở Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, người không hổ là đại khí vận người. Dừng một chút, Sở Thanh Tùng lại có chút ngưng trọng nói, bất quá, người may mắn, có thể đến chỗ này chấm dứt, vậy vô chủ đại lộ làm, người có thể không giành được. Trừ Viêm Thiên Đế đùi phải, nơi đây còn có một cái cơ duyên, đó chính là, vô chủ đại lộ làm. Khối kia vô chủ đại lộ làm, ở Sở gia lãnh địa ra, thần vẫn sơn mạch bên trong, ở nào đó còn cự thú trong cơ thể. Thiên nữ đã đem đại lộ làm đoạt đi sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, hắn cướp lấy Viêm Thiên Đế đùi phải thời điểm, thiên nữ cũng đã rời đi vạn đạo kiếm nguyên. Rời đi vạn đạo kiếm nguyên thiên nữ, khẳng định sẽ không tay không trở về tử thần giáo đoàn, nàng nhất định sẽ đưa mắt, nhìn chăm chú về phía vậy vô chủ đại lộ làm. Diệp Thần chỉ lo lắng, thiên nữ đã đem đại lộ làm cướp đi, vậy thì phiền toái. Sở Thanh Tùng nói, cái đó ngược lại không có, nhưng hôm nay đại lộ làm cạnh tranh, chính là kịch liệt. Cái này vô chủ đại lộ làm, khí tượng tản mát ra, đưa tới không thiếu thiên tài trẻ tuổi chú ý, có rất nhiều cường giả đều đuổi đến chỗ này, liền mộ đạo bảng thứ ba đêm mạnh mẽ đều tới. Người này từng là vô vô thời y không đệ nhất sát thủ tổ chức, thâm minh lĩnh vực đồng bài sát thủ, sau đó không biết cớ gì, bị đuổi ra, trở thành một tên lưu lạc tán tu, mình lại triệu tập rất nhiều tán tu. Gây dựng một cái kêu là đêm minh thế lực, tự hào là minh chủ, có thể nói là thần đạo cảnh bên trong, đứng ở đứng đầu nhân vật thiên tài. Hắn cũng muốn tranh đoạt đại lộ làm, hôm nay cùng thiên nữ kịch chiến say xưa, thiên nữ triệu tập rất nhiều tử thần giáo đoàn cao thủ tới đây, hai bên đánh được chính là kịch liệt, người sợ rằng khó mà nhúng tay vào. Mộ đạo bảng, thu lục vô vô thời ý không, nhất là thiên tài thần đạo cảnh tu sĩ, có thể bước lên bảng người, đều là thiên phú lớn lao. Thực lực cường đại hạng người. Sở Thanh Tùng nói đêm mạnh mẽ, có thể bước lên bảng thứ ba, tự nhiên tuyệt không phải bình thường. Đêm mạnh mẽ, đồng bài sát thủ sao? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, cũng là bắt được vẻ nguy hiểm hơi thở. Cái này đêm mạnh mẽ, thực lực so với phổ thông thần đạo cảnh tu sĩ, nhất định là cường đại hơn rất nhiều, liền Diệp Thần đều cảm thấy một chút uy hiếp. Bất quá, cái này uy hiếp không tính là quá lớn. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, đủ để đối phó. Hàn Diễm hừ một tiếng, nói cái gì đêm mạnh mẽ, chính là mộ đạo bảng thứ ba, coi là cái gì, liền mộ đạo bảng đệ nhất Chu Võ Hoàng, đại ca ta đều không từng sợ qua. Trước mắt mộ đạo bảng bên trên, xếp hạng đệ nhất, là Chu Võ Hoàng. Diệp Thần là xếp hạng thứ 10, còn như Hàn Diễm, thì tựa hồ là bởi vì kiếp trước nguyên nhân, cũng không có bước lên bảng. Bảng danh sách này. Hạng dĩ nhiên không phải tuyệt đối có thể tin, ví dụ như xếp hạng thứ 10 Diệp Thần, thật ra thì đã có tranh đoạt đứng đầu bảng tư cách. Cho nên, cho dù vậy đêm mạnh mẽ, là xếp hạng thứ 3 cường giả, Hàn Diễm vậy hoàn toàn không quan tâm. Sở Thanh Tùng nói, đêm mạnh mẽ là đêm minh minh chủ, người đông thế mạnh, không thể không đề phòng, hơn nữa hắn bản thân từng là thâm minh lĩnh vực đồng bài sát thủ, nhất định nắm giữ cực kỳ xảo quyệt âm hiểm tập sát phương pháp, không thể không đề phòng. Thâm minh lĩnh vực sát thủ, dựa theo cấp bậc, có thể phân chia sát thủ bình thường, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ. Phần lớn sát thủ, đều là sát thủ bình thường, có thể bắt được bảng hiệu, cho dù là đồng bài, cũng là vô cùng là hung hãn tồn tại. Đêm mạnh mẽ liền từng là đồng bài sát thủ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hàn Diễm nói, đại ca, bỏ mặc cái gì đêm mạnh mẽ, đảm nhiệm thiên nữ, ai dám cướp ngươi đại lộ làm. Ta giết kẻ ấy. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, nói chúng ta đi ra ngoài xem nói sau. Sở Thanh Tùng gặp Diệp Thần cố ý muốn tranh đoạt đại lộ làm, lập tức cũng sẽ không nói nhảm, hướng Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi mang một nhóm tinh nhuệ, đi theo luân hồi chi chủ, cùng tranh đoạt đại lộ làm. Sở Phong cung kính lĩnh mệnh nói, Lập tức, Sở Phong liền điểm một nhóm tinh nhuệ võ giả, đi theo Diệp Thần. Hắn còn muốn cầu Diệp Thần ra tay, từ kiếm tử tiên tích trong tay, cứu ra em gái hắn Sở Băng tiếng nói,
hôm nay Diệp Thần muốn tranh đoạt đại lộ làm, hắn tất nhiên hết sức tương trợ. Diệp Thần mang Sở Phong, Hàn Diễm các người, rời đi thành dưới đất, trở lại bề mặt trái đất, nhưng thấy được vô cùng nguy nga cảnh tượng. Chỉ gặp phương xa thần vẫn sơn mạch bên trong, có một đạo màu vàng trùm tia sáng, xông thẳng tới chân trời, phá vỡ trùng trùng thời không, để cho được vô vô thời ý không chủ thế giới các nơi, cũng có thể cảm nhận được cái này màu vàng cột ánh sáng khí tượng. Cái này màu vàng trùm tia sáng, đang là đại đạo làm khí tượng. Vậy đại lộ làm, vốn là ở một con cự thú trong cơ thể, trừ phi là đích thân hạ xuống thần vẫn sơn mạch, nếu không không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhưng hiện tại, cái này đại lộ làm khí tượng, đã phóng lên cao, như vậy chiêu cáo thiên hạ, điều này đại biểu, đại lộ làm khẳng định từ vậy cự thú trong cơ thể ói ra. Đại lộ làm khí tượng ngất trời, khẳng định sẽ đem càng ngày càng nhiều người, hấp dẫn tới đây. Diệp Thần và Hàn Diễm, mới từ vạn đạo kiếm nguyên bên trong đi ra, hao tổn hơi thở còn không khôi phục, nhưng hôm nay vì tranh đoạt đại lộ làm, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Hai người và Sở Phong, mang Sở ra rất nhiều tinh nhuệ, lập tức liền phong tỏa màu vàng kia trùm tia sáng, hướng thần vẫn sơn mạch bay vút đi. Thần vẫn sơn mạch hoàn cảnh tồi tệ, khắp nơi đều là chướng khí, ma sương mù, có rất nhiều hung thú quái vật hoành hành. Diệp Thần các người đi sâu vào nơi đây, lập tức gặp phải không thiếu hung thú tập kích, mười phần hung hiểm. Diệp Thần thong thả, lấy ra một chi ngọc tiêu, thổi vang một khúc phá trận tử, nhất thời thiết ngựa băng hà hạ xuống, thiên quân vạn mã, triệu hùng binh, lôi cuốn cuồn cuộn mưa gió, tiếng vó ngựa như sấm, liều chết xung phong ra. Đây là phá trận tử bá đạo khí tượng, thật ra thì cũng không phải là chân thực, nhưng cái này vậy bá đạo khí tượng, nhưng để cho được trong dãy núi rất nhiều hung thú, làm run sợ kinh hãi, rối rít gào lên tránh lui chạy đi, không dám tới gần nữa Diệp Thần. Hàn Diễm cùng Sở Phong, đều là ngạc nhiên mừng rỡ, bội phục Diệp Thần thủ đoạn thần thông. Đoàn người nhanh chóng tiến về trước, hướng màu vàng kia trùm tia sáng tới gần. Càng đến gần màu vàng kia trùm tia sáng, Diệp Thần thì càng cảm thấy, lau một cái quen thuộc thiên cơ hơi thở. A, Thái Như Chăn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong lòng hiện lên một cái tên của người, là Thái Ý con gái, Thái Như Chăn tên chữ. Hắn cong ngón tay tính toán, nhưng bắt được vô cùng là mãnh liệt nhân quả. Đây là mình người muốn tìm nhân quả. Cái đó Thái Như Chăn, tựa hồ ngay ở phía trước. Hơn nữa, Thái Như Chăn hơi thở, tựa hồ rất cổ quái, sống chết xen lẫn, tại chưa có chân chính thấy nàng trước, Diệp Thần cũng không dám xác nhận, nàng sống hay chết. Cổ quái, thật là cổ quái. Không nghĩ tới cái này Thái Như Chăn, liền ở chỗ này, hơn nữa ta nhưng lại không có cách nào suy đoán nàng sống chết. Diệp Thần trong lòng âm thầm cục cục, chỉ cảm thấy Thái Như Chăn sau lưng, từng cái vận mệnh sợi tơ xen lẫn, sau lưng hàm chứa hết sức phức tạp nhân quả. Những thứ này vận mệnh sợi tơ, có hoa tổ, có đàn đế, có kiếm tử tiên trần, có Sở Băng tiếng nói, thậm chí lại có Tôn Di. Tôn Di. Diệp Thần ngây ngẩn, cái này thì ly kỳ, năm đó, Thái Như Chăn là không để ý phản đối của phụ thân, mạo hiểm rời đi vạn đạo kiếm uyên, phải đi đạo tông tìm hoa tổ trả thù, nàng là như thế nào cùng Tôn Di liên hệ quan hệ. Diệp Thần chỉ cảm thấy, sự việc đổi được khó biết rõ đầu đuôi đứng lên, hắn muốn suy tính sau lưng nhân quả, nhưng Thái Như Chăn sau lưng tùy thuộc vận mệnh sợi tơ, đặc biệt phức tạp, căn bản không cách nào giải khai. Trừ phi, là thấy bản thân nàng, mới có phá giải có thể. Một đường đi tới trước, rất nhanh, Diệp Thần đám người đi tới màu vàng trùm tia sáng khí tượng phát ra địa phương. Đó là thần vẫn sơn mạch nội bộ, lộn xộn ở cụm núi bên trong, một phiến hồ to lớn. Thần vẫn sơn mạch lãnh thổ rộng lớn, chu vi liên miên mấy vạn dặm, Diệp Thần trước mắt hồ, cũng có ngàn dặm chu vi, mười phần bát ngát. Hồ kia lưu lại hơi nước hòa hợp, nước hồ trong suốt thấu triệt, nhưng không có gì hắc ám khí tượng, lộ vẻ được mát mẻ minh lệ, như là một khối gương sáng mỹ ngọc. Lúc này, ở hồ bên trên, có hai đám người ngựa, đang đứng ở trên mặt nước, kiếm bạt nỗ trương giằng co. Trong đó một đám người ngựa, lấy đảm nhiệm thiên nữ cầm đầu, đều là trước đồ trắng, sát khí dày đặc, đều là tử thần giáo đoàn bên trong người, hơn nữa còn là thiên nữ tự mình đào tạo thuộc hạ, ước chừng có hơn trăm người. Một đám người khác ngựa, thì tất cả đều là quần áo đen, cũng có hơn trăm người. Một người cầm đầu, cũng là một thân mặc áo đen, tướng mạo lạnh lùng chàng thanh niên, hiển nhiên chính là Đêm Minh Minh Chủ,
đã từng thâm minh lĩnh vực đồng bài sát thủ, đêm mạnh mẽ. Hai bên đội ngũ, tối sầm một trắng, ở trên mặt hồ đối lập, hình ảnh lộ vẻ được 10 phần nguy nga. Mà ở hai đám người ngựa ở giữa, chính là một con cự thú, chính là một đầu to lớn màu trắng con cóc, thân thể như núi cao, mọc sáu mắt, ti ti lũ lũ giá rét sương mù, từ nó trên người tản ra, để cho được vùng lân cận nước hồ, đều kết nổi lên băng hoa. Đây là sáu mắt băng thiềm, là vô vô thời ý không một loại cường đại hung thú, thần thú trên bảng nổi danh tồn tại, trời xanh băng tuyết huyết mạch, thuốc dùng giá trị cực cao, từng gặp phải vô tận săn giết, cuối cùng cơ hồ diệt tuyệt. Diệp Thần lại thực không nghĩ rằng, lúc đầu ở thần vẫn sơn mạch, có một đầu cơ hồ diệt tuyệt sáu mắt băng thiềm. Vậy sáu mắt băng thiềm, thân thể hiện đầy vết thương, máu tươi đầm đìa, máu thịt lật lộ, con người hiện lên trắng, bị thương rất nặng, nửa người ngâm ở liền trong hồ, hơi thở yếu ớt. Mà ở sáu mắt băng thiềm trên đỉnh đầu không, nhưng lơ lửng một tấm lệnh bài, trên lệnh bài kia in một cái đạo chữ, kim quang vần quanh, khí tượng ngất trời, chính là vậy vô chủ đại lộ làm. Diệp Thần thấy một màn trước mắt, cũng biết vậy vô chủ đại lộ làm, vốn là ở sáu mắt băng thiềm trong cơ thể. Nhưng sáu mắt băng thiềm, đã bị thiên nữ và đêm mạnh mẽ, liên thủ tổn thương nặng, hấp hối ngâm dưới nước, trong cơ thể đại lộ làm bị đánh được phun ra. Thiên nữ ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem đại lộ làm, lại nhìn xem sáu mắt băng thiềm, hướng đêm mạnh mẽ nói. Đêm mạnh mẽ, cái này đại lộ làm, ta có thể cho ngươi, nhưng cái này sáu mắt băng thiềm, phải quy về ta. Thiên nữ đã có đại lộ làm, nàng tranh cãi nữa đoạt đại lộ làm, nhưng thật ra là chẳng muốn Diệp Thần bắt được. Nếu hiện tại, đêm mạnh mẽ cũng muốn tranh đoạt, nàng chắp tay đưa tiến cũng không sao. Nhưng, sáu mắt băng thiềm, nàng nhưng không thể bỏ qua. Cái này sáu mắt băng thiềm, là gần như diệt tuyệt thần thú, thuốc dùng giá trị cực cao, nếu là nàng lấy được, dùng để nhập thuốc luyện công, đó là thiên đại cơ duyên. Đêm mạnh mẽ vui vẻ cười to, nói, đảm nhiệm thiên nữ, ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng cùng ta trả giá. Ngươi bất quá là luân hồi chi chủ bại tướng dưới tay, đại lộ làm ta muốn, sáu mắt băng thiềm ta cũng muốn, ngươi lập tức cho ta lăn, ta xem ở tử thần giáo đoàn mặt mũi, còn có thể tha ngươi một mạng. Nghe được đêm mạnh mẽ như vậy nhọn ngang ngược lời nói, thiên nữ trong mắt nhất thời toát ra sát khí, nói. Cho mặt không biết xấu hổ, thật làm ta dễ khi dễ. Tử thần, đáp lại ta đi. Nàng phát ra một tiếng ngâm sướng, cùng đi qua tử thần Hải Vương Ma Tôn đồng tình, thoáng chốc tới giữa, sau lưng nàng hiển hóa ra một tôn dữ tợn quỷ dị tử thần hình ảnh, băng tuyết vậy ra thịt trắng noãn trên, bao phủ lên một tầng sương mù vậy hắc khí. Hạ một sát, thiên nữ khua kiếm, một kiếm mang chết sát khí, đâm thẳng hướng đêm mạnh mẽ tim. Nàng trên mũi kiếm, tràn đầy tử thần uy nghiêm, đủ để nhiễu loạn người đạo tâm. Đêm mạnh mẽ hơi biến sắc mặt, liền cảm thấy tinh thần đau nhói, đạo tâm lay động, hừ một tiếng, nói có chút ý tứ, bất quá ngươi còn không phải là ta địch thủ. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, bỗng nhiên sử dụng một cái màu máu phi kiếm, kiếm mang bừng bừng, chém ngược hướng trời nữ. Thiên nữ không có động tĩnh, như cũ một kiếm rất gai. Một kiếm này, mang theo tử thần uy áp, nàng ở Diệp Thần trước mặt, cũng không có thi triển qua. Bởi vì nàng biết, Diệp Thần đạo tâm cường hãn, kiếm này tử thần oai đè, không thể nào ảnh hưởng đến Diệp Thần chút nào. Nhưng, đêm mạnh mẽ cũng không phải là Diệp Thần. Hắn đạo tâm, cũng không cách nào cùng Diệp Thần so sánh. Đêm mạnh mẽ tuy hết sức vững chắc tâm thần, nhưng thiên nữ mũi kiếm ám sát tới, tử thần uy áp bao phủ, hắn vẫn là cảm thấy một chút bản năng sợ hãi, sử dụng màu máu phi kiếm, quỹ tích nhất thời nghiêng về. Thiên nữ không làm phòng ngự. Một kiếm rất gai, như cũ chỉ hướng đêm mạnh mẽ tim. Đêm mạnh mẽ kinh hãi, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là chậm chút, bị thiên nữ một kiếm đâm trúng đầu vai, nhất thời máu tươi bão tố bắn, xương cốt đều bị đánh xuyên, đau nhức bứt rứt, hắn rên lên một tiếng, hình dáng 10 phần chật vật. Thiên nữ thu kiếm lui trở về, dáng người 10 phần tự nhiên, khinh thường cười nói. Làm sao, mới vừa không phải rất phách lối sao? Hiện tại ngươi còn tiếp tục phách lối sao? Minh chủ, đêm mạnh mẽ sau lưng rất nhiều võ giả, thấy hắn bị thương, nhất thời tức giận đồng thời xuất hiện, rối rít rút ra đao kiếm, đằng đằng sát khí nhìn về thiên nữ mọi người. Thiên nữ sau lưng võ giả, cũng là ngang nhiên rút ra đao xuất kiếm, không sợ chút nào,
hai bên chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Đêm mạnh mẽ khoát khoát tay, tỏ ý người thủ hạ không nên vọng động, hắn cười nhạt một tí, nói thiên nữ, xem ra ngươi còn cất giấu rất nhiều lá bài tẩy, là ta xem thường ngươi. Thôi, cái này sáu mắt băng thiềm, có thể quy ngươi, ta chỉ cần đại lộ làm là được. Thiên nữ cười nói, rất tốt, vậy chúng ta liền ở đạo tông trên thi đấu gặp lại. Đêm mạnh mẽ gật đầu một cái, liền muốn cùng thiên nữ, mỗi người thu lấy cơ duyên. Đây có lẽ là dưới mắt kết quả tốt nhất. Này, các ngươi hai cái không biết sống chết ra hỏa ở chỗ này chia cắt cơ duyên, thật làm đại ca ta không tồn tại. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, chỉ gặp cả người tư cao ngất chàng thanh niên, nâng kiếm xông vào hồ bên trong. Đêm mạnh mẽ đang muốn thu lấy đại lộ làm, lại bị cái này người thanh niên, một kiếm bước lui. Người nào? Đêm mạnh mẽ giận dữ, ánh mắt nhìn về cái này cái chàng thanh niên, da mặt run lên, nói. Thiên đao gia tộc thế tử. Cái này cái chàng thanh niên, chính là Hàn Diễm. Thiên nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về một bên, liền thấy Diệp Thần, ở sở ra rất nhiều tinh nhuệ vây quanh, sải bước xuất hiện. Đại ca, dứt khoát do ta nhập ma, cầm bọn họ người toàn bộ giết, người lại đánh đàn giúp ta khôi phục thanh tỉnh. Hàn Diễm hướng về phía Diệp Thần hét lớn, liền muốn nhập ma chu diệt hết thảy. Diệp Thần khoát khoát tay, trầm giọng nói, đừng xung động. Tuy nói Hàn Diễm nhập ma sau đó, giết lung tung hết thảy vô địch, nhưng nếu như thường xuyên nhập ma, nhất định sẽ đối với hắn thân thể, tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không hề muốn để cho Hàn Diễm nhập ma. Diệp Thần, người đã lấy được rồi Viêm Thiên Đế đùi phải, còn như vậy tham lam, muốn cướp lấy đại lộ làm cơ duyên. Thiên nữ ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thanh âm khá là lãnh khốc. Diệp Thần cười nói, cơ duyên mà, càng nhiều càng tốt, cái này đại lộ làm ta muốn, các ngươi đi thôi, chớ ép ta động thủ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần vừa tối bên trong suy tính, vậy thái như chăn nhân quả rơi xuống. Hắn có thể xác định, thái như chăn đang ở phụ cận, nhưng cẩn thận suy tính dưới, lại không phát hiện cụ thể chỗ, hết sức kỳ quái. Thiên nữ nghe được Diệp Thần muốn đại lộ làm, ha ha cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi thật là như thường ngày như vậy, lòng tham không đáy, cái này sáu mắt băng thiềm, ngươi cũng muốn cướp đi. Diệp Thần nhìn xem đã hấp hối sáu mắt băng thiềm, nói tự nhiên. Cái này sáu mắt băng thiềm, thuốc dùng giá trị cực cao, nếu như cầm tới chế thuốc, lại uống vào, Diệp Thần có lòng tin đột phá đến vô lượng cảnh tầng thứ 9, tiên đế cấp cảnh giới. Cơ duyên như thế, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe được Diệp Thần mà nói, thiên nữ và đêm mạnh mẽ, cũng phá lên cười. Đêm mạnh mẽ nói, thiên nữ, chúng ta trước liên thủ, làm thịt luân hồi chi chủ. Hắn biết Diệp Thần lợi hại, cho dù hắn là mộ đạo bảng thứ 3 cường giả, cũng không dám đơn độc khiêu chiến, cần cùng thiên nữ liên thủ, mới có chân áp luân hồi chắc chắn. Được, thiên nữ cũng không nói nhảm, biết Diệp Thần cường hãn, lập tức đáp ứng đêm mạnh mẽ liên thủ yêu cầu. Cái này tốt chứ vừa dứt hạ, nàng chính là huy động băng hoàng thiên kiếm, một kiếm cuốn lên cuồn cuộn nước hồ, hướng Diệp Thần tập sát đi. Đêm mạnh mẽ đi theo xuất kiếm, kiếm khí nổ lên một chút xíu ánh sao, để cho được bầu trời cũng tối xuống, tại thiên khung trên hiển hóa ra một cái chòm sao, vậy chòm sao mặt ngoài, nhưng như một con rơi, hai cánh phơi bày giãn ra tư thái, trông rất sống động. Đây là 33 thiên thần thuật, 8 đại chòm sao một trong, huyết dực chòm sao, là đêm mạnh mẽ độc môn bí quyết, có phệ hồn ẩm huyết oai, hắn dựa vào cửa này tuyệt chiêu, cho dù chỉ là thần đạo cảnh, là được thâm minh lĩnh vực đồng bài sát thủ. Chỉ gặp máu kia rực chòm sao, màu máu ánh sao sáng chói lóe lên, để cho được đêm mạnh mẽ kiếm trong tay, cũng là nổi lên từng cái màu máu con rơi khí tượng, ngàn vạn con rơi hòa lẫn kiếm khí, vạn cắt ám sát, phải đem Diệp Thần chiếm đoạt, hút khô máu hắn. Đêm Minh và tử thần giáo đoàn người của hai bên, thấy thủ lãnh đã ra tay, cũng là ngang nhiên hò hét, cùng hướng Diệp Thần vây giết đi. Bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến, chi chít, tất cả đều là kẻ địch. Đại ca, Hàn Diễm có chút luống cuống, trước đây ở vạn đạo kiếm nguyên, hắn linh khí hao tổn to lớn, hôm nay đụng phải như vậy hung mãnh chiến đấu, nhưng cảm thấy có điểm chột dạ. Phía sau Sở Phong và Sở Gia Tinh nhuệ cửa, thấy tình thế không ổn, lập tức rút kiếm liều chết xung phong đi lên, phải cứu giúp đỡ Diệp Thần. Diệp Thần thấy thiên nữ và đêm mạnh mẽ,
mang đại đội nhân mã gào thét đánh tới, nhưng là thong thả, một bộ khí định thần nhàn hình dáng. Một khúc phá trận, phù quỷ mẫu ổ, giết cho ta. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên tàn bạo, sử dụng phù quỷ mẫu ổ, triệu hoán ra rất nhiều bóng tối phù quỷ con rối, hơn nữa lấy ra một chi ngọc tiêu, ở bên mép thổi. Hắn nơi thổi bài hát, chính là cầm đế năm đó sáng chế, thập đại giang khúc một trong, phá trận tử. Ô, hùng hào, vĩ đại, thê lương, bá đạo điệu khúc, từ Diệp Thần giữa môi dòng nước chảy ra. Một khúc phá trận tử tấu vang, như có ngàn vạn quân mã liều chết xung phong, khói lửa khí tượng ngất trời, thanh thế cuồn cuộn, sấm sét nổ tung. Từ phù quỷ mẫu ổ bên trong lao ra rất nhiều con rối, nghe được phá trận tử điệu khúc sau đó, nhất thời xem cuồng hóa vậy, từ trong cổ họng phát ra điên cuồng tê liệt tiếng gầm gừ, mặt mũi vặn vẹo, hướng chung quanh đại đội nhân mã liều chết xung phong đi. Tử thần giáo đoàn và đêm minh người của hai bên, thấy một màn này, đều là hoảng hốt. Đối mặt rất nhiều phù quỷ khôi lỗi nổi điên công kích, bọn họ cũng không cản được, rối rít chật vật lui về phía sau. Thiên nữ và đêm mạnh mẽ vậy lấy làm kinh hãi, vô số phù quỷ con rối như điên chiều đụng, cuốn sạch toàn trường, bọn họ bên tai nghe được phá trận tử điệu khúc, lại cảm thấy có thiên quân vạn mã trà đạp đạo tâm, hô hấp làm nghẹt thở, cực kỳ khó chịu. Khởi nguyên tiên kiếm, phá. Thiên nữ cắn răng, thúc dục trong cơ thể khởi nguyên hồ tiên linh khí, mãi mãi khởi nguyên khí bạo phát, hóa thành trắng xóa sương mù, bao trùm ở nàng trên thân kiếm, ác liệt đi về trước phá giết. Lấy ta máu tươi, huyết dực thiên vũ. Đêm mạnh mẽ cắn chót lưới, phun ra ra máu tươi rơi ở trong tay huyết kiếm trên, cùng trên trời huyết dực tròm sao đồng tình, huyết dực tròm sao toát ra càng ánh sáng sáng chói. Trong tay hắn kiếm từng cái màu máu con rơi vần quanh múa, khí thế càng mãnh liệt hơn, phá vỡ từng tầng một phù quỷ con rối, đâm thẳng hướng Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, không thể không nói, thiên nữ và đêm mạnh mẽ, đích xác là cường hãn. Lại có thể đột phá hắn phù quỷ con rối, trực tiếp ám sát tới đây. Tự do dực, mở. Bất quá, Diệp Thần cũng không hoảng loạn, lập tức mở tự do dực, quanh thân gió bão cuồn cuộn, nổ lên kinh thiên nước hồ, thân thể vỗ cánh phóng lên cao. Suy rồi. Thiên nữ và đêm mạnh mẽ khô kiếm đánh tới, nhưng đâm trúng không khí, cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần. Sắc mặt hai người trầm xuống, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Liền hôm nay không bên trong, Diệp Thần tự do rực giãn ra, dưới ánh mặt trời chiếu, thân hình huy hoàng thánh khiết, sáng chói được để cho người hoa mắt. Chư thần hoàng hôn, cho ta trấn áp. Hạ một sát, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cả người bộc phát ra kinh khủng hoàng hôn huy quang, một cổ tuổi xế chiều, suy hủ, ảm đạm hoàng hôn hơi thở, lập tức cuốn sạch thiên địa càn khôn. Trên bầu trời, đêm mạnh mẽ mới vừa cho gọi ra huyết rực tròm sao khí tượng. Lập tức gặp phải ăn mòn, hu hu tan dã tản mát, từng vì sao hóa thành sao băng rơi xuống xuống, một ít lưu tinh vẫn thạch, nện ở trong núi rừng, đưa tới kinh thiên địa chấn động, một ít nện ở trong hồ, kích thích vạn nặng sóng. Diệp Thần trong tay, kinh khủng hoàng hôn hơi thở hội tụ, hóa thành một thanh khổng lồ hoàng hôn kiếm, có chừng ngàn trượng dài, lộ ra mãi mãi ánh sáng. Diệp Thần vung tay lên, to lớn kia hoàng hôn kiếm, chính là mang dễ như bớn. Nghiền diệt hết thảy uy áp, bạo giết xuống. Không tốt. Thiên nữ kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, vội vàng thu kiếm phòng thủ, từng tầng một thần đạo cảnh quy luật thả ra, hóa thành tầng tầng vách ngăn, đem mình bảo vệ. Đêm mạnh mẽ cũng là lớn kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thần thông như thế lợi hại, cái này chư thần hoàng hôn, là 10 phần kinh khủng thần thuật, đủ để ăn mòn thần minh, hắn coi như là thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, cũng không dám cứng rắn đụng. Lập tức, đêm mạnh mẽ cũng là thu liễm hơi thở, quanh thân từng cái màu máu con rơi vần quanh hộ thể, dự định trước chống nổi Diệp Thần một chiêu này, lại tìm kiếm phản kích. Diệp Thần bộc phát ra như thế kinh khủng hoàng hôn giết hại, tự thân linh khí tự nhiên cũng là tiêu hao to lớn, nếu như không thể nhất kích bại địch, hắn sợ rằng phải bị giết ngược. To lớn hoàng hôn kiếm chém xuống đi, tử thần giáo đoàn và đêm minh rất nhiều võ giả, kinh hoàng chật vật tứ tán tránh lui, có không tránh kịp người. Gặp phải hoàng hôn kiếm tập sát, tại chỗ thân thể văng tung tóe, thi thể hóa thành xương khô, bi thảm chết đi. Thiên nữ và đêm mạnh mẽ, toàn lực phòng ngự, liều chết ngăn cản Diệp Thần mãnh công. Diệp Thần biết một kiếm này, phải bại địch, nếu không hắn sẽ bị giết ngược, lập tức hít sâu một hơi, vận dụng luân hồi huyết mạch thiên lôi thần mạch lực lượng,
hoàng hôn bên trong nổ lên sấm sét, thanh thế cuồn cuộn. Thiên nữ và đêm mạnh mẽ, áp lực lớn hơn, từng tầng một mộ đạo quy luật vách ngăn bể tan tành, nhưng là sắp không ngăn được Diệp Thần tiến công. Rào. Nhưng vừa lúc đó, một mực ngâm ở trong hồ, trọng thương hấp hối sáu mắt băng thiềm, con người mở ra, gồ lên một hơi, tung người nhảy lên, cắn một cái ở trôi lơ lửng ở giữa không trung đại lộ làm, ừng ực một tiếng nuốt xuống, rồi sau đó thân thể to lớn, oanh một tí rơi vào trong nước, đi đáy hồ chỗ sâu lẻn đi. Nó lại là thừa dịp Diệp Thần và Thiên Nữ, đêm mạnh mẽ chiến đấu, lần nữa cắn nuốt đại lộ làm, muốn bỏ trốn. Diệp Thần thất kinh, để cho hắn kinh ngạc, không phải sáu mắt băng thiềm cắn nuốt đại lộ làm, mà là ở sáu mắt băng thiềm hoạt động thời điểm, hắn bắt được một chút quen thuộc nhân quả chập chờn. Đó là Thái Như Chăn hơi thở. Thái Như Chăn, tựa hồ ngay tại sáu mắt băng thiềm trong bụng. Súc sinh này, sớm cầm Thái Như Chăn cho nuốt ăn. Diệp Thần kinh hãi không thôi, chỉ cho rằng Thái Như Chăn đã bị sáu mắt băng thiềm nuốt ăn, lâm vào là nó trong bụng thức ăn. Kinh hãi tức giận dưới, Diệp Thần thần thông khí tượng xuất hiện chập chờn, hoàng hôn kiếm cùng rất nhiều sấm sét khí tượng, mơ hồ tán loạn. Thiên nữ và đêm mạnh mẽ, cũng từ to lớn áp lực bên trong, đi ra ngoài, nhưng thấy sáu mắt băng thiềm nuốt đi đại lộ làm, bọn họ cũng có chút ngây ngẩn. Hàn đệ, kéo bọn họ. Diệp Thần cẩn thận suy tính. Nhưng lại phát hiện, Thái Như Chăn tựa hồ còn chưa có chết, còn có người sống hơi thở, hắn chỉ muốn giải khai sau lưng bí mật, lập tức phi thân lặn rơi vào nước hồ bên trong, truy đuổi vậy sáu mắt băng thiềm. Ở Thái Như Chăn sau lưng, có rất nhiều vận mệnh sợi tơ, thậm chí cùng Tôn Di có liên quan, Diệp Thần tuyệt không muốn bỏ qua. Hắn lặn rơi vào trong nước, truy đuổi sáu mắt băng thiềm, Hàn Diễm và Sở Phong, ngẩn người sau đó, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, dẫn người Sở ra. Còn có rất nhiều phù quỷ con rối muốn kéo thiên nữ và đêm mạnh mẽ các người. Thiên nữ và đêm mạnh mẽ, nhìn nhau một mắt, muốn đuổi theo giết Diệp Thần, nhưng lại bị Hàn Diễm, Sở Phong các người vây quanh, trong chốc lát không cách nào thoát thân. Diệp Thần lặn rơi vào đáy hồ, chỉ cảm thấy thấu xương lạnh như băng. Sáu mắt băng thiềm trên thân thể, tản mát ra từng cơn khí lạnh, để cho được nước hồ vậy xuất hiện không thiếu băng hoa. Diệp Thần đuổi theo. Rất nhanh liền cùng sáu mắt băng thiềm kéo gần khoảng cách. Vậy cự thú, cuối cùng là chịu trọng thương, chạy trốn khó chịu, rất nhanh liền bị Diệp Thần đuổi kịp. Sáu mắt băng thiềm tựa hồ cảm nhận được liền nguy hiểm, trầm thấp gầm to, thân thể run rẩy run, thả ra từng luồng băng sương mù, đông nước hồ, sáng lập ra một tầng hàn băng kết giới, muốn ngăn trở Diệp Thần. Nhưng, chính là một tầng hàn băng kết giới, muốn ngăn trở Diệp Thần, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, khua kiếm chém một cái, liền chạm phá tầng tầng hàn băng, sải bước đi tới sáu mắt băng thiềm trước người. Cái này sáu mắt băng thiềm, thân thể khổng lồ được xem một ngọn núi, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, tự nhiên cũng là con kiến hôi tồn tại, không thể nào chống lại. Diệp Thần khua kiếm, đang muốn một kiếm hướng sáu mắt băng thiềm chém tới. Chớ làm tổn thương nó. Bỗng nhiên, một giọng nói, đột ngột vang lên, mang chút ngột ngạt. Thanh âm này, lại là từ sáu mắt băng thiềm trong bụng phát ra. Luân hồi chi chủ, chớ làm tổn thương nó, cái này băng thiềm là bạn của ta. Thanh âm kia mang vẻ khẩn cấp, kêu lên. Sáu mắt băng thiềm trong mắt rơi lệ, hơi có điểm đáng thương hình dáng, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nghe được thanh âm kia, trong lòng kinh hãi, nói, là Thái Như Chăn cô nương sao. Thanh âm kia nói, là ta, luân hồi chi chủ, ngươi. Người gặp qua phụ thân ta. Diệp Thần nghe được Thái Như Chăn ở sáu mắt băng thiềm trong bụng, lại còn có thể mở miệng nói chuyện, dự đoán nàng không nguy hiểm đến tánh mạng, trong bụng hơi rộng, nói, người phụ thân rất thấp thỏm ngươi, còn kêu ta đi ra tìm ngươi đây. Thái Như Chăn nói, phải không? Vậy thì thật là, à, người trước vào đi. Nàng thanh âm phiền muộn, như có trùng trùng tâm sự, những lời này nói xong, vậy sáu mắt băng thiềm liền bò lổm ngổm xuống. Dương ra miệng to, hình như là mời Diệp Thần đi vào. Diệp Thần chần chờ một tí. Thái Như Chăn nói, yên tâm, băng thiềm sẽ không làm thương tổn ngươi, hơn nữa nó vậy không có tổn hại ngươi tư cách. Diệp Thần gật đầu một cái, liền không do dự nữa, vận công hộ thể, rồi sau đó bay vào sáu mắt băng thiềm miệng bên trong. Sáu mắt băng thiềm khép lại miệng khổng lồ, ừng ực một tiếng, liền đem Diệp Thần nuốt mất. Diệp Thần trong mắt một phiến hắc ám.
nhưng rất nhanh liền thấy quang lượng, hắn bị nuốt vào sáu mắt băng thiềm trong bụng đi. Cái này sáu mắt băng thiềm trong bụng, lại là có động thiên khác, tự thành một mảnh không gian. Cái này không gian, giống như là một cái mộ huyệt hang núi, bầy thả có bàn đá, băng đá, giường đá những vật này, bàn đá bên trên, đốt một ly cô đèn, ngồi bên cạnh một cái cô gái trẻ, đang đảo mài dược thảo. Nàng bên chân chất đầy rất nhiều dược liệu hoa cỏ, xem phẩm tương đều vô cùng không tầm thường, dã thuốc mùi thơm, để cho người tâm thần sảng khoái. Tiểu nữ thái như chăn, gặp qua luân hồi chi chủ. Phụ nữ kia thấy Diệp Thần tới, liền buông xuống trong tay chén thuốc ngọc chày, đứng dậy hướng Diệp Thần thi lễ. Diệp Thần ngẩn ngơ, hắn xem đến bên cạnh trên vách tường, lại cúp có một chương hoa hạ tấm ảnh, trong hình kia mặt người, chính là hắn không sai. Mấu chốt tấm ảnh Diệp Thần có ấn tượng, tựa hồ là mình ở khu nhà đại đô thời điểm, Tôn Di dùng chụp lập được vỗ xuống. Có thể ở chỗ này, thấy hoa hạ tấm ảnh, Diệp Thần rất giật mình, nói cái này tấm ảnh ngươi từ nơi nào có được. Thái Như Chăn nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem vậy theo phiến, nói cái loại này họa kêu tấm ảnh sao? Thật là kỳ diệu rất. Diệp Thần vội hỏi, ngươi từ nơi nào có được tấm ảnh, là ai cho ngươi? Thái Như Chăn thấy Diệp Thần như vậy bộ dáng lo lắng, vội vàng nói, luân hồi chi chủ, an tâm một chút chớ nóng. Ừ, cái này tấm ảnh, là tương lai cỏ thần, Tôn Di cô nương cho ta. Mấy tháng trước, ta đụng phải nàng, nàng còn bị khốn tại thiên ma tinh hải bên trong, không thể thoát thân, kêu ta cầm cái này tấm ảnh đi tìm ngươi, muốn gọi ngươi đi qua cứu nàng. Nhưng, à, ta tự lo không xong, hoa tổ người đang đuổi giết ta, ta chỉ có thể trốn ở này, cũng không dám lộ mặt. Nói xong lời cuối cùng, Thái Như Chăn tràn đầy bất đắc dĩ hình dáng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói cái này tấm ảnh, là Tôn Di cho ngươi. Ngươi gặp qua nàng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta nghe người phụ thân nói, ngươi phải đi tìm hoa tổ báo thù, ta còn lấy vì ngươi đã chết. Thái Như Chăn cười nói, ta không như vậy dễ chết. Ngàn năm trước, ta đích xác là rời đi vạn đạo kiếm nguyên, muốn tìm hoa tổ trả thù, nhưng ta không phải là kẻ ngu, nếu là trực tiếp đi qua, ta sợ rằng còn không đến gần hoa tổ, sẽ bị hắn phát hiện, nhất niệm xóa bỏ. Ta nghe nói cỏ thần nhất phái, cùng hoa tổ oán hận chất chứa khá sâu, liền trước đi tìm cỏ thần hậu duệ, tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Dẫu sao dựa vào ta tự mình một người, là không thể nào báo thù thành công. Diệp Thần khá để ý bên ngoài, xem Thái Như Chăn hình dáng, ngược lại không xem Thái ý nói như vậy lỗ mãng, rõ ràng cho thấy có coi là mưu bố cục, hắn hỏi, hoa tổ và cỏ thần tới giữa, vậy có ân oán sao? Thái Như Chăn nói, dĩ nhiên, luân hồi chi chủ, người mới tới vô thời ý không không bao lâu, có thể còn không biết hoa tổ và cỏ thần ân oán. Hoa tổ và đệ nhất cỏ thần Tím Lan, đều là từ nguyên sơ thế giới đi ra người, nghe nói nguyên sơ thế giới nắm giữ Thanh Liên đạo tổ, đối cỏ thần ân cố có thừa, hoa tổ ghen tị rất, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền xem cỏ thần không vừa mắt. Hơn nữa, cỏ thần thủ bên trong, có rất nhiều chân quý dược thảo linh tài hạt giống, hoa tổ vẫn muốn, nhưng cỏ thần không cho, hắn liền oán hận ở tim. Sau đó chín thần thiên chiêu, yếu quyết ra một cái cỏ cây thần, cái này thần quyền hoa tổ cũng muốn, nhưng cuối cùng lại bị cỏ thần đoạt đi, hắn lại là tức giận căm ghét. Hôm nay vô thời ý không, cỏ thần tín đồ xuất hậu duệ, vẫn luôn bị hoa tổ chèn ép, cỏ thần nhất phái đối hoa tổ là thống hận rất. Diệp Thần bừng tỉnh, nói, thì ra là như vậy. Hắn lúc này mới biết, lúc đầu hoa tổ và cỏ thần nhất phái, có sâu như vậy dày ân oán, thậm chí có thể ngược dòng đến nguyên lúc đầu đời. Thái Như Chăn nói tiếp, ta đạt được cỏ thần nhất phái trợ lực, thành công che đậy thiên cơ, lẫn vào hoa tổ dưới quyền, thành hắn tiên thảo trong vườn một người làm, phụ trách xử lý hoa cỏ. Cái này tiên thảo bên trong vườn, trồng trọt vô số chân quý dược thảo, là hoa tổ vận mệnh chỗ, hắn ngày thường tu luyện, cũng muốn mượn tiên thảo trong vườn dược thảo tinh hoa. Cỏ thần nhất phái người ủy thác ta, kêu ta nghĩ biện pháp hủy diệt tiên thảo vườn, giải quyết tận gốc, trước đoạn tuyệt hoa tổ vận mệnh, lại đi đối phó hắn. Vậy thì đơn giản nhiều, nhưng cái này vậy đại biểu nguy hiểm. Cái này tiên thảo trong vườn mỗi một bụi cây dược thảo, đều có cấm chế bảo vệ, thân phận ta thực lực nhỏ, muốn phá hủy, tuyệt không phải chuyện dễ. Sau đó ta mượn một ít thủ đoạn đặc biệt, thành công phá vỡ tiên thảo vườn rất nhiều cấm chế, hủy diệt đại lượng chân quý dược thảo, còn đem một vài dược thảo mang ra ngoài. Nói tới chỗ này,
Thái Như Chân mặt đầy hưng phấn ý, con mắt nhìn xem bên chân đống thả rất nhiều dược liệu. Những dược liệu này, đều là nàng từ tiên thảo trong vườn mang ra ngoài, 10 phần chân quý. Diệp Thần thất kinh, nói, ngươi dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, lại có thể phá ra tiên thảo vườn cấm chế, hơn nữa còn sống trốn thoát. Hoa tổ cùng với hắn đệ tử thủ đoạn tất nhiên vượt qua ngươi quá nhiều. Hắn hết sức tò mò, Thái Như Chân tu vi bất qua thần đạo cảnh, muốn hủy diệt hoa tổ tiên thảo vườn, lại thuận lợi chạy khỏi, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời, hắn rất muốn biết, nàng rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Thái Như Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu một cái, nói, à, luân hồi chi chủ, ta không tiện nói, cũng không thể nói, xin ngươi hãy tạm thời không nên hỏi nữa. Ta từ tiên thảo vườn trốn sau khi đi ra, hoa tổ giận dữ, liền phái người tới đuổi giết ta. Ta mất mạng mệnh chạy, cỏ thần nhất phái người thề che chở ta, chết liền thật là nhiều người, à. Sau đó, bọn họ mang ta đi gặp tương lai cỏ thần Tôn Di, ta cho Tôn Di đại nhân một ít dược liệu chân quý, nàng cho ta ngươi tấm ảnh, lại kêu ta đi tìm ngươi, nhưng ta bị hoa tổ đuổi giết, nhưng là hữu tâm vô lực. Ta vốn là muốn chạy trốn hồi vạn đạo kiếm uyên, lại sợ liên lụy ta phụ thân, cuối cùng liền chạy đến cái này sáu mắt băng thiềm trong bụng. Ha ha, trước cái này băng thiềm bị trọng thương, là ta dùng dược liệu chữa khỏi nó coi như là ta sủng vật và bạn. Chỉ là, ta không nghĩ tới, gần đây đoạn thời gian này, đạo tông lại có thể cầm một khối vô chủ đại lộ làm, ký thác vào trong cơ thể nó. Vừa nói, Thái Như Chân tay lộn một cái, lòng bàn tay hiện ra một tấm lệnh bài. Chính là mới vừa rồi sáu mắt băng thiềm nuốt trở về đại lộ làm. Diệp Thần thấy tấm lệnh bài này, ánh mắt nhất thời đổi được nóng bỏng. Luân hồi chi chủ, người lệnh bài ngươi cầm đi, ta chỉ cầu ngươi dẫn ta rời đi, nếu không ta và băng thiềm, đều phải bị người bên ngoài giết chết. Thái Như Chân có thể rõ ràng cảm nhận được, bên ngoài thiên nữ và đêm mạnh mẽ hơi thở. Nếu như không có Diệp Thần bảo vệ, sáu mắt băng thiềm chắc là phải bị thiên nữ và đêm mạnh mẽ giết chết. Nàng vậy muốn đi theo chết. Diệp Thần nhận lấy đại lộ làm, trong bụng rộng một cái khí, trải qua rất nhiều trắc trở, hắn cuối cùng là đem đại lộ làm lấy tới tay. Ngươi hiện tại muốn đi nơi nào, hồi vạn đạo kiếm uyên sao? Diệp Thần hỏi, vừa nói, hắn lại một bên thi triển ra đạo tông chú đan thuật, từng cơn linh quang tách thả ra, bơm vào đến sáu mắt băng thiềm trong cơ thể, điều dưỡng nó thương thế. Ở Diệp Thần chữa trị xuống. Sáu mắt băng thiềm phát ra trầm thấp cục 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 tiếng, thương thế nhanh chóng khôi phục, trong tròng mắt vậy tràn đầy vẻ cảm kích. Thái Như Chân nói, hoa tổ một ngày không chết, ta đều không thể hồi vạn đạo kiếm uyên, nếu không sẽ liên lụy cha ta bọn họ. Diệp Thần nói, vậy đi ta lãnh địa như thế nào? Ta có thể cho ngươi cung cấp che chở. Hắn suy nghĩ hoa tổ coi như lại hung hãn, cũng không khả năng công hãm hắn luân hồi trận doanh lãnh địa. Chỉ cần hắn cầm Thái Như Chân mang về Thượng Hoàng Thiên Cung, liền hoàn toàn an toàn. Thái Như Chân nói, không được, ta không thể liên lụy ngươi. Dừng một chút, nàng cắn răng nói, nếu như có thể, ta muốn ngươi dẫn ta đi hồn cảnh thời không, đó là thứ 9 hồn tộc, cửu thiên phục long giáo lãnh địa, nhưng Thảo Thần Phái ở bên kia, vậy thành lập một cái cứ điểm, Thảo Thần Phái đại tế ti một tối tố ảnh, từng nhiều lần mời ta đi qua tị nạn, ta cũng muốn đi. Nhưng nhiều lần bị cửu thiên phục long giáo gây khó khăn, từ đầu đến cuối đi không được. Ta nghĩ, nếu như ngươi ra mặt, vậy cửu thiên phục long giáo, tuyệt đối không dám gây khó khăn ngươi. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, hồn cảnh thời không, cửu thiên phục long giáo lãnh địa. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Thái Như Chân muốn gọi địa phương của hắn đi, lại là cửu thiên phục long giáo địa bàn. Cửu thiên phục long giáo, nhưng mà Viêm Thiên Đế địch thủ cũ. Diệp Thần trước đây cướp đi cửu thiên phục long ấn, cũng cùng cửu thiên phục long giáo kết tử thù. Hắn nếu là đi cửu thiên phục long giáo địa bàn, đó không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, ngang hàng là chịu chết. Thái Như Chân gặp Diệp Thần biểu lộ như vậy, thiên cơ thấy rõ, nhất thời biết Diệp Thần cùng cửu thiên phục long giáo tới giữa, ân oán cửu hận cực sâu. Nàng sửng sốt một tí, lại là không biết làm sao, nói ách, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi và cửu thiên phục long giáo. Ân oán như vậy sâu. Vậy, ngươi không thể tặng ta đi qua, nếu không bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần cau mày hỏi, Thảo Thần Phái tại sao phải cầm cứ điểm, thành lập ở Cửu Thiên Phục Long Giáo trên địa bàn. Cửu Thiên Phục Long Giáo hẳn là thuộc về Hắc Ám đi, cỏ thần cũng không phải là Hắc Ám,
vì sao phải làm cái loại này đắc lực chuyện không được cảm ơn. Thái Như Chân nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Hoa Tổ một mực đang chèn ép Thảo Thần Phái, rất nhiều cỏ thần tín đồ, Lưu Lạc Chư Thiên, Tuyệt Lộ, Đại Tế Ti một tối tố ảnh, chỉ có thể tìm kiếm Cửu Thiên Phục Long Giáo che chở. Cửu Thiên Phục Long Giáo che chở Thảo Thần Phái, thành tựu báo đáp, Đại Tế Ti sẽ cho bọn họ cung cấp một ít đặc thù dược thảo, hai bên coi như là hợp tác. Đây là Thảo Thần Phái duy nhất có thể đi đường, nếu là có thể lựa chọn, há lại sẽ như vậy. Hành động này thậm chí có thể coi như là vũ nhục cỏ thần. Diệp Thần nhất thời cảm thấy thổn thức, nói Thảo Thần Phái lại luân lạc như vậy, còn muốn cầu hắc ám tín đồ che chở. Cửu Thiên Phục Long Giáo thờ Phượng Hồn Thiên Đế, là bóng tối tín đồ, Thảo Thần Phái vì sinh tồn, lại cùng bọn họ hợp tác, ngang hàng là cùng ác ma làm giao dịch. Thái Như Chăn thở dài nói, đây là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ Tôn Di Đại Nhân, thừa kế cỏ thần quyền chuôi, lần nữa khôi phục cỏ thần quang vinh, mới khá đem chư thiên cỏ thần các con dân, từ trong bóng tối cứu chuộc đi ra. Dừng một chút, nàng lại nói, luân hồi chi chủ, ngươi không đi được hồn cảnh thời không, vậy cũng lấy đem ta đưa ra nơi này sao? Bên ngoài tất cả đều là kẻ địch, hơn nữa ta nói như thế nhiều, thiên cơ tất nhiên bại lộ, Hoa Tổ phỏng đoán đã phong tỏa ta chỗ. Lập tức phải phái người tới đuổi giết ta. Nàng thế đơn lực bạc, bằng vào một thân một mình, là quả quyết không cách nào rời đi nơi đây. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, đoán sau lưng hung hiểm. Ta có thể cho ngươi cái này, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Thái Như Chăn đột nhiên cầm ra một cái chai nhỏ, bình là lưu ly chế tạo, nửa trong suốt hình dáng, có thể mơ hồ thấy bên trong chai bộ, đựng một chai màu vàng kim linh dịch. Đây là cái gì? Diệp Thần hỏi, vật này kêu kim quỳnh ngọc nước bọt, là một loại vạn năng giải dược, có thể giải trừ trước mắt chủ thế giới đã biết nơi có độc tố, đặc biệt huyền diệu, ngươi cầm đi. Thái Như Chăn đem chai nhỏ nhét vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần kinh hãi, nói, vạn năng giải dược, còn có loại vật này, ngươi từ nơi nào có được. Thái Như Chăn nói, là độc thủ, ho, là một cái cao nhân cho ta không tiện nói ra hắn tên chữ. Ta có thể phá ra tiên thảo vườn cấm chế, cũng là vị cao nhân kia tương trợ, nhưng ta không thể tiết lộ hắn thân phận, mời ngươi thứ lỗi. Diệp Thần nghe được Thái Như Chăn lời nói này, trong lòng có vẻ kỳ dị, cũng không biết là cái gì cao nhân, có thể cùng Hoa Tổ đối kháng, còn luyện chế ra cái loại này ngoại hạng nước thuốc, có thể giải khai hết thảy độc tố, đây chẳng phải là nói, cũng có thể hóa giải đại thánh tặng âm cầm cầm trên cung kịch độc. Diệp Thần mở ra nắp bình. Nhìn xem trong bình kim quỳnh ngọc nước bọt, liền cảm thấy tinh khiết thấu rõ, linh khí thâm hậu. Cái này kim quỳnh ngọc nước bọt, không biết phải hao phí nhiều ít thiên tài địa bảo, nhiều ít ngày đế máu tươi, mới có thể luyện chế được, quả thực là chân quý vô cùng. Ly kỳ hơn chính là, Diệp Thần đang nhìn chai thuốc nước này thời điểm, luân hồi mộ địa loáng thoáng, lại truyền ra chấn động, thật giống như có cái gì nhân quả đồng tình. Cảm nhận được một màn này, Diệp Thần lại là ngạc nhiên. Luân hồi mộ địa bên trong, cầm đế cảm nhận được liền cái này nhân quả chấn động, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tiền bối, người có thể nhìn thấu sau lưng nhân quả sao? Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hỏi nói. Cầm đế bấm ngón tay tính toán, nhưng là lắc lắc đầu nói, không được, sau lưng mạch lạc, quá phức tạp, ta suy tính không tới. Bất quá, cái này kim quỳnh ngọc nước bọt, có thể là đồ tốt. Có thể hóa giải ta đại thánh tặng âm trên đàn kịch độc, khôi phục vậy đàn cổ, ngươi có thể không thể bỏ qua. Nói xong lời cuối cùng, cầm đế trong tròng mắt tràn đầy nóng bỏng, hắn là đàn như mê, chính là một cái nhạc si, bình xanh tiếc nuối nhất sự việc, chính là nơi có nhạc khí, đều bị Hoa Tổ hủy diệt, để cho hắn lòng như đao cắt. Hiện tại, đại thánh tặng âm đàn có khôi phục hy vọng, hắn dĩ nhiên là vô cùng kích động, mừng rỡ vạn phần. Được. Diệp Thần cũng không nói nhảm, lập tức nhận kim quỳnh ngọc nước bọt, vứt xuống luân hồi mộ địa bên trong đi, giao cho cầm đế. Ô, phụ thân, ta muốn uống, cái này là rất tốt đồ, ta muốn uống. Đây là, tiểu cấm yêu tựa hồ đánh hơi được kim quỳnh ngọc nước bọt thanh mùi thơm, yếu ớt hồi tỉnh lại, khóe miệng chảy ra nước bọt, một bộ dương mắt hình dáng. Cầm đế thần sắc ngay tức thì ngưng trọng, nghiêm túc nói, nhóc, cái này cũng không có thể cho ngươi. Người ngoan ngoãn ngủ đi đi. Một bên dụ dỗ tiểu cấm yêu ngủ, cầm đế một bên khảy đàn bắn một bài hát, một hồi nhu hòa điệu khúc tràn ngập ra. Tiểu cấm yêu sau khi nghe,
thân thể lập tức lảo đảo lắc lư, ngã xuống đất ngủ đi. Liên Liên Diệp Thần, nghe được vậy bài hát, vậy cảm thấy đầu choáng váng chầm chầm, mơ màng buồn ngủ, hắn chợt lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, ổn định lại đạo tâm, mới xua tan buồn ngủ, trong lòng hết sức ngạc nhiên, hỏi. Tiền bối, người đây là bài hát gì? Cầm Đế cười nói, khúc này tên là Ám Hương Phù Dạ, là một bài khúc thôi miên, cũng là ta năm đó sáng chế thập đại giang khúc một trong, xếp hạng thứ 5. Khúc này vừa ra, Thiên Đế nghe tiếng đều phải ngủ chết rồi, nhưng tu luyện độ khó cực lớn, ta năm đó có rất nhiều học trò, muốn học bài hát này, kết quả còn không học được một nửa, bọn họ liền mơ màng chầm chầm ngủ đi, ta xem ngươi chắc học không biết. Không tin, ngươi nhìn một chút cái này khúc phổ. Vừa nói, Cầm Đế vung tay lên, khói mù sôi trào, ngưng kết thành từng đạo nốt nhạc, ở trong hư không cấu trúc ra khúc phổ. Diệp Thần nhìn vậy khúc phổ lên nốt nhạc, chỉ cảm thấy mỗi một đạo nốt nhạc cũng đang xoay tròn, liên quan hắn tinh thần, vậy đi theo trời đất quay cuồng, mơ màng buồn ngủ, đầu óc nặng nề được lợi hại. Cái này nốt nhạc, có cổ quái. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, lập tức đưa mắt thu hồi lại. Cái này Ám Hương Phù Dạ khúc phổ, từ mang mãnh liệt thôi miên hiệu quả, coi như là Diệp Thần, sau khi thấy thiếu chút nữa cũng bị thôi miên, phải ngủ chết rồi. Ha ha ha, người trước xử lý bên ngoài sự việc, cùng sau này có thời gian, ta nếm thử nữa dạy ngươi. Cầm Đế cười to, đem khúc phổ thu hồi, lại lấy ra đại thánh tặng âm đàn, đem kim quỳnh ngọc nước bọt, tưới ở trên dây đàn mặt, bắt đầu giải độc. Diệp Thần tinh thần hồi đi ra bên ngoài, liền gặp Thái Như Chăn mặt đẹp biến sắc, nói, luân hồi chi chủ, không xong, thiên nữ và đêm mạnh mẽ, đã đánh tới. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, liền cảm thấy bên ngoài, có từng trận mãnh liệt nhọn hơi thở tập sát tới. Chính là thiên nữ và đêm mạnh mẽ, bọn họ đã đột phá hàn diễm phong tỏa, dẫn người đuổi giết tới đây. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra ngoài xem. Diệp Thần tỉnh bơ, rút ra luân hồi thiên kiếm. Thái Như Chăn cắn răng nói, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài, dù sao ta hơi thở, đã bại lộ, vậy không cần phải ẩn núp. Nàng sử dụng một kiếm, thân kiếm tinh mang chạm nhiên, tựa hồ là dùng rất nhiều đặc thù nước thuốc rèn luyện qua, lại thấm ra một cổ nhiếp nhân tâm phách dược khí. Diệp Thần trong đầu nghĩ nàng là thần đạo cảnh tu sĩ, cũng có thể trợ lực, liền gật đầu một cái. Lập tức, hai người từ sáu mắt băng thiềm trong bụng bay ra ngoài, đi tới bên ngoài. Ở Diệp Thần đạo tông chú đan thuật chữa trị xuống, sáu mắt băng thiềm thương thế khôi phục rất nhiều, giờ phút này con ngươi hàn mang lóe lên, từ trong cổ họng phát ra một hồi lanh lảnh gầm thét, thanh thế hung mãnh. Lúc này, thiên nữ và đêm mạnh mẽ, mang rất nhiều võ giả, vạch nước phóng tới, thấy Diệp Thần và Thái Như Chăn, từ sáu mắt băng thiềm trong bụng nhô ra, đều là kinh hãi. Nữ nhân này, là tiên thảo vườn phản đồ, hoa tổ đang truy nã đuổi giết người. Đêm mạnh mẽ ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Như Chăn, trong mắt co rúm lại, lập tức nhận ra Thái Như Chăn thân phận. Tiên thảo vườn phản đồ. Thiên nữ ánh mắt hơi chăm chú, nàng cũng nghe qua hoa tổ truyền thuyết, nghe nói hoa tổ tiên thảo vườn, ra một tên phản đồ, hủy diệt đại lượng chân quý dược thảo, trốn tránh ra. Hoa tổ trong cơn giận dữ, đã phát ra đuổi giết lệnh truy nã, có ai có thể bắt hồi phản đồ, hắn đều sẽ có trọng thưởng. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, nếu có thể bắt tên phản đồ này, hoa tổ nhất định có trọng thưởng. Đêm mạnh mẽ khóe miệng miệng nhếch một cái lãnh khốc nụ cười, lập tức mở huyết rực tròm sao, cả người nổ ra tất cả huyết biên bức ảo ảnh, khua kiếm như phệ hồn ẩm huyết, khí thế nhọn dũng mãnh, nhắm thẳng vào hướng Thái Như Chăn. Hống! Diệp Thần và Thái Như Chăn, còn không có động thủ, dưới chân bọn họ sáu mắt băng thiềm, liền hít sâu một hơi, đem chung quanh nước hồ cũng hút tới. Rồi sau đó hét lớn một tiếng, tất cả nước hồ hóa thành băng cứng, từng cục băng cứng ngưng kết thành cột băng, rắc rắc sát kéo dài đưa tới. Đêm mạnh mẽ khua kiếm giết tới, đem cột băng một đoạn đoạn cắn nát, băng hoa văng khắp nơi, hắn trên thân kiếm lực lượng, nhưng cũng bị đã tiêu hao hết. Tiền bối, đàn cho ta. Diệp Thần trong lòng hướng về phía Cầm Đế quát to. Lúc này Cầm Đế, lợi dụng kim quỳnh ngọc nước bọt, đã đem đại thánh tặng âm cầm trên cung kịch độc. Hoàn toàn khu tan hết. Kịch độc tản đi, cả cây đại thánh tặng âm đàn, thấm ra hòa hợp linh khí, trên dây đàn như có tiên quang vần quanh, từng đạo nốt nhạc khí tượng lơ lửng, như có cổ xưa thánh âm đãng địch ra, thấm vào lòng người. Cầm Đế nghe được Diệp Thần kêu gọi,
lập tức đem đại thánh tặng âm đàn cho hắn. Soát. Diệp Thần lấy được rồi đại thánh tặng âm đàn, đem đàn trong lòng ôm vào trong tay, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Nhất thời, một đạo nhọn nốt nhạc, như đao kiếm vậy bạo giết ra, sóng âm thẳng xông lên đêm mạnh mẽ. Đêm mạnh mẽ bị sóng âm đánh vào, tại chỗ rên lên một tiếng, gương mặt trắng bệch, đạo tâm kịch liệt lay động. Cái này đại thánh tặng âm đàn, là đứng sau cửu tiêu hoàn bội cầm đàn cổ, bản thân chính là cao cấp thần khí, kích thích một tí dây đàn, là có thể loạn nhân đạo tim, vô cùng lợi hại. Diệp Thần biết, nếu là để cho đêm mạnh mẽ và thiên nữ liên thủ, hắn còn muốn đối kháng, liền sẽ phiền toái rất nhiều. Nhưng nếu như, hắn có thể trước đánh chết đêm mạnh mẽ, tái chiến thiên nữ, cục diện liền sẽ thành được ung dung. Đạo này tiếng đàn sóng âm đánh vào, ra tất cả người dự liệu, bất kể là thiên nữ, vẫn là đêm mạnh mẽ, vẫn là thái như chăn, cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Bọn họ càng không có nghĩ tới, chính là một đạo tiếng đàn, lại có thể sẽ có mạnh như vậy mãnh liệt lực trùng kích. Đại thánh tặng âm đàn, đàn này khí không phải đã bị kịch độc hủy diệt sao? Thiên nữ thấy Diệp Thần trong tay đàn cổ, gương mặt biến sắc. Nàng nhận ra, đó là cầm đế thiên tôn lưu lại đại thánh tặng âm đàn, nàng ở vạn đạo kiếm uyên cũng đã gặp. Bất quá, đại thánh tặng âm đàn đã bị kịch độc ô nhiễm, nàng cũng không dám đụng chạm. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lấy được rồi này đàn, hơn nữa còn xua tan kịch độc, lần nữa phát huy ra cái này đàn cổ uy lực, như cổ đại thánh hạ xuống, thần âm ngất trời, một đạo nốt nhạc, là được loạn nhân đạo tim, quả thực là hung mãnh vô cùng. Đêm mạnh mẽ, chết đi cho ta. Diệp Thần thần sắc dữ tợn, thừa dịp đêm mạnh mẽ đạo tâm hỗn loạn, hắn lập tức một quyền đánh giết ra. Titan tinh đấu quyền. Diệp Thần cánh tay, từng cái gân xanh nổi lên đứng lên, bộc phát ra cuồng bạo hung mãnh lực lượng, xuyên qua tinh thần, nghiền vũ trụ, như Titan cự thần đích thân tới, lực lượng bá đạo bạo lao ra, quả đấm hung hăng đánh giết hướng đêm mạnh mẽ. Đây là Diệp Thần bá đạo nhất nhất kích, biểu dương ra cực hạn võ đạo lực. Làm một quyền này sử dụng, hắn bắp cánh tay cũng mau xé, đang mãnh liệt rút gân, cả người máu sôi trào. Đêm mạnh mẽ hoảng hốt, hắn đạo tâm hỗn loạn dưới, không cách nào tổ chức dậy vững chắc phòng ngự, mắt xem Diệp Thần một quyền giết tới, hắn đành phải giơ bàn tay lên, thần đạo cảnh đỉnh cấp linh khí hoàn toàn bùng nổ, muốn ngăn trở Diệp Thần một quyền. Nếu như là phổ thông vô lượng cảnh võ giả một quyền, hắn tự nhiên có thể ngăn trở, nhưng Diệp Thần quả đấm, nhưng là xuyên qua tinh thần, không phải hắn có thể ngăn trở. Phịch. Diệp Thần trùng trùng một quyền, liền đem đêm mạnh mẽ cánh tay, đánh được xương cốt nổ tung. Lực lượng cuồng bạo, bạo xông vào đêm mạnh mẽ trong thân thể, hắn tại chỗ liền cuồng phún máu tươi, thậm chí mang chút nội tạng mảnh vỡ, hình dáng chật vật cực kỳ. Minh chủ. Rất nhiều đêm minh các võ giả, thấy đêm mạnh mẽ ở Diệp Thần dưới quyền, lại có thể không chống nổi một quyền, đều là rung động kinh ngạc, bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Phải biết, đêm mạnh mẽ nhưng mà thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại à, lại còn không địch lại Diệp Thần. Diệp Thần chân thật sức chiến đấu, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đi mau. Đêm mạnh mẽ hộc máu liên tục, người bị thương nặng, không biết nhiều ít cái thời gian tuyến bị đánh được bạo diệt, hắn hoàn toàn sợ hãi, chào hỏi thủ hạ võ giả, liền muốn xoay người chạy trốn đi. Không cần chạy, đều lưu lại đi. Đạo tông chú đan thuật, cho ta trấn áp. Diệp Thần thông ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào nói nhảm cùng do dự, sải bước bước ra, long trời lở đất, trong tay nổ lên đạo tông chú đan thuật ánh sáng, cuồn cuộn thần quang phô tán đi ra ngoài. Đêm mạnh mẽ và dưới tay hắn các võ giả, gặp phải đạo tông chú đan thuật thần quang bao phủ, nhất thời từng cái hét thảm lên, thân thể vặn vẹo, cuối cùng tất cả người, đều bị đúc luyện thành từng hạt tròn đan dược. Bị Diệp Thần thu bàn tay về bên trong. Diệp Thần vậy không khách khí, đem đan dược trong tay, toàn bộ vứt xuống trong miệng nhai, nuốt vào đi. Oanh! Đại lượng đan dược vào cơ thể, để cho được Diệp Thần linh khí nội tình, cũng là lớn mạnh rất nhiều. Trước đây ở vạn đạo kiếm nguyên, vận dụng chỉ thủy kiếm đạo, tổn thương linh khí căn nguyên, cũng là chữa trị một ít. Đêm mạnh mẽ cả đời trải qua, tất cả chiến đấu, cơ duyên, cảm ngộ. Kích động cùng tiếc nuối, chật vật cùng quang vinh, sợ hãi cùng dữ tợn, tất cả hình ảnh, ở Diệp Thần đầu óc bên trong qua một lần. Diệp Thần nhai kỹ đêm mạnh mẽ đời người, tinh luyện hắn tất cả trí nhớ, thật là hiểu rõ vậy không thiếu thâm minh lĩnh vực bí mật. Còn nữa,
đêm mạnh mẽ độc môn thần thuật, tám đại chòm sao huyết dực chòm sao, tất cả võ đạo cùng với diệu pháp, vậy toàn bộ bị Diệp Thần nắm giữ lĩnh ngộ. Huyết dực chòm sao, không tệ, không tệ, cái này thần thuật ngược lại là huyền diệu. Thật may ta ra tay mau, nếu không, cái này đêm mạnh mẽ, nếu là hóa thân thành từng cái huyết biên bức, ta cũng không tốt trấn áp hắn. Diệp Thần nghĩ thầm, máu này dược tròm sao, có một môn đặc biệt biến hóa, chính là có thể để cho mình thân thể, đổi thành từng cái huyết biên bức, từ đây né tránh công kích của địch nhân. Cửa này biến hóa, 10 phần kỳ diệu, đêm mạnh mẽ đã từng dựa vào phương pháp này, tránh được vô số kẻ địch kẻ thù tập sát. Nhưng lần này, Diệp Thần đầu tiên là nhiễu loạn hắn đạo tâm, lại lấy Titan tinh đấu quyền đánh giết, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, vậy chưa kịp biến thân con rơi. Liền bị Diệp Thần thất bại, cuối cùng bị luyện chế thành đan dược, bi thảm chết đi. Thiên nữ thấy đêm mạnh mẽ biến thành đan dược, bị Diệp Thần nuốt ăn, nhất thời rất sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy, da đầu tê dại. Nàng tựa hồ cũng nhìn thấy mình vận mệnh, chính là như đêm mạnh mẽ như vậy, bị Diệp Thần đúc luyện thành đan dược, sống sờ sờ nuốt ăn. Thiên nữ, giờ đến phiên ngươi. Diệp Thần khóe miệng hiện ra vẻ lãnh khốc nụ cười, sau lưng rào một tiếng. Huyết khí sôi trào, triển khai một đôi cánh rơi, đây là huyết dực tròm sao bên trong nghĩa sâu xa. Hắn mở ra huyết dực, lôi cuốn ngút trời hung ác khí, thân thể bạo cướp ra, liền hướng thiên nữ bay đi, một kiếm ám sát hướng nàng ấn đường. Tử thần, đáp lại ta đi. Thiên ma tinh hải, hắc ám hạ xuống. Thiên nữ cảm thấy uy hiếp chí mạng, lập tức ngửa mặt lên trời ngâm sướng, cả người khí huyết cháy, tóc xanh bù xù. Trên da thịt hiện ra từng đạo bóng tối phủ văn đồ đằng. Ở nàng triệu hoán hạ, bầu trời ùng ùng vang dội, rất nhanh thì có từng cổ một đáng sợ hắc ám khí tức nổi lên ra, sau đó dưới bầu trời nổi lên thi thể mưa, từng cục tàn toái tay chân, bể con ngươi, còn có vô số xương trắng, thối giữa máu thịt, mưa như chút nước mưa to vậy ngã xuống. Toàn bộ tinh khiết hồ, rất nhanh đổi được đen nhánh, dơ bẩn, hồ biến thành thiên ma tinh hải. Nàng biết Diệp Thần lợi hại. Lại là tại chỗ liền đem thiên ma tinh hải năng lượng, triệu hoán liền xuống. Vô số thiên ma tử khí, ở sau lưng nàng cuồn cuộn ngưng kết, hóa thành một đạo ngàn trượng cao đáng sợ đồ đằng. Đó là tử thần đồ đằng. Thiên nữ trắng như tuyết bóng người, cùng bóng tối tử thần, lẫn nhau nổi bật, hình ảnh lại có thể lộ vẻ được thêm mỹ mà lộng lẫy. Diệp Thần một kiếm chém đánh tiếp, liền bị vậy tử thần huy động lưỡi liềm, ung dung ngăn trở. Vậy tử thần lưỡi liềm truyền tới to lớn lực lượng, tại chỗ chấn động được Diệp Thần khí huyết sôi trào, thân thể ầm một tiếng, liền rơi xuống đến trong hồ. Hoặc là nói, hồ này đã không phải là hồ, mà là biển chết, là thiên ma tinh hải, hiện đầy thi thể cùng xương trắng, tràn đầy dơ bẩn đồ. Tất cả người, đều phải bị dơ bẩn dính, chỉ có thiên nữ, như một đóa thánh khiết hoa sen trắng, lơ lửng ở trên mặt biển, không nhiễm tiêm trần. Đại ca, đây là, từng đạo bóng người. Màn từ phương xa chạy cướp tới, nhưng là Hàn Diễm, Sở Phong các người. Bọn họ thấy Diệp Thần bị thiên nữ đánh rơi, đều là kinh hãi. Bầu trời còn ở hạ thi thể mưa, mục nát cùng bẩn thỉu đồ, không ngừng ăn mòn thân thể con người, muốn để người biến thành một bãi bùn nát. Thiên nữ thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy tự thân tánh mạng nguyên khí, đang nhanh chóng trôi qua, nhưng có thể thành công cho gọi ra thiên ma tinh hải, nàng vậy là vô cùng hài lòng. Dựa vào thiên ma tinh hải năng lượng, nàng có lòng tin áp chế Diệp Thần. Luân hồi chi chủ. Thái Như Chân cũng là kinh hoàng thất thố, vội vàng thúc giục sáu mắt băng thiềm, lăng hư đạp nước tới. Hàn Diễm và Sở Phong, đỡ Diệp Thần, nhảy đến sáu mắt băng thiềm trên người. Cái này sáu mắt băng thiềm, da trượt linh lợi, thi thể mưa chút xuống, rơi vào nó trên da, liền giống như là rơi vào trên lá sen nước mưa, rối rít tuột xuống. Không có đối với nó tạo thành chút nào ăn mòn. Bất quá, sáu mắt băng thiềm trầm thấp im lìm kêu, tựa hồ thật không dễ chịu, nếu là lại đặt mình vào ở trên trời ma tinh hải bao phủ hạ, nó vậy để không chịu nổi. Diệp Thần hít sâu một hơi, hơi thở bình phục lại, thấy thiên nữ đã cho gọi ra thiên ma tinh hải, biết ngày hôm nay muốn giết thiên nữ, cơ hồ là không thể nào. Đi! Diệp Thần quyết định thật nhanh, vẫy tay quát ngắn, lập tức liền muốn dẫn người rời đi. Hắn đã lấy được rồi đại lộ làm, lại đánh chết đêm mạnh mẽ, chuyến này thu hoạch thỏa mãn, không cần phải sẽ cùng thiên nữ dây dưa. Còn như và thiên nữ thủ oán, có thể chờ đạo tông tranh phong thi đấu bắt đầu,
sẽ chậm chậm thanh toán cũng không muộn. Băng Thiềm, đi mau. Thái Như Chăn liền gào thét hô, thúc giục sáu mắt Băng Thiềm rời đi. Sáu mắt Băng Thiềm kêu một tiếng, liền xoay người bay vọt đi. Đứng lại cho ta. Thiên nữ tức giận, nàng không bắt được Viêm Thiên Đế đùi phải, không bắt được Đại Lộ Làm, không bắt được sáu mắt Băng Thiềm, nếu là để cho Diệp Thần đi như vậy, nàng tay không trở về, thì như thế nào đối mặt Tử Thần giáo đoàn cao tầng. Xoát kéo. Thiên nữ vung tay lên, sau lưng ngàn trượng cao Tử Thần đồ đằng, vậy đi theo vẫy tay, Tử Thần lưỡi liềm chém điên cuồng ra. Suy rồi. Đáng sợ lưỡi liềm mũi, phá vỡ hư không, mang theo tiếng rít bén nhọn, tựa hồ muốn đem Diệp Thần các người, toàn bộ chặn ngang chém chết. Thiên ma cổ bảo, ngự. Diệp Thần trong tay nặn quyết, lập tức cho gọi ra thiên ma cổ bảo. To lớn lâu đài, ở sáu mắt Băng Thiềm sống lưng trên xuất hiện, đem Diệp Thần, Thái Như Chăn, Hàn Diễm, Sở Phong các người, toàn bộ bao phủ vào. Phịch. Thiên nữ Tử Thần một đao, hung hăng chém ở trên thành bảo, nhưng cũng không có thể đem lâu đài chảm phá. Diệp Thần thiên ma cổ bảo phòng ngự, mười phần vững chắc, coi như là thiên nữ, cũng không khả năng nhất kích tồi phá. Không tốt. Thiên nữ sắc mặt chợt biến. Diệp Thần các người ngăn trở nàng nhất kích sau đó, lập tức cưỡi sáu mắt Băng Thiềm, đi phương xa chạy đi. Mắt xem là có thể chạy khỏi, nhưng lúc này, bầu trời bỗng nhiên đổi được hắc ám, bóng tối bầu trời xuất hiện điểm điểm tinh quang, từng vì sao nổi lên, phác họa nối liền thành một cái chòm sao hình vẽ. Cái này chòm sao, bề ngoài giống như là một đóa hoa, cánh hoa sum suê, biểu dương ra một cổ đại viên mãn, lớn ung dung khí độ. Từ hoa kia tinh tòa bên trong, hiển hóa ra mấy chục đạo bóng người, khí tức mạnh mẽ ùn ùn kéo đến, điểm điểm tinh quang rơi xuống, hình thành một cái chòm sao kết giới, lại đem Diệp Thần các người, toàn bộ phong tỏa ở kết giới bên trong. Diệp Thần muốn xông phá kết giới, nhưng đụng vào một tầng tinh bích cột lên mặt, không cách nào đột phá. Mạn đà chòm sao, nguy rồi, hoa tổ người tới. Thái Như Chăn thấy trên trời vậy chòm sao, mặt đẹp nhất thời biến sắc. Thiên nữ ánh mắt híp lại, nhìn phía bầu trời. Liền gặp chòm sao xuống mấy chục đạo bóng người, đáp xuống, đem Diệp Thần các người vây quanh. Một người cầm đầu, là một cái thư hùng không biện luận, khí chất hết sức yêu nhã nam tử, da so cô gái còn muốn trắng nõn, dài một đôi cặp mắt đào hoa, khóe miệng mang cười mỉa độ cong. Hắn nhìn một cái Thái Như Chăn, vừa liếc nhìn Diệp Thần, liền khom người hướng Diệp Thần thi lễ, giọng ôn tồn nói. Tại hạ hoa tổ tòa hạ đệ tử, giải ngữ hoa, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần trong lòng kinh nghi không chừng, nhìn về Thái Như Chăn. Thái Như Chăn hét lớn, cái này ẻo là hoa tổ học trò, hắn là tới bắt ta. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhìn về nam tử kia, lại nhìn không thấu đối phương tu vi, chắc là thập phần cường đại. Tên là giải ngữ hoa nam tử, lộ ra một cái yêu nhã nụ cười, nhìn về Thái Như Chăn nói, Thái sư muội, người thừa dịp sư phụ luyện chế siêu phẩm đan dược, cấu kết độc thủ dược thần đệ tử Độc Cô Già La, hủy diệt sư phụ chuyên tâm trồng trọt rất nhiều dược thảo, không kịp hủy diệt, người liền toàn bộ trộm đi, thậm chí trộm đi thất bảo tính tâm liên hạt sen, đây chính là thiên đại lỗi. Người mau cùng ta trở về, hướng sư phụ dập đầu nhận tội, sư phụ niệm trong quá khứ tình cảm trên. Có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng. Thái Như Chăn hét lớn, mặc uyên mạn đà vậy lão tạp mau, không phải sư phụ ta. Hắn hại chết Cầm Đế thiên tôn, ta là Cầm Đế hậu duệ, thế vậy muốn giết chết vậy lão quỷ. Giải ngữ hoa mặt liền biến sắc, nói, sư muội, người cả ngày và Độc Cô Già La chung một chỗ, đạo tâm đã bị nàng độc hại ô nhiễm, lại luân lạc đến đây, mau mau cùng ta trở về, sư phụ mượn dùng bảy bảo liên đăng, còn có thể chiếu sáng ngươi đạo tâm. Để cho ngươi khôi phục thanh tỉnh. Vừa nói, hắn nháy mắt, quanh thân mấy chục người tu sĩ, lập tức như ưng chuẩn vậy bay vút ra, bàn tay hướng Thái Như Chăn bắt đi. Thái Như Chăn gương mặt trắng bệch, lật đật núp ở Diệp Thần sau lưng, bắt hắn lại cánh tay. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mới vừa nghe được độc thủ dược thần, Độc Cô Già La cùng danh hiệu lúc đó, hắn rõ ràng cảm thấy, luân hồi mộ địa lại xuất hiện quỷ dị hỗn loạn. Cái gì đó độc thủ dược thần? Độc Cô Già La, rất có thể cùng luân hồi mộ địa tương quan. Thái Như Chăn sau lưng, nhất định còn có hắn không biết vận mệnh đầu mối, hắn tuyệt không thể để cho Thái Như Chăn bị mang đi. Mắt xem giải ngữ hoa dưới quyền, mấy chục người tu sĩ đạp chết tới, Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài được thân thể tiêu hao,
chợt mở luân hồi nguyên thể. Oanh! Hào hùng luân hồi kim quang, từ Diệp Thần trên mình nổ ra, phóng lên cao, xuyên qua thương khung. Hắn bắp thịt, đổi được nổ, tràn đầy pho tượng lực lượng cảm, quanh thân gió bão gầm thét, gió lốc lớn cuồn cuộn, trên trán hiện ra một đạo phong chi đồ đằng. Cuồng bạo gió lốc lớn, để cho được vậy đạp chết mà đến mấy chục người tu sĩ, thân thể toàn bộ bị lật, kinh hô chật vật thụt lùi đi. Thấy một màn này, Giải Ngữ Hoa sắc mặt nhất thời thay đổi, âm lãnh nói. Luân hồi chi chủ, người đây là làm chi? Sư phụ ta Hoa Tổ Thiên Tôn, không muốn cùng ngươi là địch, chuyện này xin ngươi hãy không nên nhúng tay. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lạnh nhạt nói, Thái cô nương là bạn của ta, ta không thể để cho nàng cùng ngươi đi. Giải Ngữ Hoa nói, nàng xông xuống Di Thiên Đại Họa, ngày hôm nay phải cùng ta trở về nhận tội, xin ngươi hãy không muốn để cho ta làm khó. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói ta bỏ mặc nàng phạm vào lỗi gì, tóm lại, ngươi không thể mang đi nàng. Giải Ngữ Hoa ánh mắt lạnh lẽo, nói, luân hồi chi chủ, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nếu như dám bảo vệ cái này tội nữ, chính là cùng Hoa Tổ Thiên Tôn là địch. Mọi người cũng không dám cùng Hoa Tổ là địch. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, nói, không có vấn đề, ta kẻ địch rất nhiều, không kém cái gì Hoa Tổ một cái. Dứt lời, Diệp Thần vung tay lên, một cổ cuồng bạo gió lốc lớn nổ ra, một tiếng nổ, liền đem Giải Ngữ Hoa bày ra chòm sao kết giới phong tỏa, hoàn toàn nghiền bạo. Cái này chòm sao kết giới phong tỏa, Diệp Thần mới vừa không có thể đột phá, nhưng hiện tại mở ra luân hồi nguyên thể, hắn lực lượng nổ, bất kỳ phong tỏa cấm chế, nhất kích liền nổ lên. Mạnh mẽ vô địch. Phong tỏa đánh vỡ sau đó, Diệp Thần lập tức che trở thái như chăn, hàn diễm các người, cưỡi sáu mắt băng thiềm, đi phương xa chạy đi. Tự tìm cái chết. Gần đây bình tĩnh Giải Ngữ Hoa, lúc này cũng bị chọc giận, lông mày nhướn lên, trên trời ánh sao lóng lánh, cùng hắn đồng tình đứng lên. Mạn đà chòm sao, vạn hoa khai, rừng hoa đưa tang. Bầu trời mạn đà chòm sao, bạo rơi xuống ngàn vạn điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang cũng hóa thành nhỏ vụn cánh hoa, tung bay lên cao, như mộng như ảo. Diệp Thần các người phía trước đạo đồ, nhất thời nở rộ ra thiên thiên vạn vạn đóa hoa tươi, phồn hoa như rực rỡ, khắp nơi tách thả ra, hóa thành một phiến mênh mông rừng hoa. Bọn họ một đầu xông vào rừng hoa bên trong, nhưng cảm thấy vô số cánh hoa như sóng biển dâng tràn lên, tầng tầng chồng, ngay tức thì liền đem bọn họ chôn ở. Nguy rồi, đây là mạn đà chòm sao thần thông. Rừng hoa đưa tang, chúng ta phải chết ở rừng hoa trong. Thái Như Chăn kêu to lên, mặt đầy nóng nảy sợ hãi, trước mắt tầng tầng rừng hoa bao phủ đi qua, cảnh tượng như mộng như ảo, rực rỡ lộng lẫy, nàng nhưng cảm thấy nghẹt thở, không cách nào hô hấp. Đây là mạn đà chòm sao thần thông, mạn đà chòm sao, tám đại chòm sao một trong, là Hoa Tổ Mạc Uyên mạn đà, tự tay sáng chế thần thuật, vô cùng lợi hại. Có một loại hoa, được gọi là vạn hoa tổ. Đó chính là Mạn Đà La. Mạn Đà La là ra đời từ nguyên sơ thế giới hoa, cánh hoa nhất là sum suê, tượng trưng cho đại viên mãn, lớn trật tự, hoa này vừa ra, vạn hoa vây quanh, sầm uất cạnh tranh. Mạn Đà chòm sao thần thuật, bên trong có thể thành lập viên mãn trật tự, đối kháng hết thảy hắc ám ăn mòn, bên ngoài có thể triệu hoán rừng hoa, chìm ngập hết thảy kẻ địch. Hiện tại Diệp Thần các người, liền bị Giải Ngữ Hoa cho gọi ra rừng hoa, hoàn toàn chìm ngập. Hoàn toàn vây khốn, không cách nào thoát thân. Cho dù là Diệp Thần luân hồi nguyên thể, gió lớn nổ, vậy thổi không ra vậy trùng trùng trồng chất rừng hoa. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, liền chuẩn bị thi triển cái khác lá bài tẩy thủ đoạn. Nhưng lúc này, một đạo điên cuồng hét lên tiếng từ bên người nổ vang, ma khí ngất trời, kiếm quang lóng lánh. Suy rồi, một đạo đen nhánh ma kiếm khí, chém ngang hư không, liền đem chung quanh tầng tầng trồng chất cánh hoa. Toàn bộ chảm phá. Xuất kiếm người, lại là Hàn Diễm. Thời khắc này Hàn Diễm, tóc bù xù, con người ma khí cuồn cuộn, quanh thân lệ khí nhô lên, không ngờ kinh tiến vào ma hóa trạng thái. Nhập ma sau hắn, một kiếm liền phá vỡ rừng hoa. Đại ca, các ngươi đi trước, ta tới cản ở phía sau. Hàn Diễm hướng về phía Diệp Thần quát lên. Hắn nhiều lần nhập ma, đã nắm giữ một ít bí quyết, hiện tại nhập ma. Cũng chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, còn cất giữ vẻ thanh tỉnh. Dĩ nhiên, đây là bởi vì, hắn ma hóa được còn chưa đủ mạnh mãnh liệt. Nếu là hoàn toàn ma hóa, hắn thì không cách nào giữ lý trí. Hàn đệ,
không nên vọng động, mau tỉnh lại. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hàn Diễm lại nhập ma, muốn đánh đàn đem hắn thức tỉnh. Hàn Diễm nhưng khoát khoát tay, thân thể đã tiêu xạ nhi ra, khua kiếm chém thẳng Giải Ngữ Hoa. Giải Ngữ Hoa có vẻ chấn động, không nghĩ tới Hàn Diễm lại đột nhiên đổi được hung mãnh như vậy, bóp nát một khối đưa tin ngọc phù, trầm thấp truyền âm nói. Tội nữ thế lớn, mời trưởng lão tiếp viện. Vừa nói liền rút người ra lui về phía sau, lấy mạn đà tròm sao bày kết giới phòng ngự, cũng không cùng Hàn Diễm chính diện giao phong, phòng thủ trợ cứu viện. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt chuyển động, quay đầu hướng Thái Như Chăn nói, ta trước đưa ngươi rời đi. Dứt lời, nhọn Diệp Thần cũng không nói nhảm, lập tức mang Thái Như Chăn, rời đi nơi đây. Rất nhanh, hắn liền đem Thái Như Chăn, đưa đến ngoại giới một phiến hư không trên, nói Thái cô nương, ngươi muốn đi hồn cảnh thời không, tìm kiếm thảo thần phái che chở, sợ rằng phải ngươi tự đi, ta không thể cùng ngươi. Hồn cảnh thời không là cửu thiên phục long giáo lãnh địa, Diệp Thần tuyệt không thể tùy tiện bước vào, nếu không sẽ có bỏ mạng nguy hiểm. Hắn đem Thái Như Chăn mang tới nơi này, không để cho nàng dùng bị hoa tổ đuổi giết, đã là cực hạn. Hàn Diễm còn ở khổ chiến, Diệp Thần không thể tin không để ý tới. Lập tức, Diệp Thần lập tức quay đầu, trở lại Thần Vẫn Sơn Mạch, muốn đi tiếp ứng Hàn Diễm. Sở Phong và rất nhiều người sở ra, vậy khá là áy náy hướng Thái Như Chăn khom người thi lễ một cái, liền xoay người đi theo Diệp Thần trở về. Này, Luân Hồi Chi Chủ! Thái Như Chăn chỉ còn lại lẻ loi một người, nhất thời khẩn trương. Diệp Thần nhưng cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, vội vàng trở lại Thần Vẫn Sơn Mạch, liền thấy có ở trên trời mấy trưởng lão hạ xuống, muốn đến là hoa tổ dưới quyền cao tầng cường giả, là Giải Ngữ Hoa gọi tới viện binh. Giải Ngữ Hoa thấy vậy mấy trưởng lão hạ xuống, nhất thời đại hỉ. Vậy mấy trưởng lão, cũng là đạo tông trưởng lão, tu vi thập phần cường đại, thấy ma hóa dưới trạng thái Hàn Diễm, đều là thất kinh. Các vị trưởng lão, mau giết hắn. Giải Ngữ Hoa hét lớn. Vậy mấy trưởng lão gật đầu một cái, lẫn nhau trao đổi một tí ánh mắt, rồi sau đó đồng thời ra tay, thần thông ánh sáng sáng chói, vô số trưởng ảnh ùn ùn kéo đến, tập sát hướng Hàn Diễm. Hàn Diễm chỉ là bước đầu nhập ma, cũng không phải là hoàn toàn nhập ma tư thái, đối mặt vậy mấy trưởng lão tập kích, nhất thời để không chịu nổi, thân thể bị từng đạo trưởng ảnh, đánh được xương cốt nổ tung, bắp thịt lõm nổ, miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Hàn đệ! Diệp Thần kinh hãi, vội vàng đi tới tiếp lấy Hàn Diễm. Đại ca! Hàn Diễm ý thức vẫn là thanh tỉnh, khóe miệng mang một nụ cười khổ nhìn về Diệp Thần, nói, là ta phế vật, là ta quá yếu, vẫn là... đánh không qua bọn họ. Vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, thấy Diệp Thần ở chỗ này, lại lấy làm kinh hãi. Đây là, thiên nữ vậy phi thân tới, lớn tiếng nói, các vị trưởng lão, chúng ta trước chu diệt Luân Hồi Chi Chủ, chú ý đừng để cho hắn chạy. Nàng biết chỉ dựa vào chính mình thực lực, quả quyết không thể nào trấn giết Diệp Thần, hôm nay có đạo tông trưởng lão hạ xuống, chính là mượn đao giết người lớn thời cơ tốt, há có thể bỏ qua. Vậy mấy cái đạo tông trưởng lão chố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội Diệp Thần. Diệp Thần đứng sau lưng, nhưng mà Huyết Nguyệt Thiên Đế Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm cơn giận, ai dám chịu đựng. Một cái trưởng lão tiến lên trước một bước, cung kính hướng Diệp Thần chắp tay nói, Luân Hồi Chi Chủ, tội kia nữ Thái Như Chăn, ở địa phương nào. Nàng nhưng mà Hoa Tổ Thiên Tôn chỉ đích danh truy nã người, xin ngươi hãy không muốn bị nàng che đậy, mau đem nàng giao cho chúng ta xử lý. Diệp Thần nói, ta xem chuyện này có thể có cái gì hiểu lầm, ngày khác ta sẽ đến nhà viếng thăm Hoa Tổ, phân nói rõ ràng, ngày hôm nay tạm thời cáo từ. Vừa nói chắp tay, liền muốn rời đi. Hắn biết Thái Như Chăn và Hoa Tổ tới giữa, là sống chết huyết cừu, cũng không phải là cái gì hiểu lầm, nhưng ngày hôm nay tự nhiên không thể và mấy cái này đạo tông trưởng lão, xé rách ra mặt, hắn là muốn chỉ hoãn thời gian, chuồn. Nhưng không ngờ, vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, phản ứng thật nhanh, lập tức đem Diệp Thần vây quanh, không để cho hắn rời đi. Một cái trưởng in lão nói, Luân Hồi Chi Chủ, xin ngươi hãy không nên làm khó chúng ta. Nếu như ngươi không chịu giao ra Thái Như Chăn tội kia nữ, vậy ngày hôm nay không thể làm gì khác hơn là mời ngươi cùng chúng ta trở về, ở Hoa Tổ trước mặt giải thích rõ. Vừa nói, thì có hai trưởng lão, tới đây trừ Diệp Thần cánh tay, muốn đem hắn mang đi. Diệp Thần sắc mặt đại biến, nếu là hắn thân gặp Hoa Tổ, cầm đế bí mật,
liền vô luận như thế nào, đều không che giấu được. Hắn và Hoa Tổ mặt đối mặt, Hoa Tổ nhất định có thể nhận ra được, cầm đế vong hồn, ngay tại trong cơ thể hắn. Hắn muốn rời đi, thế nhưng hai cái đạo tông trưởng lão, thực lực thập phần cường đại, lập tức liền bấu vào cánh tay hắn, để cho hắn nhúc nhích không được. Đừng động đại ca ta. Hàn Diễm giận dữ, liền muốn phản kháng, hai tay lại bị một cái đạo tông trưởng lão bấu vào, không cách nào nhúc nhích. Thiên nữ gặp Diệp Thần đã bị bắt, liền hướng Giải Ngữ Hoa nói, vậy ta cũng đi gặp gặp Hoa Tổ. Nàng là muốn xem Diệp Thần kết cục, nếu là Hoa Tổ chịu ra tay giết chết Diệp Thần, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nhưng chỉ sợ Diệp Thần lại trốn bay lên trời. Diệp Thần khẩn trương, biết một khi đi đến Hoa Tổ địa bàn, liền lại cũng không có chạy trốn cơ hội. Đây là, luân hồi mộ địa bên trong, cầm đế thấy một màn này, vậy cảm giác sâu sắc không ổn, trong mắt toát ra một món lửa giận chiến ý, nói. Mộ chủ, không có biện pháp, dùng ta lực lượng, đánh ra. Dứt lời, cầm đế một tiếng thét dài, không có lại có giữ lại chút nào, đem tự thân thần hồn năng lượng, toàn bộ dốc vào cho Diệp Thần. Hắn biết, làm như vậy, khẳng định sẽ bại lộ mình tồn tại. Nhưng đương thời giây phút, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Một khi Diệp Thần bị bắt đi Hoa Tổ lãnh địa, hậu quả kia lại là thiết tưởng không chịu nổi. Oanh! Diệp Thần kinh mạch bên trong, nhất thời rót đầy cầm đế linh khí lực lượng, cả người khí lưu nổ, cuồng bạo thiên đế khí xông ra, liền đem bắt hắn lại hai cái đạo tông trưởng lão, cũng chấn động lui ra. Cái gì? Thấy một màn này, tại chỗ mấy cái đạo tông trưởng lão, còn có Giải Ngữ Hoa, thiên nữ các người, đều là kinh hãi. Bọn họ cảm giác được, ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần thật giống như biến thành người khác vậy, hơi thở đổi được hung mãnh dị thường mạnh mẽ, thiên đế khí ngất trời, khoáng đạt dâng trào. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Thần nắm quyền một cái, vậy cảm thấy trong cơ thể lực lượng bàng bạc, rung động thật sâu cầm đế mạnh mẽ. Cho dù chỉ còn lại một món tàn hồn, nhưng cầm đế hơi thở, cũng là vô cùng khủng bố. Xoát! Diệp Thần trong tay, xuất hiện một cái đàn cổ, chính là Đại Thánh tặng âm đàn. Keng! Rồi sau đó, Diệp Thần một nhóm dây đàn, một đạo kim mâu thiết vang vậy tiếng đàn, chính là vang khắp ra. Diệp Thần đứng ôm trước đàn cổ, ngón tay khinh long chậm vê, ở trên dây đàn không ngừng khải đàn, một khúc ác liệt, nhẹ nhàng khoan khoái, táp sấp như sao rơi bài hát, liền từ hắn trong ngón tay dòng nước chảy ra. Giải Ngữ Hoa, thiên nữ, còn có vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, nghe được bài hát này, trước mắt liền xuất hiện ảo giác, thật giống như thấy được một cái cổ kiếm khách, ở khu kiếm hướng bọn họ ám sát tới, kiếm khí như sao rơi. Không, không là ảo giác, trong hư không, có một từng đạo nốt nhạc, như kiếm khí vậy ác liệt bão tố bay ra, như muốn phá giết mảnh thiên địa này, hơi thở nhọn mà ác liệt. Giải Ngữ Hoa, thiên nữ, vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, vội vàng đính kiếm đón đỡ, ngăn trở tập sát mà đến nốt nhạc. Những cái kia nốt nhạc nứt ra, lại có bén kiếm khí nổ ra, cho dù thiên nữ các người toàn bộ tinh thần chăm chú phòng bị, vẫn bị kiếm khí gây thương tích, đầu tinh thần lại bị to lớn uy hiếp, tựa như thật có từng cái viễn cổ kiếm khách, ở cùng bọn họ chém giết vật lộn. Long Lầu Huyền Ca bài hát, kiếm khách hành, ngươi làm sao sẽ? Chẳng lẽ, ngươi đường đường luân hồi chi chủ, lại là Long Lầu Huyền Ca tín đồ? Vẫn là truyền nhân. Vậy mấy cái đạo tông trưởng lão hoảng hốt, lập tức liền nhận ra, Diệp Thần hiện giờ khải đàn bài hát, chính là cầm đế năm đó giang khúc, kêu kiếm khách hành. Long Lầu Huyền Ca, chính là cầm đế tên chữ. Năm đó cầm đế sáng lập vô số âm khúc, trong đó nổi danh nhất có 10 thủ. Được gọi là thập đại giang khúc, vậy kiếm khách hành, chính là thập đại giang khúc một trong, bàn về uy lực, có thể xếp hạng thứ hai. Cái bài này kiếm khách hành, bắn ra tấu, thì có cổ kiếm khách khí tượng tách thả ra, kẻ địch nghe được tiếng đàn sau đó, liền tựa như thật phải đối mặt viễn cổ kiếm khách tập sát. Hàn Diễm sợ ngây người, mới vừa bắt hắn lại cái đó đạo tông trưởng lão, đã buông tay, bận bịu loạn đối kháng Diệp Thần kiếm khách hành âm khúc. Hàn Diễm tựa hồ vậy xuất hiện ảo giác, thấy trong hư không, có từng cái dáng người tiêu sái kiếm khách xuất hiện, bạc an chiếu bạch mã, táp sấp như sao rơi, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, khí thế nhọn ác liệt cái này vô cùng. Hơn nữa những cái kia kiếm khách, cũng không có công kích hắn, chỉ công kích thiên nữ, Giải Ngữ Hoa cùng kẻ địch. Diệp Thần cũng là âm thầm khiếp sợ, mặc dù hắn ở khải đàn bài hát, nhưng thực,
là cầm đế mượn dùng hắn thân thể, tấu lên cái bài này kiếm khách hành, kiếm quang nghiền ép toàn trường, thật là vô địch. Vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, cũng không biết cầm đế tàn hồn, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể, dẫu sao luân hồi mộ địa nhân quả, người ngoài là nhìn không thấu. Bọn họ chỉ cho rằng, Diệp Thần là cầm đế tín đồ, hoặc là truyền nhân, trong sâu thẳm, mượn cầm đế lực lượng, thật ra thì cũng không xê xích gì nhiều. Cầm đế còn có lực lượng, có thể cho mượn Diệp Thần, liền chứng minh hắn không có hoàn toàn vẫn diệt. Vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, đều là hoảng sợ, bọn họ là hoa tổ tâm phúc, tự nhiên biết năm đó rất nhiều ân oán mịt mờ. Long lầu huyền ca còn không biến mất, mau bắt luân hồi chi chủ, đem hắn mang về, giao cho hoa tổ thiên tôn xử lý. Mấy cái đạo tông trưởng lão trao đổi một tí ánh mắt, biết tình hình gay gắt, một khi long lầu huyền ca hồi phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kết trận, đại lộ độc hành. Vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, lập tức phân tán ra, tạo thành một cái bốn phương đại trận, đem Diệp Thần vây khốn ở bên trong. Từng luồng minh mông đại lộ quy luật, như thác vải nghịch sông lên vậy, từ vậy mấy cái đạo tông trưởng lão trên mình bộc phát ra, phóng lên cao, rồi sau đó nối thành một phiến, tạo thành một cái trận pháp kết giới, đem Diệp Thần bao phủ ở bên trong. Không tốt, là đại đạo độc hành. Cầm đế cảm nhận được trận pháp kết giới bao phủ, sắc mặt chợt biến. Diệp Thần trong mắt cũng là co giúp một cái, làm vậy đại lộ độc hành trận pháp kết giới, bao phủ hạ lúc tới, hắn liền cảm thấy một cổ vô biên vô tận cô độc. Cầm đế lực lượng, nhanh chóng từ hắn trong kinh mạch rút đi. Hắn linh khí, cũng là biến mất đi. Còn có binh khí của hắn, pháp bảo của hắn, hắn rất nhiều thần thông, đều giống như xa hắn đi, không cách nào điều động. Hắn duy nhất có thể vận dụng, chỉ có thân thể bản thân lực lượng. Cái này là đại đạo độc hành áp chế. Đại lộ độc hành, đạo tông đặc thù trận pháp, một dưới áp chế tới, kẻ địch liền bị bách rơi vào cô độc trạng thái, hết thảy ngoại vật không cách nào mượn dùng, thậm chí liền trong đan điền linh khí, đều không thể vận dụng, chỉ có dựa vào thân thể lực lượng. Trận pháp này, có thể nói là cấm trận, thiên đế cảnh cường giả đều phải kiêng kỵ, thì triển giá phải trả to lớn. Liền gặp vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, mở trận này sau đó, gương mặt cũng nhanh chóng trắng bệch đi xuống, tiêu hao lớn vô cùng. Thiên nữ, giải ngữ hoa, đi nhanh bắt luân hồi chi chủ. Một cái trưởng lão gào thét hô. Diệp Thần đã bị kẹt ở, rơi vào đại lộ độc hành cô độc trạng thái, chính là bắt hắn lớn thời cơ tốt. Các trưởng lão muốn duy trì trận pháp, không cách nào ra tay. Thiên nữ và giải ngữ hoa thấy vậy, lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới vì bắt Diệp Thần, đạo tông các trưởng lão lại có thể thi triển ra này cùng cấm trận. Đương thời giây phút, bọn họ cũng không dám chậm trễ, lập tức phi thân giết ra, giơ kiếm hướng Diệp Thần chém tới, dự định trước tước mất Diệp Thần tay chân, đoạn tuyệt hắn phản kháng có thể. Đừng tổn thương đại ca ta. Hàn Diễm tức giận, đính kiếm muốn phải phản kích, nhưng thân thể yếu ớt được lợi hại, đầu ông tác hưởng. Liên tục nhập ma, hắn tiêu hao quá lớn. Đã không xuất có sức tái chiến. Bảo vệ luân hồi chi chủ. Sở Phong và Sở Gia các võ giả, rối rít đính kiếm, không sợ chết ngăn ở Diệp Thần trước mặt, thay hắn ngăn cản thiên nữ và giải ngữ hoa tập sát. Nhưng, thiên nữ và giải ngữ hoa, thực lực cường đại, cũng không phải Sở Phong các người có thể chống đỡ. Thiên nữ thúc giục thiên ma tinh hải năng lượng, kiếm vũ ma hy, chỉ một kiếm, liền đem Sở Phong tim xuyên qua. Sở Phong bị vết thương chí mạng. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thi thể đánh mất ở đen nhánh hồ bên trong, trước khi chết từ trong cổ họng phát ra một tiếng thê lương kêu gọi, muội muội. Đảm nhiệm thiên nữ, đủ rồi. Diệp Thần thấy Sở Phong bị thiên nữ giết chết, trong lòng đại chấn, muốn xông ra, nhưng bị trộm tông các trưởng lão dùng trận pháp vây khốn, nhưng là không thể thoát thân. Thiên nữ nhưng là thần sắc lạnh nhạt hình dáng, giết chết Sở Phong sau đó, liền khua kiếm ám sát hướng Hàn Diễm. Nàng biết. Trước không đem Diệp Thần người bên người, toàn bộ giết chết, thì không cách nào bắt Diệp Thần. Hàn Diễm yếu ớt dưới, đã không cách nào ngăn cản, mắt xem sẽ chết ở trên trời nữ dưới kiếm, lúc này, nhưng có một đạo cột băng, phá không tiêu xạ nhi tới, đem thiên nữ bước lui. Ừ, thiên nữ mặt liền biến sắc, nhưng thấy một đầu to lớn băng thiềm, đang bay vọt tới. Luân hồi chi chủ, không có sao chứ. Băng thiềm bên trên, đứng một người cô gái. Chính là Thái Như Chăn. Lúc đầu nàng lo lắng Diệp Thần an nguy, lại không chịu một mình rời đi,
suy nghĩ luôn mãi sau đó, biết rõ sẽ có nguy hiểm tánh mạng, nhưng vẫn là vòng trở lại. Diệp Thần gặp Thái Như Chân lại vẫn dám trở về, nhất thời thất kinh, đây không phải là chịu chết sao? Mau bắt cái này tội nữ. Vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, chính là lớn tiếng gào thét hô. Giải Ngữ Hoa vốn muốn đi bắt Diệp Thần, nhưng thấy Thái Như Chân trở về, lập tức liền cầm kiếm hướng nàng gai đi giết. Thái Như Chân kinh hoàng, biết mình không phải là địch thủ, ánh mắt chuyển động, cắn răng, tựa hồ hạ định quyết tâm vậy, từ trong lòng ngực móc ra một tấm cỏ xanh phủ chiếu, ở trong tay bốc cháy, hai cánh tay ngửa mặt lên trời, lấy một bộ thành kính nhất tư thái, kêu. Cỏ thần à, xin hàng hạ ngươi thương hại. Thanh âm này, như vậy tín đồ thành kính triệu hoán, tiếng gọi vừa rơi xuống, hư không liền chấn động đứng lên, từng tầng một màu xanh biếc ánh sáng nở rộ ra. Những thứ này màu xanh biếc ánh sáng, tràn đầy hào hùng sức sống, tràn ngập bốn phía, lại chế trụ thiên nữ thiên ma tinh hải năng lượng. Trên trời vốn là một mực hạ thi thể mưa, nhưng làm những cái kia bích lục chói lọi xuất hiện, tất cả thi thể mưa đều dừng lại, bầu trời khôi phục màu sắc xanh thẳm, cả vùng đất hắc khí đang nhanh chóng biến mất, mạnh mẽ sức sống bao phủ bốn phương, rất nhiều hoa cỏ mọc ra, thậm chí liền người bị chết, cũng ở đây hồi phục. Ví dụ như, đã vừa mới bỏ mình Sở Phong, ở nơi này cổ xanh biếc huy hoàng chiếu rọi xuống, lại là tại chỗ sống lại, lại khôi phục sức sống. Diệp Thần có vẻ kinh ngạc, liền gặp một cái xinh đẹp linh lung, xinh xắn thanh thuần bé gái, bóng người chậm rãi từ trong hư không nổi lên. Người nữ kia đồng da trắng như tuyết, ánh mắt trong suốt, bất quá 7-8 tuổi hình dáng yểu điệu nhỏ hết sức, chính là tiểu thảo thần thanh niên. Và trước kia không cùng, ở tiểu thảo thần thanh niên trên đầu, nàng mang một cái hoa vòng, đó là dùng màu tím hoa lan và cỏ xanh bện thành đầu vòng, ở giữa nạm một viên màu xanh bảo ngọc. Mạnh mẽ sức sống, bích lục chói lọi, thiên đế thần hy, cổ xưa quy luật, không ngừng từ tiểu thảo thần thanh niên trên mình, toát ra. Nàng hơi thở, so với ở thế giới hiện thật thời điểm, cường đại rất nhiều rất nhiều. Ở vô vô thời ý không, tất lại không có bất kỳ hạn chế nào, tiểu thảo thần thanh niên coi như là chín thần yếu nhất tồn tại, vậy so với phần lớn thần minh, cường đại hơn rất nhiều. Cỏ thần thiên tôn, thấy tiểu thảo thần thanh niên hạ xuống, thiên nữ, giải ngữ hoa, vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, đều là kinh hãi. Rừng rậm à, đáp lại ta đi. Tiểu thảo thần thanh niên hai tay hợp chung một chỗ, dùng non nớt lại thành kính thanh âm, nhẹ nhàng ngâm sướng lên tới. Nàng tiếng ngâm sướng mới vừa rơi xuống, từng bụi cây lớn, liền từ dưới lòng đất rút ra, nhanh chóng bao trùm bốn phía. Chỗ này, vốn là một phiến chu vi ngàn dặm hồ, nhưng tiểu thảo thần thanh niên, một tí ngâm sướng, vô số đại thụ che trời bỗng xuất hiện, để cho hồ biến thành rừng rậm. Oanh, oanh, oanh. Cái này phiến to lớn rừng rậm, có từng bụi cây cối, hoạt động, hóa thân thành cây lớn canh phòng, đạp bước chân nặng nề, huy động chạc cây, hướng thiên nữ, giải ngữ hoa, đạo tông trưởng lão các người công tới. Đạo tông các trưởng lão trận pháp, không cách nào lại duy trì tiếp, chỉ có thể rút binh khí ra, ứng đối cây lớn thủ vệ tập kích. Thiên nữ và giải ngữ hoa, vậy gặp phải tất cả cây lớn thủ vệ vây công, thân hình không ngừng xê dịch né tránh, đỡ bên trái hở bên phải. Lộ vẻ được có chút chật vật. Một đầu cây lớn canh phòng, sải bước đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần hội ý, lập tức phi thân nhảy đến trên cây. Vậy cây lớn canh phòng liền đi bộ, hướng tiểu thảo thần thanh niên chạy đi. Đại ca, đợi ta một chút. Hàn Diễm kêu một tiếng, lật đật đuổi theo, vậy nhảy lên cự trên thân cây. Sở Phong các người gặp tiểu thảo thần thanh niên hạ xuống, một tí đại triển thần uy. Muốn đến Diệp Thần đã không có nguy hiểm, hắn thật sâu hướng Diệp Thần cúi đầu một cái, rồi sau đó dẫn người trở lại Sở ra. Còn như thiên nữ các người, còn bị tất cả cây lớn canh phòng vây lại. Thanh niên muội muội, Diệp Thần đi tới thanh niên bên người, xa nhau đã lâu, hôm nay gặp lại, hắn trong lòng lại là vui mừng, lại là thổn thức. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Thanh niên nhảy đến trên cây to, nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay. Lại không có ham chiến ý. Nàng thần lực rất yếu, coi như hôm nay có thể áp chế thiên nữ các người, vậy không chống đỡ được bao lâu, dẫu sao bên kia còn có mấy cái đạo tông trưởng lão, thực lực cường đại rất. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng thanh niên rời đi. Đoàn người rời đi Thần Vẫn Sơn mạch địa giới, đi tới vô vô thời ý không trong hư không.
Diệp Thần và thanh niên dưới chân cây lớn canh phòng, nhưng là lập tức khô héo, hóa thành cho tàn. Điều này đại biểu, thanh niên mới vừa triệu hoán rừng rậm lực lượng, đã tiêu hao hết. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, liền ôm trước thanh niên, nhảy đến sáu mắt băng thiểm phía trên, Hàn Diễm cũng đi theo. Rào! Thanh niên gương mặt vàng khè, quỳ xuống đất ói ra búng máu tươi lớn, một bộ hết sức yếu ớt hình dáng. Thanh niên muội muội, thế nào? Diệp Thần thấy nàng bộ dáng như vậy, mười phần đau lòng, nhẹ nhàng ôm nàng bả vai. Không có sao, Diệp Thần ca ca, ta còn chưa chết. Thanh niên lau mép một cái máu tươi, nhưng lại yên lặng nhìn vết máu trên tay, mười phần thương cảm hình dáng, nói, bất quá, ta thời gian không nhiều lắm. Thái Như Chăn xấu hổ áy náy, quỳ xuống nói, cỏ thần thiên tôn, thật xin lỗi, ta không nên triệu hoán ngươi, ta nghe Tố Ảnh tỷ nói, ngươi chuẩn bị đem cỏ mộ đạo thống, truyền thụ ra ngoài, hôm nay chính là nguy cấp, người bất kỳ cũng không nên triệu hoán ngươi, hao phí ngươi lực lượng. Huống chi, ta còn không coi là thư của ngươi đồ, chỉ là có một tấm triệu hoán phù chiếu. Thật xin lỗi, thật thật có lỗi. Tiểu Thảo thần thanh niên hộc máu dáng vẻ, chân thực quá đáng thương, Thái Như Chăn vô cùng áy náy, vành mắt một hồi đỏ lên. Không có chuyện gì, ngươi không cần tự trách, có thể lần nữa thấy Diệp Thần ca ca, ta cũng thật cao hứng. Tiểu Thảo thần thanh niên lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, lại nhẹ nhàng nắm Diệp Thần ngón tay, nói. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi trước Thảo thần phái lãnh địa, nếu không Hoa tổ người sắp đuổi tới. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói Thảo thần phái lãnh địa. Hồn cảnh thời không? Vậy hồn cảnh thời không, nhưng mà cửu thiên phục long giáo địa bàn, Diệp Thần nếu là tùy tiện đi vào, rất có thể phải bị giết. Tiểu Thảo thần thanh niên nhìn thấu Diệp Thần lo âu, cười nói, không có chuyện gì, có ta ở đây, thứ 9 người hồn tộc, không sẽ phát hiện ngươi. Vừa nói, Tiểu Thảo thần thanh niên trong tay tràn ra một món lục quang, bao phủ ở Diệp Thần, Thái Như Chăn, Hàn Diễm các người. Ở tầng này tia sáng dưới sự che chở, Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được, mình thiên cơ hơi thở, bị che lại, coi như đi đến hồn cảnh thời không, thân phận cũng sẽ không bại lộ. Chỉ là, Tiểu Thảo thần thanh niên lại khạc ra một vòi máu tươi, đổi được càng yếu ớt, nàng liền đứng đều không cách nào đứng, nhẹ giọng nói. Diệp Thần ca ca, ta đầu thật là chóng mặt, muốn nằm một tí. Diệp Thần lật đật ngồi xuống, để cho Tiểu Thảo thần thanh niên nằm ở trong ngực mình nghỉ ngơi. Sáu mắt băng thiềm thì bay vọt hư không, nhanh chóng hướng hồn cảnh thời không chạy tới. Tiểu Thảo thần thanh niên nghỉ ngơi một hồi, nguyên khí thoáng khôi phục một ít, đem trên đầu hoa vòng tháo xuống, giao cho Diệp Thần, nói. Diệp Thần ca ca, đầu này vòng ngươi cầm. Diệp Thần nhẹ nhàng nhận lấy, liền thấy cái này đầu vòng, là dùng màu tím hoa lan và cỏ xanh biện thành, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thời điểm, thậm chí mơ hồ tới giữa, bắt được đệ nhất cỏ thần tím lan sinh mạng hơi thở. Hắn nội tâm có vẻ chấn động, nói cái này hoa vòng. Tiểu Thảo thần thanh niên mỉm cười nói, cái này hoa vòng, coi như là cỏ thần vương miện đi, là cỏ thần quyền chuôi tượng trưng, là Tử Lan tỷ tỷ và ta liên thủ bền, chỉ cần mang đi lên, là có thể thừa kế chúng ta lực lượng, trở thành mới cỏ thần. Diệp Thần bàn tay hơi run rẩy, nói tím lan đâu? Nàng ở nơi nào? Tiểu Thảo thần thanh niên trong mắt thoáng qua một chút kích động, có chút ảm đạm lại có chút giải thoát hình dáng, nói Tử Lan tỷ tỷ sao? Nàng đã trở về đến thiên mẫu trong ngực, ta cũng sắp. Diệp Thần nói, thiên mẫu. Tiểu Thảo thần thanh niên nói, ừ, người hẳn nghe qua, trung cực thần linh truyền thuyết chứ. Diệp Thần nói, nghe qua, đó là không tồn tại thần minh, cũng không có gì trung cực thần. Tiểu Thảo thần thanh niên nói, không phải vậy, trung cực thần là tồn tại, bao trùm ở hết thảy thần minh bên trên, đại biểu trung cực đại đạo quy luật. Vậy trung cực thần, liền kêu thiên mẫu. Là chư thiên vạn vật mẫu thân, thai nghén hết thảy, tạo hóa hết thảy, là vĩ đại trí cao tồn tại. Phải không? Diệp Thần biểu thị hoài nghi, nhìn xem trong tay hoa vòng, phía trên màu tím hoa lan, còn quấn hòa hợp sương mù, ngưng kết thành giọt nước, như giọt lệ vậy trong suốt, hắn chán nản nói. Tím lan đã chết, có phải hay không? Tiểu Thảo thần thanh niên yên lặng chốc lát, rồi sau đó lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, không phải vậy. Nàng chỉ là trở về thiên mẫu trong ngực, ta cũng không xê xích gì nhiều. Ta và Tử Lan tỷ tỷ vẫn luôn muốn tạo ra rừng rậm sách. Chúng ta muốn sáng tạo một cánh rừng, sáng tạo ra một cây đại thụ, lớn đến bao trùm chư thiên,
cao đến có thể nối thẳng tinh không bờ bên kia. Sau đó, chúng ta liền có thể bò cây to này, một mực leo đến tinh không bờ bên kia phía trên đi, cuối cùng liền có thể gặp được Thiên Mẫu Nương Nương, chân chính đạt được vô cùng vui, sung sướng, vui vẻ, lại cũng không cần bị thế gian vùng vẫy khổ sở. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, gương cả mặt càng ngày càng trắng bệch, thân thể càng ngày càng lạnh như băng, sinh mạng hơi thở đang không ngừng trôi qua, cặp mắt rũ thấp, thì phải nhắm mắt lại. Thanh Nhiên muội muội, tỉnh lại, đừng ngủ, ngàn vạn đừng ngủ mất. Diệp Thần tim rút ra đau, ôm chặt Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên non nớt thân thể, nhưng mà, bỏ mặc hắn là thả ra tự thân linh khí, vẫn là thi triển đạo tông chú đan thuật, thậm chí là vận dụng luân hồi huyết mạch năng lượng, đều không thể chữa trị nàng chút nào. Đại ca, nàng không nhanh được. Hàn Diễm thấp giọng nói. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên hạ xuống cứu viện Diệp Thần, lại có thể sẽ hao hết sinh mạng lực lượng. Hoặc là nói, Thanh Nhiên năng lượng sinh mạng, đã sớm bơm vào đến Diệp Thần trong tay hoa vòng bên trong, chuẩn bị truyền thụ cho nhiệm kỳ kế cỏ thần người thừa kế. Lần này nàng ra tay, chỉ là tăng tốc độ tử vong thôi, nàng sinh mạng vốn là mau hao hết. Diệp Thần ca ca, không cần thương tâm, ta chỉ là phải về chầu trời mẹ trong ngực. Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên mỉm cười cười một tiếng, nâng lên tay non nớt, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần mặt. Diệp Thần nội tâm rút ra đau không dứt, môi run rẩy, không nói ra lời. Hơn nữa, ta hiện tại vẫn không thể đi, ta muốn mang ngươi đi Thảo Thần phái. Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên vùng vẫy ngồi dậy, hít sâu một hơi, khó khăn chống đỡ. Ngươi trước đeo cái này lên. Diệp Thần lần nữa cầm hoa kia vòng, lần nữa mang đến Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên trên đầu. Cái này hoa vòng một đeo lên, nàng quả nhiên là khôi phục chút tinh thần, gò má hồng nhuận một ít. Ừ, vậy ta trước hết mang, đây là tôn di tỷ tỷ vương miện, ta không nên đeo. Ta đã lắng nghe đến Thiên Mẫu thần dụ, ta và Tử Lan tỷ tỷ đều không tư cách lại làm cỏ thần. Chỉ có tôn di tỷ tỷ, nàng mới có tư cách chấp trưởng cỏ thần quyền chuôi, cũng chế tạo ra rừng rậm sách. Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên ánh mắt nhìn về xa xôi thâm thúy hắc ám hư không, tựa hồ là nghĩ thấu qua những thứ này hắc ám, cảm nhận cuối cùng tồn tại. Diệp Thần không nói gì, chỉ là yên lặng ôm trước nàng, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, nàng sinh mệnh lực, có ở đây không có thể vãn hồi đi về phía biến mất. Thời gian trôi qua ước chừng 2 tiếng, Thái Như Chân thúc dục 6 mắt băng thiềm, nhảy tầng tầng hư không, đã tới hồn cảnh thời không vòng ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồn cảnh thời không, là một phiến tràn đầy hắc ám sát khí vũ trụ thời không, ma vật hoành hành, quỷ dị vô số. Nơi này, là thứ 9 hồn tộc địa bàn, vậy tức là Cửu Thiên Phục Long giáo địa bàn. Đi đường này, có thể không bị người phát hiện. Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên giơ ngón tay lên, như nói sao làm vậy vậy, phía trước liền xuất hiện một cái tinh không cổ đạo, một mực không biết kéo dài hướng địa phương nào. Thái Như Chân liền khởi động 6 mắt băng thiềm, bước lên tinh không cổ đạo, đi về phía trước. Diệp Thần và Hàn Diễm, đều là thu liễm hơi thở, miễn được bị Cửu Thiên Phục Long giáo người phát hiện. Bọn họ có Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên, hỗ trợ che giấu, hơi thở ẩn núp rất khá, cũng không có bại lộ. Ở tinh không cổ đạo trên, một đường tiến về phía trước, Diệp Thần đám người cũng không có gặp phải cái gì bất ngờ, thậm chí liền thông thường ma vật vậy không đụng phải. Xem ra con đường này, là Thảo Thần phái đặc thù mở ra, có thể ở không kinh động Cửu Thiên Phục Long giáo dưới tình huống, thuận lợi đến Thảo Thần phái lãnh địa. Rốt cuộc, ở tinh không cổ đạo bên trong, tiến về phía trước 2 khắc sau, Diệp Thần ở mờ mịt hắc ám trong tinh không, thấy được một khối lãnh địa. Đó là một bức họa cuốn vậy lãnh thổ, hoành mở ra ở trên tinh không, diện tích tương đối rộng mậu, đổ xuyên qua ít nhất có 100.000 dặm, trên đất phủ đầy giao cỏ kỳ hoa, thanh tùng thúy bách, có tiên đào kết quả, từng bụi tu trúc tường vân vần quanh, ngây thơ tú ngưng kết thành nhàn nhạt sương mù, trôi lơ lửng ở mặt đất bên trên, để cho được cái này mảnh đất giới, nhìn như vậy tiên cảnh vậy. Thảo Thần phái lãnh địa đến. Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên lộ ra một cái nụ cười. Tựa hồ là trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, diễn cảm buông lỏng rất nhiều. Diệp Thần nhưng cảm thấy, nàng sinh mệnh lực, ở tăng tốc độ trôi qua, nguyên bản da thịt trắng như tuyết, lúc này đã đổi được 10 phần ảm đạm, mất đi sáng bóng. Chúng ta đi xuống đi. Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên vùng vẫy nhớ tới thân, nhưng thật sự là yếu ớt được lợi hại, vừa mới nổi lên một nửa, liền mềm ngã ở Diệp Thần trong ngực.
ta ôm ngươi. Diệp Thần liền xem ôm trước một tiểu hài tử, đem thanh niên ôm ở trong ngực mình, tung người từ sáu mắt băng thiểm sống lưng trên nhảy xuống. Thái Như Chân và Hàn Diễm, vậy nhảy xuống, đoàn người bước lên Thảo Thần Phái lãnh địa. Lãnh địa bên trong, Thảo Thần Phái các tín đồ, sớm cảm giác được thiên cơ, rối rít chạy tới nghênh tiếp. Cái này phiến mênh mông trên vùng đất, Thảo Thần Phái tín đồ cùng các con dân, đâu chỉ hàng tỷ. Làm tiểu Thảo Thần thanh niên đến, nàng rất nhiều tín đồ cùng con dân, tựa hồ cũng cảm nhận được, bọn họ thần minh sắp chết, sinh mệnh lực không ngừng suy kiệt. Nguyên phiến Thảo Thần lĩnh địa, có từng cơn bi số tiếng truyền ra. Rất nhiều cỏ thần các tín đồ, tựa như nổi điên khóc lên, đau khổ tột cùng. Đây là bọn họ cả đời thống khổ nhất thời điểm. Tất cả mọi người đều như vậy gặp được ngày tận thế hạ xuống, bọn họ vô cùng bi thương, bởi vì bọn họ cảm thấy cỏ nhỏ thần sắp chết. Keng, đang, đang. Từng trận chuông báo tử tiếng, vang vọng thiên địa, để cho mưa gió biến sắc, bầu trời từ xanh thẳm hóa thành mờ tối, bóng tối tầng mây che khuất bầu trời, như có mưa máu nổi lên, lại phơi bày ra một màn màu đỏ. Bốn phương tám hướng, vô số cỏ thần tín đồ, hướng nổi điên vậy, như thủy triều hướng Diệp Thần vọt tới. Chỉ chốc lát sau, thiên thiên vạn vạn cỏ thần tín đồ, liền xuất hiện ở Diệp Thần bốn phía. Bọn họ nhìn Diệp Thần trong ngực cư trú tiểu Thảo Thần thanh niên, nhìn thanh niên vậy yếu ớt người nào chết hình dáng, tất cả người thân thể cũng run rẩy. Ta thần minh, có tín đồ quỳ xuống, rơi lệ mặt đầy. Ai tới mau cứu ta thần minh. Càng nhiều hơn tín đồ quỳ xuống, bọn họ bi tiếng khóc lớn, tiếng khóc chấn động thiên địa. Diệp Thần, Hàn Viêm, Thái Như Chân các người, thấy như vậy thảm đạm tình cảnh, nội tâm đều bị rung động đến, đứng ngẩn ngơ không nói. Tiểu Thảo Thần thanh niên yên lặng nhìn chung quanh tín đồ, trong mắt cũng là mang vô hạn thương cảm. Xoát kéo kéo. Lúc này, chỉ chít sóng người, như sóng lớn tách ra một con đường, chỉ gặp một người mặc thuần màu sắc quần lụa mỏng, da thịt trắng như tuyết, hình dáng nở nang, tướng mạo xinh đẹp cô gái, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, đi theo phía sau mấy người tùy tùng, bước nhanh tới. Tố Ảnh tỷ. Thái Như Chân thấy phụ nữ kia, nhất thời kêu một tiếng. Phụ nữ kia đi tới Diệp Thần và tiểu Thảo Thần thanh niên trước mặt, quỳ một chân xuống, nói Thảo Thần phái đại tế ti một tối Tố Ảnh, bái kiến cỏ nhỏ thần đại nhân, bái kiến luân hồi chi chủ. Nàng chính là Thảo Thần phái đại tế ti, cũng là lãnh tụ, danh hiệu kêu một tối Tố Ảnh. Diệp Thần cảm thấy trên người nàng, ẩn nhiên có bữa đế khí vần quanh, dự đoán là một vị tu vi siêu tuyệt cường giả, dẫu sao thống lĩnh toàn bộ Thảo Thần phái, thực lực không thể nào sẽ kém. Hạnh hội. Diệp Thần cúi người đáp lễ, trong tay còn ôm trước thanh niên. Tố Ảnh nhẹ nhàng đứng dậy, thấy tiểu Thảo Thần thanh niên bộ dáng yếu ớt kia, nhất thời vô cùng lo âu, nói cỏ nhỏ thần đại nhân, người ngươi rất yếu ớt, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Tiểu Thảo Thần thanh niên mỉm cười cười một tiếng, nói, không cần, Tố Ảnh tỷ tỷ, ta sinh mạng sắp tận, ta sứ mạng vậy hoàn thành. Nàng nhẹ nhàng đem trên đầu hoa vòng tháo xuống, giao cho Diệp Thần trong tay. Nói các ngươi đem cái này đỉnh cỏ thần hoàng quan, giao cho Tôn Di tỷ tỷ, nàng là có thể thừa kế ta và Tử Lan tỷ tỷ lực lượng, trở thành mới cỏ thần. A, à, cái này đỉnh cỏ thần hoàng quan, đơn sơ một ít, nhưng là ta và Tử Lan tỷ tỷ, hao hết tâm huyết bền đi ra ngoài, bên trong hàm chứa thiên địa tự nhiên cùng cỏ cây sinh mạng lực lượng vĩ đại, đủ để phụ trợ Tôn Di tỷ tỷ bước lên thần, cũng chế tạo ra rừng rậm sách. Thật ra thì ở cỏ thần hoàng quan chế tạo sau khi đi ra, thanh niên sinh mạng liền tuyên cáo chung kết. Cái này đỉnh vương miện, là nàng và Tím Lan sinh mạng tâm huyết biến thành, là cỏ thần quyền chuôi tượng trưng. Tố Ảnh buồn bã nói, cỏ nhỏ thần đại nhân, đừng nói những thứ này, ta mang ngươi đi gió tiếng nói hồ tiên, ngươi sẽ không chết. Vừa nói, nàng đưa tay muốn đi từ Diệp Thần trong ngực, đem tiểu Thảo Thần thanh niên ôm tới. Nhưng, làm tay nàng chỉ, chạm được tiểu Thảo Thần thanh niên thân thể, đáng sợ một màn xảy ra. Chỉ gặp tiểu Thảo Thần thanh niên thân thể, lại là hóa thành một chút xíu nhỏ vụn như đom đóm ánh sáng màu xanh lá cây, chậm rãi bay lên không. Diệp Thần ca ca, ta phải đi, Thiên Mẫu đang kêu gọi ta, gặp lại sau. Tiểu Thảo Thần thanh niên hướng Diệp Thần lộ ra một cái thanh thuần nụ cười ngọt ngào, rồi sau đó cả người hoàn toàn hóa thành nhỏ vụn lục quang, thăng thiên tiêu tán đi. Diệp Thần nhất thời cảm thấy trong ngực trống rỗng, một cổ to lớn thất lạc xông lên đầu. Quát to một tiếng, thanh niên. Nhưng hình mà, tiểu Thảo Thần thanh niên đã biến mất,
lại cũng không về được. Toàn trường thiên thiên vạn vạn các tín đồ, thấy thanh niên hóa thành ánh sáng thăng thiên tản đi, tất cả người chấn động trong lòng, khóc lớn lên. Thái Như Chân chính là mặt đầy áy náy, quỳ xuống đất khấn cầu, tim muốn nếu như không phải là nàng triệu hoán thanh niên, có thể thanh niên cũng sẽ không chết. Dĩ nhiên, nàng áy náy không cần phải. Bởi vì, ở cỏ thần hoàng quan chế tạo ra tới sau đó, tiểu thảo thần thanh niên liền nhất định phải chết. Nàng có thể đem tiểu thảo thần thanh niên triệu hoán xuống, để cho nàng trước khi chết thấy Diệp Thần một mặt, vậy coi là thiên đại công đức. Diệp Thần cầm trong tay hoa vòng, nhưng cảm thấy vô hạn thất lạc cùng đau buồn, cắn răng nói. Không, thanh niên muội muội sẽ không chết, ta sẽ đem nàng sống lại. Hắn thử nghiệm bắt thanh niên thiên cơ đầu mối, muốn lợi dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, nghịch chuyển thời không, đem nàng sống lại. Nhưng, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, ở giữa thiên địa, tất cả liên quan tới thanh niên cùng tím lan dấu vết, đang nhanh chóng tiêu tán đi. Thậm chí, Diệp Thần trong đầu, và thanh niên, tím lan tương quan trí nhớ, tựa như cũng có đạm hóa dấu hiệu. Các nàng sau khi chết, thế gian lưu tồn dấu vết, thật giống như đều phải dần dần tiêu tán đi, đến cuối cùng không còn tồn tại. Đến khi đó, giữa trời đất cũng sẽ không có hai nàng cựu thần, chỉ có Tôn Di cái này thần mới, nếu như Tôn Di có thể thuận lợi đeo lên cỏ thần hoàng quan nói. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần trong lòng đại chấn, vội vàng vững chắc đạo tâm, cưỡng ép đem tiểu thảo thần thanh niên và tím lan tương quan trí nhớ, mình ghi lại, thậm chí đem bọn hắn hình dáng, khắc ở mình trong xương cốt, miễn được quên mất. Diệp đại nhân, người muốn sống lại cỏ nhỏ thần sao? Tố Ảnh hỏi. Nàng thấy tiểu thảo thần thanh niên chết đi, không hề xem cái khác tín đồ điên như vậy cuồng cùng bi thương, nhưng xem nàng ửng đỏ ướt át vành mắt, cũng biết nàng nội tâm bên trong, cũng là tràn đầy thương cảm. Ngươi có biện pháp? Diệp Thần xem Tố Ảnh hình dáng, nhất thời trong lòng động một cái. Chẳng lẽ nói, Tố Ảnh có sống lại cỏ nhỏ thần biện pháp? Cùng ta tới. Tố Ảnh vẫy vẫy tay, đi về phía trước. Diệp Thần trong lòng mong đợi, vội vàng đi theo lên. Hàn Viêm, Thái Như Chân đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn nhau. Các ngươi vậy cùng đi. Tố Ảnh hướng hai người nói, hai người inga một tiếng, lật đật theo sau. Ba người đi theo Tố Ảnh, đi tới Thảo Thần lĩnh địa, một nơi rõ ràng cho thấy cấm địa địa phương, đây là một cánh rừng, có một tầng cấm chế tinh bích hệ bao phủ ở. Tố Ảnh mang Diệp Thần ba người, xuyên qua cấm chế, bước vào trong rừng rậm. Rừng rậm cùng ngăn cách ngoại giới. Ngoại giới thiên cơ hơi thở, rất nhiều nhân quả chập chờn đều không cách nào truyền tới. Ở trong rừng rậm, có rất nhiều hơn xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, ở nô đùa dạo chơi, các nàng chỉ mặc trước dùng lá cỏ bện thành quần áo, đơn giản che lại chỗ hiểm, thấy Tố Ảnh tới, liền rối rít hỏi thăm sức khỏe, Tố Ảnh tỷ. Tố Ảnh gật đầu một cái, hướng Diệp Thần nói, chỗ này kêu gió tiếng nói rừng rậm, là ta Thảo Thần phái cấm địa, những cô gái này đều là ta âm thầm đào tạo sát thủ. Chỉ thi hành nhiệm vụ khẩn cấp nhất, vốn là có hơn 300 người, nhưng vì cứu tương lai cỏ thần Tôn Di đại nhân, chết thảm trọng, chỉ còn lại không tới 100 người. Diệp Thần gặp trong rừng rậm thiếu nữ, như tinh linh vậy đáng yêu, từng cái ngây thơ. Nơi này ngăn cách với đời, các nàng thậm chí còn không biết, tiểu thảo thần thanh niên đã chết. Các nàng là sát thủ, thật là nhìn không ra. Diệp Thần thầm giật mình. Có thể bị nhìn ra được sát thủ. Thì không phải là sát thủ, các nàng mỗi một người, ta xài hết số tiền lớn, đưa các nàng đi thâm minh lĩnh vực huấn luyện qua, sau này chúng ta bất kể là cứu Tôn Di đại nhân, vẫn là hướng hoa tổ báo thù, các nàng đều là tuyệt đẹp trợ lực. Tố Ảnh nói, ở vô vô thời không, Thảo Thần phái chủ yếu nhất kẻ địch, chính là hoa tổ. Vô số kỷ nguyên tới nay, hoa tổ một mực chèn ép Thảo Thần phái, không biết chu diệt nhiều ít cỏ thần con dân. Năm đó chín thần thời đại. Chín thần vận mệnh bị đà đế cổ thần chung kết, cỏ nhỏ thần vậy bị cự đả kích lớn, khi đó, hoa tổ liền âm thầm chống đỡ đà đế cổ thần, hai bên ân oán mâu thuẫn cực sâu. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là âm thầm lưu ý. Tố Ảnh mang Diệp Thần ba người, đi tới gió tiếng nói rừng rậm chỗ sâu, chỉ gặp phía trước là một khối to lớn bằng phẳng đất trống, trên đất trống nạm một cái ao nước, nước kia ao có gió cùng tự nhiên hơi thở, sức sống mạnh mẽ. Diệp Thần đi tới bên cạnh cái ao trên, cũng cảm nhận được liền một cổ gió mát cùng sinh mạng hơi thở, mười phần sảng khoái. Mà ở ao nước bên trong, có mấy cái cô gái tuổi thanh xuân, thân thể trần truồng,
ở trong nước nô đùa chơi đùa, cùng ngoại giới bi thương đau một mảnh tình cảnh so sánh, nơi này giống như là nhân gian tiên cảnh, thế giới cực lạc. Các nàng thấy Diệp Thần cùng người tới, vậy không hoảng loạn, rối rít hướng Tố Ảnh hỏi thăm sức khỏe, kêu lên. Tố Ảnh tỷ, người ngày hôm nay làm sao tới, muốn chơi với nhau sao? Các nàng còn không biết Diệp Thần thân phận, bởi vì Diệp Thần đã sớm che giấu hơi thở, trừ Tố Ảnh bên ngoài, vậy Thảo Thần phái các con dân, không hề nhận được hắn. Tố Ảnh cười nói, ngày hôm nay có khách tới, các ngươi tới trước nơi khác đi. Vậy mấy cô gái, tò mò nhìn Diệp Thần một mắt, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền rối rít lên tiếng đáp lại đứng dậy, vẫn là không mảnh vải sáng bóng hình dáng, từ trong hồ đi ra, rời đi nơi đây, đi tới nơi khác đi. Diệp Thần ánh mắt ngắm nhìn trước mắt ao nước, liền cảm thấy trong ao nước linh khí, tương đương dư thừa, tự nhiên sinh mạng hơi thở nồng nặc, thật giống như cho dù là một bộ xương trắng, ngâm đến trong hồ mặt, cũng có thể khôi phục thân xác tánh mạng. Đáng tiếc tiểu Thảo Thần thanh niên, liền xương trắng cũng không tồn tại. Nước này ao, là pháp bảo gì thần khí sao? Diệp Thần hỏi, là thập đại hồ tiên một trong, kêu gió tiếng nói hồ tiên, mang theo tự nhiên và sinh mạng lực lượng. Có thể hoạt tử nhân, thịt xương trắng. Tố Ảnh giải thích nói. Có thể sống lại thanh niên muội muội. Diệp Thần khóe miệng xé một tí, vậy cảm thấy không thể nào. Tiểu Thảo Thần thanh niên là cỏ cây thần, là thiên chiêu thần minh, nơi nào có như thế dễ dàng sống lại. Không thể. Quả nhiên, Tố Ảnh lắc đầu một cái, nhưng chợt, nàng lại nói. Bất quá, ta có một quyển thiên thư, có lẽ có thể đem cỏ nhỏ thần đại nhân sống lại. Vừa nói, Tố Ảnh nhẹ nhàng giang hai tay, trong miệng ngâm sướng, gió tiếng nói hồ tiên bên trong, liền toát ra một cổ ánh sáng màu vàng, có một quyển cổ xưa sách, chậm rãi từ trong ao nước dâng lên, nhưng là giọt nước không nhiễm, thấm ra một cổ thần bí thần hy. Đây là... Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn nhìn cái cuốn thiên thư này, mơ hồ tới giữa, nhưng cảm thấy không thuộc về cái thế giới này quy luật lực lượng, mênh mông, cao xa, vĩ đại, không thể đoán, không thể nhìn thẳng. Thiên thư này kêu không chết thiên thư, có thể sống lại chết đi sinh linh, chỉ cần đem người chết tên chữ viết lên, chủ hội ban thưởng vĩ đại lực lượng, đem người chết sống lại. Tố Ảnh thanh âm mang một chút cổ xưa thần bí, nói. Không chết thiên thư. Còn nữa, người nói chủ, lại là người nào? Vậy không chết thiên thư, trôi giạt đến Diệp Thần trước mặt, trang sách rào 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 mở ra, Diệp Thần thấy mỗi một phiến trang sách, đều là trống không, đây là một quyển vô tự thiên thư. Chủ, đại biểu trí cao vô thượng lực lượng, nàng là cuối cùng thần minh, có một nhóm người cho rằng là chủ thần, nắm giữ. Cỏ nhỏ thần đại nhân nói, chủ danh hiệu kêu trời mẫu, ta không quá đồng ý. Bởi vì ta chạm không chết thiên thư, có lúc sẽ cảm nhận được chủ lực lượng, chủ chính là nắm giữ, chủ thần, thế gian trí cao, là vĩ đại nhất tồn tại, nàng có lẽ không khác biệt danh hiệu, nàng liền kêu chủ, là thiên địa vạn vật trí cao nắm giữ, chấp trưởng trung cực. Người bất kỳ đều không cách nào khiêu chiến chủ uy nghiêm. Thậm chí, ta liền thờ phượng chủ tư cách cũng không có, ta còn chưa xứng làm tín đồ của chúa. Tố Ảnh thanh âm linh hoạt kỳ ảo, để cho người nghe có chút rợn cả tóc gáy. Nàng nói chủ, chính là truyền thuyết bên trong, cuối cùng thần minh. Diệp Thần vô hình dùng mình một cái, lật trong tay không chết thiên thư, cao mày nói, cái cuốn thiên thư này, là cái đó cái gọi là trí cao thần minh ban thưởng tới. Chỉ cần ta cầm thanh niên muội muội tên chữ viết lên, nàng là có thể sống lại. Cái gì chủ, cái gì trung cực thần minh, Diệp Thần cũng không để bụng, hắn chỉ muốn sống lại cỏ nhỏ thần. Tố Ảnh nói, đúng vậy, cái này thế gian, lúc ban đầu thờ phượng chủ người, là hồn thiên đế. Vì đạt được chủ ban phúc, hắn thậm chí cung phụng mình quyết tử ma nhãn, cung phụng cho trí cao vô thượng chủ, cầu chủ ban thưởng thương hại. Bởi vì hắn biết. Hắn cùng Nguyên Thiên Đế quyết chiến, hắn chết chắc, tuyệt đối không đánh lại. Chủ Linh nghe được hắn cầu nguyện, ban thưởng không chết thiên thư, chỉ cần hắn trước thời hạn đem mình tên chữ, viết có ở đây không chết thiên thư trên, cho dù chết ở Nguyên Thiên Đế trong tay, hắn cũng có thể sống lại. Diệp Thần nghe Tố Ảnh giải thích, nội tâm có vẻ chấn động. Hắn cũng biết, hồn Thiên Đế ban đầu là đem quyết tử ma nhãn, cung phụng cho tinh không bờ bên kia, khẩn cầu cuối cùng thần minh. Rơi xuống ban phúc. Viên kia quyết tử ma nhãn, cuối cùng đâu đâu vòng vo một chút, đã rơi vào Diệp Thần trong tay, sớm cùng hắn huyết mạch hòa làm một thể. Chẳng lẽ nói,
cái đó trung cực thần minh, là thật tồn tại. Nàng thậm chí linh nghe được hồn thiên đế cầu nguyện, giáng xuống ban phúc. Diệp thần ra đầu tê dại. Hàn Viêm và Thái Như Chăn nghe được, cũng là sợ hãi không thôi. Tinh không bờ bên kia, chí cao vô thượng chủ, cuối cùng thần minh, những thứ này khái niệm, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tô Ảnh nói tiếp, nhưng, hồn thiên đế còn không bắt được không chết thiên thư, hắn cũng đã chết ở nguyên thiên đế trong tay. Cái cuốn thiên thư này, từ đây thất lạc, hồn thiên đế hậu duệ các con dân, phát điên muốn đi tìm. Nhưng bọn họ cuối cùng không có tìm được, bởi vì cái cuốn thiên thư này, cơ duyên xảo hợp dưới, đã rơi xuống ta trong tay. Diệp thần giật mình nói, ngươi là làm sao bắt được. Tô Ảnh yên lặng một tí, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ đang nhớ lại chuyện đã qua, rồi sau đó nàng lắc lắc đầu nói, ta quên, thật giống như là người nào giao cho ta, nhưng ta không nhớ, hơn nữa cái này không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất, chính là sống lại cỏ nhỏ thần đại nhân. Diệp thần gật đầu nói phải, đúng là như vậy, không chết thiên thư làm sao có được, tạm thời không cần tra cứu. Tóm lại, cái cuốn thiên thư này, bây giờ đang ở Diệp thần trong tay. Diệp thần cắn bể đầu ngón tay, thử nghiệm dùng mình máu, có ở đây không chết thiên thư thượng thư viết tiểu thảo thần thanh niên tên chữ. Nhưng, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, mình máu lau một cái đi lên, liền quỷ dị đạm hóa biến mất, căn bản không cách nào ở nơi này cuốn vô tự thiên thư trên, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp thần kinh ngạc hỏi. Diệp đại nhân, người tu vi cuối cùng chỉ có vô lượng cảnh, máu ngươi, có thể còn chưa đủ để có ở đây không chết thiên thư trên, lưu lại dấu vết. Chí ít, muốn thiên đế cảnh máu cường giả. Tô Ảnh nói. Thiên đế cảnh máu. Diệp thần cau mày. Tô Ảnh nói, đúng vậy, hơn nữa không thể là người bình thường, muốn sống lại cỏ nhỏ thần mà nói, phải dùng hoa tổ máu. Cựu nhân máu, tâm trạng mới đủ quá mạnh mãnh liệt, nhân quả mới đủ thâm hậu, mới có thể kích động chí cao vô thượng chủ, để cho chủ ban thưởng thương hại, đem cỏ nhỏ thần đại nhân sống lại. Diệp thần nói, ngươi xác định. Tô Ảnh nói, ta xác định, chúng ta phải giết chết hoa tổ, bắt được máu hắn, mới có thể sống lại cỏ nhỏ thần đại nhân. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói cầm thanh niên muội muội sống chết, ký thác vào một cái hư không mờ mịt chủ trên mình, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn không thể xác định, dựa vào không chết thiên thư, phải chăng thật có thể sống lại thanh niên. Hắn duy nhất có thể xác định, chính là nếu như mình đủ cường đại, luân hồi thất tinh mở hết, liền thiên đế ra lệnh tinh cũng thức tỉnh, vậy bất kể là thanh niên vẫn là tím lan, hắn đều có thể sống lại, không cần mượn người bất kỳ lực lượng. Tô Ảnh nói, Diệp đại nhân, ta biết, ngươi còn không cảm thụ qua chủ lực lượng, cho nên đối với nàng còn không có đầy đủ tôn kính. Nhưng thật may, chủ không quan tâm, chủ là vĩ đại nhất tồn tại, nàng không cần người bất kỳ thờ phượng, vậy không quan tâm thế gian chê khen, cho dù ngươi đối chủ bất kính, chủ cũng sẽ không giáng tội, bởi vì chủ không quan tâm. Diệp thần cao mày nhìn Tô Ảnh, nói, Tô Ảnh cô nương, ngươi đã điên. Tô Ảnh nói lời nói. Đích xác là thần thần thao thao, điên điên khùng khùng, đối cái đó chủ, đã sùng bái mảng bái đến bệnh trạng bước. Cái này cái gọi là nắm giữ có phải hay không là một cái trò lừa bịp. Hàn Viêm và Thái Như Chăn, đều có gật đầu ra tóc đay, lui về phía sau mấy bước, không dám tới gần quá Tô Ảnh. Tô Ảnh mỉm cười cười một tiếng, tựa hồ vậy cảm thấy được mình hình dáng, đích xác là có chút quái dị, liền thoáng thu liễm một ít, nói, bất kể như thế nào, Diệp đại nhân. Hoa tổ đều là chúng ta kẻ địch, tương lai phải đem hắn tru diệt. Diệp thần nghe nói như vậy, cũng là gật gật đầu nói, đúng là như vậy. Trừ ra hại thảo thần phái con dân bên ngoài, liền liền cầm đế thiên tôn, cũng là hoa tổ giết chết. Hắn năm đó thậm chí nhận sử thần ủy thác, tập sát nguyệt thần thiên đế. Người này trên đầu, dính đầy máu tươi, Diệp thần tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua hắn. Tô Ảnh nói, cùng giết chết hoa tổ. Liền lấy máu hắn, sống lại cỏ nhỏ thần đại nhân. Diệp đại nhân, cái này không chết thiên thư, ngươi có thể thật tốt giữ, ngàn vạn đừng để cho người ngoài phát hiện. Nếu là hồn thiên đế hậu duệ, biết không chết thiên thư ở trên tay chúng ta, vậy thì phiền toái. Diệp thần nhìn xem trong tay không chết thiên thư, tuy nhiên đối với cái đó hư không mờ mịt chủ, cái gọi là trung cực thần minh, hắn tâm lý còn chưa tin. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là chân nhi trọng chi. Cầm không chết thiên thư thu cất.
Tố Ảnh gặp Diệp Thần thu xong Không Chết Thiên Thư, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cái này Không Chết Thiên Thư quan hệ trọng đại, giao cho Diệp Thần giữ, tự nhiên tốt hơn ở lại trong tay nàng. Hoa Tổ là đạo tông tôn tổ, muốn giết chết hắn, tuyệt không phải chuyện dễ, dựa hết vào chúng ta lực lượng, có thể còn chưa đủ. Tố Ảnh ánh mắt nhìn về Thái Như Chăn. Thái cô nương, có thể phải mời ngươi vị kia rất lợi hại bằng hữu rời núi. Thái Như Chăn thần sắc có chút hốt hoảng, nói, bạn bè gì, Tố Ảnh tỷ, ngươi đang nói gì? Tố Ảnh khẽ mỉm cười, nói, chớ khẩn trương, ta đã ủy thác Cửu Đỉnh Thương Hội điều tra rõ ràng, ngươi có thể phá xấu xa tiên thảo vườn cấm chế, còn có thể từ Hoa Tổ dưới quyền chạy trốn ra ngoài, là bởi vì là có Độc Cô Thêm La trợ giúp. Ta biết, ngươi và Độc Cô Thêm La là rất thân mật bạn tốt, nàng kêu ngươi không muốn tiết lộ bí mật, nhưng thiên đạo chiêu chiêu, bất kỳ sự việc, cũng sẽ lưu lại thiên cơ dấu vết, không có bí mật có thể vĩnh viễn gìn giữ. Chúng ta muốn giết chết Hoa Tổ mà nói, nhất định phải mời Độc Cô Thêm La rời núi, nàng là độc thủ dược thần con gái, từ độc thủ dược thần sau khi chết, nàng chính là thế gian độc công nhân vật lợi hại nhất. Đơn thuần bàn về hạ độc giải độc bản lãnh, chính là cổ tinh môn vị kia xà thiên đế, cũng không cách nào nhìn hắn bóng lưng. Diệp Thần nghe được Tố Ảnh nói tới độc thủ dược thần và Độc Cô Thêm La tên chữ, lại cảm thấy luân hồi mộ địa, truyền ra kịch liệt chấn động. Lòng hắn hạ cảm thấy kỳ dị, chẳng lẽ cái này độc thủ dược thần, và luân hồi mộ địa có liên quan? Sẽ là vị kế tiếp đại năng sao? Vẫn là nói, hai người có cực lớn nhân quả dính. Giờ khắc này, Diệp Thần mơ hồ có mấy phần mong đợi. Làm sao cứ động đất? Luân hồi mộ địa bên trong, Cầm Đế mười phần không vui nhìn bốn phía, mơ hồ thấy có khối mộ bia, tựa hồ có ánh sáng lóe lên, hắn liền nói. Chẳng lẽ nói cái đó độc thủ dược thần, còn chưa có chết tuyệt? Hắn tàn hồn, ở nơi này nghĩa địa bên trong sao? Dừng một chút, hắn liền hướng về phía chung quanh mộ bia quát lên. Này, độc thủ dược thần, người cái này lão quỷ, nếu là cũng ở nơi đây, lập tức cho ta cút ra đây. Dám hủy diệt ta đại thánh tặng âm đàn, sổ nợ này, chúng ta có thể được tính một chút. Độc thủ dược thần là đặc biệt cổ xưa thần minh, và Cầm Đế cùng một thời đại. Đã từng liên thủ đối kháng mạt pháp thiên tai. Cầm Đế và độc thủ dược thần, có duyên gặp mặt mấy lần, đối phương tu luyện độc công, nghiệt chướng tích lũy quá sâu, từng thông qua Hoa Tổ làm người trung gian, mời hắn khải đàn chữa, nhưng hắn và đối phương, cũng không có quá lớn thâm giao. Ngược lại là Hoa Tổ, cùng độc thủ dược thần giao tình không cạn, hai bên tham khảo lẫn nhau dược liệu trồng trọt mấu chốt. Cầm Đế tiếng quát rơi xuống, nhưng luân hồi mộ địa chấn động lắng xuống. Hết thảy chập chờn phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Mà Thái Như Chăn nghe được Tố Ảnh mà nói, nhưng là mặt đầy hốt hoảng hình dáng, liên tiếp lui về phía sau nói, cái gì Độc Cô Thêm La, ta không nhận biết nàng, nàng cũng không phải bạn của ta. Tố Ảnh gặp nàng cái này hốt hoảng hình dáng, khẽ cười một tiếng, nói tốt lắm, ngươi đừng hoảng hốt, Cửu Đỉnh Thương Hội đã tra được Độc Cô Thêm La rơi xuống, ta sẽ đích thân liên lạc nàng. Nàng nói Cửu Đỉnh Thương Hội, là vô vô thời ý 06 đại thương hội một trong, xếp hạng thứ hai, đứng sau Tụ Bảo Thương Hội. Cửu Đỉnh Thương Hội nghiệp vụ, 10 phần sở trường, không làm hàng hóa mua bán hành làm, chỉ lấy bán ra tình báo tin tức. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền vốn, liền có thể ở Cửu Đỉnh Thương Hội bên trong, thám thính được bất kỳ có giá trị tình báo. Hơn nữa, ngươi tự thân nếu như nắm giữ có giá trị gì đầu mối, cũng có thể bán ra cho Cửu Đỉnh Thương Hội. Bọn họ lâu dài giá cao thu mua tất cả loại tình báo. Tố Ảnh hiển nhiên liền thông qua Cửu Đỉnh Thương Hội, biết Độc Cô Thêm La rơi xuống, đó là độc thủ dược thần con gái, thế gian độc công người mạnh nhất, nếu là có thể lôi kéo, đem đi đối phó Hoa Tổ, là có thể hơn một phần trợ lực. Thái Như Chăn vẫn là hết sức hốt hoảng hình dáng, nói chính các ngươi quyết định, không cần cùng ta nói. Tố Ảnh cười nói, ta nghe nói ngươi còn cầm đi thất bảo tĩnh tâm liên hạt sen. Vậy thất bảo tĩnh tâm liên, là vô cùng chân quý hiếm thấy cao cấp dược liệu, Hoa Tổ hao phí vô số tâm huyết, mới để cho hắn sản sinh ra một viên hạt sen, hôm nay vậy hạt sen, là ở trên tay ngươi. Thái Như Chăn nói, là ở ta trên tay, Tố Ảnh tỷ, ngươi cầm đi. Bàn tay nàng lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên màu vàng kim hạt sen, bảo quang hòa hợp, Phật khí đậm đà, làm người ánh mắt, đưa mắt nhìn viên này hạt sen thời điểm. Mơ hồ tới giữa, tựa hồ còn có thể nghe được Phật ca phạm sướng, 10 phần kỳ diệu. Được, đa tạ.
Tố Ảnh cầm lấy viên kia màu vàng hạt sen, trong mắt híp lại, vậy đang ngưng thần đánh giá, chắc chắc lấy làm kỳ, lẩm bẩm nói, đây chính là thất bảo tĩnh tâm liên hạt giống sao. Quả nhiên là Phật quang minh mông, linh khí thâm hậu, diệu pháp vô cùng. Nàng tay cầm hạt sen, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, hạt giống này, nếu có thể bồi dưỡng sinh sôi, lớn lên, dựa vào Phật quang thủy khí, có thể che chở đạo tâm, đối ngươi vị bằng hữu này, hiệu dụng to lớn. Nàng ánh mắt lại liếc về hướng Hàn Viêm, đã nhìn ra Hàn Viêm thân phận, kiếp trước chính là kiếm ma. Nếu như Hàn Viêm có thể hoàn mỹ khống chế kiếm ma lực lượng, vậy tương lai Chu Diệt Hoa Tổ, hắn cũng là một cái trọng yếu trợ lực. Mà thất bảo tĩnh nên tâm liên, chính là áp chế ma khí, vững chắc đạo tâm tuyệt hảo thần vật. Đại ca, hạt giống này cấp cho ta sao? Hàn Viêm có chút hưng phấn, nhìn vậy hạt giống thời điểm, hắn liền cảm thấy đạo tâm yên lặng, như có Phật quang bảo vệ. Nếu có thể đạt được cái hạt giống này, cũng để cho hắn sinh trưởng, hắn liền có thể thoát khỏi nhập ma mặt trái khốn khổ. Diệp Thần nhưng là nhướng mày một cái, nói, muốn bồi dưỡng cái hạt giống này, sợ rằng không dễ dàng đâu. Tố Ảnh nói, đích xác không quá dễ dàng, nhưng ta có thể đem gió tiếng nói hồ tiên cho ngươi, ngươi dựa vào gió tiếng nói hồ tiên, lại đi đào tạo thất bảo tĩnh tâm liên, vậy thì đơn giản nhiều, chỉ cần đống tài nguyên liền có thể, không cần thủ đoạn khác. Diệp Thần ánh mắt nhìn về gió tiếng nói hồ tiên, cảm nhận được vậy hồ tiên hào hùng sinh mệnh lực cùng tự nhiên hơi thở, nhếch mép nói, cái này gió tiếng nói hồ tiên, sợ rằng giá trị không rẻ đi, Tố Ảnh cô nương, ngươi thật muốn tặng cho ta. Gió tiếng nói hồ tiên là thập đại hồ tiên một trong, hơn nữa xem vậy linh khí dư thừa hình dáng, rõ ràng so với phổ thông hồ tiên lợi hại hơn rất nhiều, sắp chết người, thịt xương trắng, chân quý dị thường. Tố Ảnh nếu quả thật canh chừng tiếng nói hồ tiên, đưa cho Diệp Thần mà nói, vậy thì thật là thiên đại số lượng. Dĩ nhiên, Diệp đại nhân, chúng ta hôm nay là đồng minh, ngươi là tương lai ta thảo thần phái quật khởi hy vọng, có thứ gì tốt, dĩ nhiên là giao cho ngươi giữ tốt nhất. Tố Ảnh mỉm cười nói, ánh mắt bên trong, đối Diệp Thần lại tràn đầy lòng tin. Dừng một chút, nàng lại khẽ cười nói, bất quá, ta cần ngươi giúp ta luyện chế một viên thuốc, có thể cần ngươi hao phí một chút luân hồi huyết tinh hoa. Diệp Thần nói, đan dược. Tố Ảnh nói, đúng vậy, muốn mời độc cô thêm la rời núi, tự nhiên không thể tay không đi, ta cần ngươi hỗ trợ luyện chế một viên thông thiên cấp đan dược, kêu chín hồn đuổi mệnh đan. Viên đan dược này, thật ra thì ta đã luyện chế được kém không nhiều, còn kém cuối cùng nhúng đan trình tự, còn chưa hoàn thành. Bước cuối cùng này nhúng đan, quan hệ đến đan dược cuối cùng phẩm chất, không phải chuyện đùa, ta cần ngươi trợ lực. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nói, hiện tại sao? Tố Ảnh nói, người đường xá bôn ba, chắc hẳn đã mệt mỏi, ngược lại không cần gấp như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, cùng ngày mai sáng sớm, chúng ta lại luyện đan cũng không muộn. Vừa nói, nàng liền đem thất bảo tĩnh tâm liên hạt giống, đưa đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhận lấy, nhìn xem Hàn Viêm, nhưng gặp Hàn Viêm ánh mắt lửa đốt, tràn đầy khát vọng. Đừng xung động, hạt giống này, tu được bồi dưỡng sinh sôi, mở ra hoa sen, mới khá phát huy lớn nhất hiệu quả. Diệp Thần chỉ sợ Hàn Viêm không nhịn được, sẽ đem viên này chân quý hạt giống ăn, liền đem hạt giống thu hồi. Hàn Viêm ngượng ngùng cười một tiếng. Đè xuống nội tâm xung động, nói, đại ca, vậy ta liền chờ ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức lại đang Tố Ảnh dưới sự giúp đỡ, thu gió tiếng nói hồ tiên. Hắn đem gió tiếng nói hồ tiên, an trí đến luân hồi mộ địa bên trong, cũng đem thất bảo tĩnh tâm liên hạt giống, ném vào. Gió tiếng nói hồ tiên mang theo tự nhiên cùng sinh mạng năng lượng, là bồi dưỡng thất bảo tĩnh tâm liên tuyệt hảo nơi, sau này Diệp Thần chỉ cần cầm tài nguyên đống đi vào. Không cần thủ đoạn khác, thì có thể để cho hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Cùng lúc nào, nước này ao lái ra hoa sen, coi như đại công cáo thành. Qua, phụ thân, nước này ao là cho ta bơi lội sao? Luân hồi mộ địa bên trong, tiểu cấm yêu thấy vậy gió tiếng nói hồ tiên, nhất thời đại hỉ, nhảy cẫng hoan hô, liền nhảy đến trong hồ đi, vui chơi thỏa thích đứng lên. Diệp Thần khóe miệng co quắp một tí, liền thấy tiểu cấm yêu nhảy đến trong hồ về phía sau. Gió tiếng nói hồ tiên linh khí, lại là điên cuồng để cho nó thân thể hội tụ đi, bị nó nhanh chóng hấp thu tiêu hóa hết. Cái này gió tiếng nói hồ tiên, tự nhiên sinh mạng linh khí dư thừa, có thể hòa tử nhân, thịt xương trắng. Trước đây ở Nguyệt Thần Thiên Đế Bảo Tàng, tiểu cấm yêu bị thương nghiêm trọng,
đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng, đã khôi phục một ít, nhưng còn không hết bệnh. Hiện tại có gió tiếng nói hồ tiên bồi bổ, nó thương thế chính là nhanh chóng khép lại, nguyên khí nhanh chóng khôi phục, có thể gặp cái này gió tiếng nói hồ tiên mạnh mẽ. Thật may cái này gió tiếng nói hồ tiên, từ mang tụ linh hiệu quả, có thể liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, chỉ cần thiên địa không có rơi vào mạt pháp khô kiệt bước, gió tiếng nói hồ tiên linh khí cũng sẽ không khô héo. Cho nên, cho dù tiểu cấm yêu điên cuồng hấp thu linh khí, cũng sẽ không ép khô hồ tiên năng lượng, ngược lại là gió tiếng nói rừng rậm thiên địa linh khí, bị nhanh chóng nhín thời giờ, để cho được Thái Như Chăn, Tố Ảnh, Hàn Viêm cùng người thất kinh. Tiểu cấm yêu đạt được gió tiếng nói hồ tiên bồi bổ, thương thế thật to khôi phục, hoan hô gào thét, ở nước trong ao bơi qua bơi lại, mười phần sung sướng, hoàn toàn không biết ngoại giới sóng gió hiểm trở. Diệp Thần dở khóc dở cười, cầm ra một ít hoàng kim nguyên ngọc, ở trong tay dung hóa, hóa thành một cổ tinh thuần màu vàng linh dịch, bơm vào đến gió tiếng nói hồ tiên bên trong. Những thứ này hoàng kim nguyên ngọc năng lượng, có thể phụ trợ thất bảo tĩnh tâm liên hạt giống, nảy mầm sinh trưởng. Bất quá vậy hạt giống, muốn chân chính nảy mầm nói, yêu cầu tài nguyên, chỉ sợ là tử lượng cao. Đêm đến, Diệp Thần, Thái Như Chăn, Hàn Viêm các người, ở trong rừng rậm nghỉ ngơi, ở tại nhà cây bên trong. Rừng rậm ra, hàng tỷ cỏ thần tín đồ, còn ở bi tiếng khóc lóc, là cỏ nhỏ thần cử hành tang lễ, khắp nơi đều là nhạc tang thanh âm, ánh nến ánh sáng ngất trời, thiêu đốt tiền vàng bạc, tán bể cho bụi ở bầu trời đêm phiêu bay, mười phần thê lương. Gió tiếng nói rừng rậm tuy cùng ngăn cách ngoại giới, nhưng Diệp Thần tinh thần mười phần bén nhạy, vẫn có thể mơ hồ nghe được ngoại giới tiếng khóc, trong lòng cũng là buồn bã, cầm ra cỏ nhỏ thần lưu lại hoa vòng, yên lặng nhìn. Hoa này vòng, mang tự nhiên thanh thông linh khí, là hai đời cỏ thần lấy sinh mạng lưu lại vương miện, Diệp Thần chỉ hy vọng, tương lai tôn di, có thể chịu đựng nổi, cái này vương miện sức nặng. Còn như Diệp Thần, hắn dĩ nhiên không thể để cho cỏ nhỏ thần, cứ như vậy chết đi. Còn có tím lan. Không chết thiên thư có lẽ có thể sống lại tiểu thảo thần thanh niên, Diệp Thần không xác thực định, nhưng nhất định phải đi thử nghiệm một tí. Chí ít, đánh chết hoa tổ khó khăn đi nữa, cũng không có hắn luân hồi thất tinh mở hết khó khăn như vậy. Hoa tổ đã biết ta còn không biến mất, hơn nữa cùng ngươi có liên quan, ngươi cuộc sống sau này, cũng không tốt qua. Tuy nói có đạo tông quy củ, hoa tổ không thể nào tự mình kết quả, cùng ngươi tranh đấu, nhưng thủ hạ hắn. Không biết có nhiều ít ngày mới cao thủ, người muốn cùng hắn đối kháng, tuyệt không phải chuyện dễ. Luân hồi mộ địa bên trong, cầm đế trầm giọng nói. Ta kẻ địch không thiếu, không kém hoa tổ một cái. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, cũng không có quá mức lo âu. Cầm đế nói, ngươi thực lực còn chưa đủ, ta dự định truyền cho ngươi một khúc kiếm khách hành, có thể tăng tiến ngươi thực lực, chỉ sợ ngươi học không biết. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Nói kiếm khách hành. Ha ha, tiền bối, ngươi cứ việc truyền thụ, ta nhất định có thể lĩnh ngộ. Hắn nói chuyện mười phần tự tin, đối mình thiên phú năng lực, có tuyệt đối lòng tin. Cầm đế lắc lắc đầu nói, cái này kiếm khách hành, ở ta sáng chế bài hát bên trong, lấy sát phạt trước gọi, uy lực có thể xếp hạng thứ hai. Diệp Thần nói, vậy đệ nhất là cái gì? Cầm đế nói, ha ha, đệ nhất bài hát mà, kêu nằm mộng xuân hiểu. Khúc này độ khó cao hơn nữa muốn đánh tấu, dùng phổ thông đàn khí là không được, thậm chí liền đại thánh tặng âm đàn, cũng không đủ tư cách. Chỉ có cửu tiêu hoàn bội cầm, mới có thể đem tựa bài hát kia đánh tấu, đó là ta năm đó cất giấu vật quý giá, nhất là danh quý đàn cổ, hôm nay đàn này còn ở hoa tổ trong tay, phỏng đoán đã bị hủy diệt. Nói xong lời cuối cùng, cầm đế giọng nói lộ ra một chút bi phẫn. Hoa tổ coi như giết hắn, hắn cũng không khổ sở. Khổ sở phải, hắn chân tàng đàn cổ cùng nhạc khí, toàn bộ bị hủy diệt. Đại thánh chỉ tặng âm đàn dây đàn, gặp phải kịch độc ô nhiễm, may mắn cọ rửa khôi phục. Vậy cửu tiêu hoàn bội cầm, chỉ sợ bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn, có thể đã không cách nào chữa trị. Diệp Thần an ủi, tiền bối nén bi thương, tương lai ta nhất định giết chết hoa tổ, vì ngươi báo thù rửa hận. Cầm đế gật gật đầu nói, rất tốt, ngươi có phần tâm tư này liền tốt. Vậy một khúc nằm mộng xuân hiểu, người tạm thời không nên tiếp xúc, nếu không ta sợ người tu vi không đủ, sẽ vĩnh hằng rơi vào xuân hiểu mộng bên trong, không cách nào thoát thân, vậy thì phiền toái. Ta hôm nay trước truyền thụ người kiếm khách hành, muốn học thành khúc này,
Tu được tâm vô bằng vụ, phải có tinh khiết không rảnh đạo tâm, mới có thể đạt đến kiếm tâm sáng rực, cầm tâm như lưu ly cảnh giới. Ngươi nhân quả liên lụy quá nhiều, ta không xác thực định tâm cảnh của ngươi, có thể hay không còn có thể giữ đầy đủ tinh khiết, đi cảm ngộ khúc này cảnh giới. Ta trước khải đàn một lần, ngươi thật tốt nghe. Vừa nói, cầm đế liền cầm tới đại thánh tặng âm đàn, đặt nằm ngang trước đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng ở trên dây đàn khơi động. Hắn động tác tuy nhẹ chậm, nhưng khải đàn ra tiếng đàn, lại hết sức nhọn ác liệt, ngắn ngủi mau cấp, như bạo gió mau mưa, nếu như kiếm khí đối diện ám sát tới. Diệp Thần nghe được cái này tiếng đàn, đầu óc bên trong, mơ hồ hiện ra một bức họa mặt, tựa như thấy được cổ kiếm khách, táp sấp như sao rơi, 10 bước giết một người, ngàn dặm chảy máu không lưu người, kiếm quang xương tuyết minh, sát khí uy nghiêm, làm người ta nghẹt thở. Cái này một khúc kiếm khách hành ý cảnh, thật là sắc bén vô cùng, như kiếm khí xé trời, sao rơi truy đuổi tháng, giết người ngàn dặm, vang vang có lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, từ bỏ tạp niệm trong lòng, nhường đường tim giữ thuần túy trong suốt cảnh giới, ngưng thần cảm ngộ cái này một khúc ý cảnh. Từng đạo nốt nhạc, ở Diệp Thần trước mắt lướt qua. Rõ ràng chỉ là nốt nhạc, nhưng Diệp Thần nhưng bắt được cực kỳ nghiêm ngặt kiếm ý, sát khí. Cầm đế hình tượng thật giống như thay đổi, hắn không còn là một cái ngồi xếp bằng khải đàn ông già, mà là một cái hăm hở, xông sáo giang hồ, giết người ngàn dặm tự nhiên kiếm khách, chuyện phất hy đi, ẩn sâu công và danh, vạn cổ sách xuân thu, thở mạnh hạo nhiên kinh. Đợi được một khúc cuối cùng, Diệp Thần còn chìm đắm trong vậy một khúc ý cảnh bên trong, lại mơ hồ cảm thấy tự thân kiếm đạo, lại có đột phá. Như thế nào? Cầm đế ngón tay còn đặt ở trên dây đàn, híp mắt hỏi. Có chút hiểu ra. Diệp Thần suy tư một trận sau đó, chính là cẩn thận trả lời. Cho dù là lấy hắn đạo tâm, lấy hắn thiên phú, cũng không dám nói có thể ngay tức thì lĩnh ngộ kiếm khách hành tinh túy. Bài hát này, ý cảnh thái huyền hay, để cho người hiểu được vô cùng. Ha ha, được. Vậy tối nay, ngươi liền thật tốt lĩnh ngộ. Cầm đế cười nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu, đêm đó liền để cho thân thể nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng tinh thần nhưng ở tính toán kiếm khách hành diệu pháp. Mà vào lúc này, Giải Ngữ Hoa và mấy cái đạo tông trưởng lão, trở lại Hoa Tổ lãnh địa. Hoa Tổ chỗ ở, kêu Mạn Đà Sơn Trang, bên trong trồng đầy tất cả loại quý giá đóa hoa, chân quý dược liệu. Trong đó, trong Sơn Trang Tiên Thảo Vườn, lại là trồng trọt liền vô số chân quý dược thảo, có rất nhiều dược thảo, đều là ngoại giới không có, là Hoa Tổ từ nguyên sơ thế giới mang ra ngoài hiếm vật. Nhưng mà, vậy phiến Tiên Thảo Vườn, phần lớn dược thảo, đều đã bị phá hủy hết, nguyên phiến vườn hiện đầy kịch độc, ngọn lửa thiêu hủy nám đen dấu vết, đất đai đều bị kịch độc ô nhiễm. Từ thái như chăn hủy diệt Tiên Thảo Vườn, thẳng đến hiện tại, thời gian đã qua nhiều năm, nhưng Tiên Thảo Vườn bị kịch độc ô nhiễm, đến ngày hôm nay cũng vẫn không có thể khu trừ độc tố. Nguyên phiến vườn, chỉ có một bụi hoa sen, còn ở sinh trường. Vậy hoa sen, phơi bày màu vàng, thất bảo lưu ly khí vần quanh, Phật quang hòa hợp, cho dù ở kịch độc trong đất, vậy như cũng duy trì mạnh mẽ sức sống cùng linh khí, không có chút nào bị ô nhiễm dấu hiệu. Đó chính là Mạn Đà Sơn Trang chân quý nhất dược liệu, thất bảo tĩnh tâm liên. Một cái ông cụ áo bào xanh, đứng ở tiên thảo vườn bên cạnh, nhìn thất bảo tĩnh tâm liên, ra nước bùn mà bất nhiễm huy hoàng hình dáng, vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Nhưng làm hắn thấy, vậy phế tích vậy tản ra kịch độc hôi thối vườn, hắn sắc mặt lại đổi được vô cùng âm hàn, trong mắt có sát khí lững lờ. Độc Cô Già La, người rốt cuộc ẩn núp ở địa phương nào? Nếu như bị ta tìm được ngươi, ta nhất định phải đem ngươi lột da tháo xương, bằm thây vạn đoạn. Ông cụ áo bào xanh nội tâm tràn đầy căm hận, hắn chính là Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà. Hủy diệt hắn tiên thảo vườn, ngoài mặt xem, là Thái Như Chăn. Nhưng hắn biết, Thái Như Chăn chỉ là nhân vật nhỏ, sau lưng chân chính đáng sợ người, là độc thủ dược thần con gái, Độc Cô Già La. Bàn về độc công, Độc Cô Già La hoành tuyệt thế lúc đó, vô địch thiên hạ. Không người nào có thể ngăn cản. Thật ra thì hắn đã sớm biết, Thái Như Chăn tâm hoài bất quý, nhưng hắn cố ý làm bộ như không biết, chính là muốn bắt được Thái Như Chăn người sau lưng, bao gồm Thảo Thần phái người, còn có Độc Cô Già La. Bất quá hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Độc Cô Già La, đối phương mượn Thái Như Chăn tay, phá hủy hắn tiên thảo vườn, thủ đoạn đặc biệt tàn bạo, độc giết tiên thảo vườn rất nhiều trông chừng cường giả,
Tốc độ vậy thật nhanh, sắp đến hắn còn chưa kịp phản ứng, Thái Như Chân cũng đã bỏ trốn. Hiện tại Hoa Tổ chỉ muốn cầm Thái Như Chân bắt trở lại, tra hỏi ra độc cô già La rơi xuống, nếu không ăn ngủ không yên. Một cái độc công đệ nhất thiên hạ cô gái, ẩn giấu ở sau lưng, tùy thời chuẩn bị đánh lén, đây cũng không phải là cái gì để cho người khoái trá sự việc. Sư phụ, sư phụ, đây là, giải ngữ hoa mang vậy mấy cái đạo tông trưởng lão, đi tới tiên thảo vườn, lật đật hướng Hoa Tổ quỳ xuống. Chuyện gì? Ta kêu ngươi đuổi theo giết Thái Như Chân tội kia nữ, chẳng lẽ là xảy ra điều gì bất ngờ? Hoa Tổ nhướng mày một cái, xem giải ngữ hoa vậy biểu tình hốt hoảng, mơ hồ cảm thấy không ổn. Sư phụ, việc lớn không tốt, là luân hồi chi chủ. Giải ngữ hoa chán toát ra mồ hôi lạnh, đem mình muốn đuổi bắt Thái Như Chân, lại gặp đến Diệp Thần ngăn trở, cuối cùng Thái Như Chân thậm chí triệu hoán cỏ nhỏ thần hạ xuống cùng sự việc, nói tường tận một lần. Cỏ nhỏ thần. Hoa Tổ gương mặt lay động một tí, hắn vẫn luôn muốn tiêu diệt Thảo Thần Phái, cướp đoạt Thảo Thần Phái trong tay rất nhiều hiếm hoi kỳ hoa dược thảo tài nguyên, đáng tiếc không có thể như nguyện. Hắn và Thảo Thần Phái ân oán mâu thuẫn, đã không có hóa giải chỗ trống, hai bên là sống chết huyết cừu. À, cỏ nhỏ thần đã chết. Hoa Tổ lại cong ngón tay tính toán, nhất thời bắt được đặc biệt mịt mờ thiên cơ, hắn cảm thấy cỏ nhỏ thần sinh mạng hơi thở, đã hoàn toàn trôi qua. Cỏ nhỏ thần chết. Giải ngữ hoa thất kinh, rồi sau đó lại là vui mừng, nếu là cỏ nhỏ thần chết, Thảo Thần Phái mất đi người đáng tin cậy, vậy bọn họ muốn phải đối phó Thảo Thần Phái, vậy thì đơn giản nhiều. Diệp Thần vậy tiểu tử, còn có Thảo Thần Phái dị đoan, cũng muốn giết ta, cầm ta thiên đế máu, đi sống lại cỏ nhỏ thần, ha ha, thật làm ta Mặc Uyên Mạn Đà, có dễ giết như vậy. Hoa Tổ âm lãnh cười một tiếng, trong sâu thẳm. Hắn bắt được một cổ ý định giết người, đã cảm thấy được Diệp Thần và Thảo Thần Phái, muốn cầm máu hắn, đi sống lại cỏ nhỏ thần. Coi như không là cỏ nhỏ thần, hắn cùng Thảo Thần Phái và Diệp Thần, cừu hận như vậy sâu, hai bên cũng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Sư phụ, luân hồi chi chủ hôm nay ở nơi nào? Vậy tiểu tử sau lưng, có thể có đàn đế thiên tôn bóng dáng, cầm đế thiên tôn còn không biến mất. Giải ngữ hoa biết Diệp Thần động sát cơ. Trong lòng cũng là khẩn trương. Hắn là Hoa Tổ đệ tử, nếu là Hoa Tổ bị giết, ổ lật dưới, yên có chứng lành, hắn tuyệt không khả năng may mắn còn sống sót. Diệp Thần cũng không phải là một thân một mình, sau lưng có Thảo Thần Phái trợ lực, có luân hồi trận doanh chống đỡ, hắn thậm chí cảm nhận liền cầm đế thiên tôn bóng dáng. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần là một cái vô cùng to lớn uy hiếp, nếu không sớm diệt trừ, Mạn Đà Sơn Trang cả nhà đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Long Lầu Huyền Ca, hắn quả nhiên khí số chưa hết. Hoa Tổ tim đập mạnh một tí, vậy mơ hồ cảm nhận đến, Diệp Thần sau lưng có đàn đế Long Lầu Huyền Ca bóng người. Sư phụ, luân hồi chi chủ rốt cuộc ở địa phương nào, xin ngươi hãy chỉ thị, đệ tử lập tức dẫn người tới, đem hắn diệt trừ. Giải ngữ hoa cắn răng nói, thật sâu cảm thấy Diệp Thần uy hiếp. Bất quá đạo tông cường giả như mây, Hoa Tổ dưới quyền vậy có vô số cao thủ. Chỉ cần có thể tra ra Diệp Thần chỗ, hắn có lòng tin đem Diệp Thần diệt trừ. Cỏ nhỏ thần che giấu hắn hơi thở, ta không tra được hắn chỗ. Hoa Tổ chau mày, lại cong ngón tay suy tính, cặp mắt nhìn phía bầu trời, tựa hồ muốn xuyên qua trùng trùng hư không, theo dõi sau lưng chân tướng. À, Đại Thánh tặng âm. Trong sâu thẳm, Hoa Tổ cảm ứng được một chút quen thuộc hơi thở. Đó là Đại Thánh tặng âm đàn hơi thở. Vậy Đại Thánh tặng âm đàn, là đứng sau Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm đàn khí, hắn năm đó cũng nghe cầm đế dùng này đàn, khải đàn qua rất nhiều bài hát. Lúc này, hắn trong sâu thẳm, liền bắt được Đại Thánh tặng âm đàn hơi thở, thiên cơ lập tức rõ ràng liền rất nhiều, hắn thấy được cái đàn này sau lưng, Diệp Thần và cầm đế chỗ. Vậy tiểu tử tất ở hồn cảnh thời không, Cửu Thiên Phục Long giáo lãnh địa. Ha ha, thật là không sợ chết, hắn đoạt đi Cửu Họa Thương Long Cửu Thiên Phục Long ấn. Còn dám bước vào hắn lãnh địa. Thật cho rằng Thảo Thần Phái có thể bảo được hắn. Hoa Tổ cười lên, đã nhìn thấu Diệp Thần chỗ, còn có Thái Như Chân, cũng ở đây hồn cảnh thời không, đáng tiếc không nhìn thấu độc cô già La ở phương nào. Hồn cảnh thời không? Sư phụ, đó cũng là Thảo Thần Phái lãnh địa à? Giải ngữ hoa mi đầu đại chiếu, Thảo Thần Phái vì né tránh Hoa Tổ chèn ép, đã sớm cùng Cửu Thiên Phục Long giáo hợp tác, ở hồn cảnh thời không mở ra lãnh địa.
thành tựu báo đáp, Thảo Thần Phái sẽ hướng Cửu Thiên Phục Long Giáo, cung cấp đại lượng chân quý dược thảo tài nguyên. Hoa Tổ trận doanh rất nhiều cường giả, nhiều năm qua, cũng từng muốn đi hồn cảnh thời không, tiêu diệt Thảo Thần Phái, nhưng đều bị Cửu Thiên Phục Long Giáo ngăn trở, không cách nào như nguyện. Còn như Cửu Thiên Phục Long Giáo, bởi vì khế ước quan hệ, cũng không dám tùy tiện bán đứng Thảo Thần Phái, nếu không giá phải trả to lớn. Ha ha, Thảo Thần Phái dám tiếp nhận Luân Hồi Chi Chủ, coi như là xúc phạm Cửu Thiên Phục Long Giáo ranh giới cuối cùng. Chúng ta như muốn bước vào hồn cảnh thời không, muốn đến cũng sẽ không lại bị nghẹt cản. Chỉ là, có thiên đao thể hẹn hạn chế, một ít cao cấp cường giả, nhưng thì không cách nào phái ra đi, nếu không Nhâm Phi Phàm muốn trở mặt, vậy cũng rất phiền toái. Hoa Tổ sắc mặt âm trầm xuống, nhắc tới Nhâm Phi Phàm thời điểm, hắn trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Giải Ngữ Hoa nói, sư phụ, chúng ta không phải không gia nhập thiên đao thể ước sao? Hoa Tổ khoát tay một cái, vẻ mặt vẫn là ngưng trọng, nói, mặc dù không gia nhập, nhưng Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ mặt mũi, vẫn là cho, bây giờ không phải là xé rách ra mặt thời điểm. Hơn nữa, đừng quên, Hoàng Tự Tại lão nhân kia, cùng Luân Hồi trận doanh, cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, không thể không đề phòng. Nghe vậy, Giải Ngữ Hoa trong lòng rét một cái. Trước đây Hoàng Tự Tại thổi vang cửu khúc ống tiêu, đạt được đại chủ tể xem trọng, phá lệ cất nhắc là đạo tông bát tổ một trong, thay thế huyết đao tà tổ vị trí, hôm nay chính là quyền thế huân thiên, không người gan dám đắc tội. Thằng nhóc này, thực lực mình không được, chỉ sẽ dựa vào người khác. Giải Ngữ Hoa căm hận không cam lòng khẽ cắn răng, lại hỏi, sư phụ, vậy hiện giờ nên làm như thế nào? Hoa Tổ trầm tư một hồi, nói tiếng nói hoa. Người tu vi là nửa bước thiên nguyên cảnh, người như ra tay, không tính là vi phạm thiên đao thể ước, nếu là Luân Hồi Chi Chủ không đánh lại ngươi, đó là hắn kỹ không bằng người. Giải Ngữ Hoa cả kinh nói, sư phụ, người nên sẽ không muốn gọi ta một người đi đi. Vậy Luân Hồi Chi Chủ, có thể như người thú rất, đêm mạnh mẽ mộ đạo bảng thứ ba cao thủ, đều bị hắn giết chết. Ta tu vi tuy vượt ra khỏi thần đạo cảnh, nhưng còn không chân tránh bước vào thiên nguyên cảnh. Nếu là một mình độc chiến Luân Hồi Chi Chủ, ta không có nắm chắc. Hoa Tổ lãnh khốc cười một tiếng, nói, người mới vừa rồi không phải nói, Luân Hồi Chi Chủ thực lực không đủ, chỉ sẽ dựa vào người khác sao? Người tu vi cao hơn hắn một cái cảnh giới lớn có thừa, sao hốt hoảng như vậy? Giải Ngữ Hoa nhất thời im miệng, hắn mới vừa rồi chỉ là tức giận tiếng nói, muốn là thật cùng Diệp Thần chiến đấu, hắn cũng không lòng tin có thể thắng. Diệp Thần chân thực sức chiến đấu. Chân thực quá mạnh mẽ, đã đến hoành đẩy đồng bối vô địch bước. Hoa Tổ thấy vậy, lại là lạnh lẽo cười một tiếng, hù được Giải Ngữ Hoa không dám lên tiếng, cúi nằm ở, mồ hôi chảy ướt lưng, rất sợ Hoa Tổ một cái nổi giận, liền đem hắn chôn vào trong ruộng đi, làm vườn phân bón. Luân Hồi Chi Chủ người này, thần uy vô địch, không thể khinh thường, người còn chưa tới trung vị thần cảnh giới, chưa chắc là địch thủ của hắn. Ta mượn người bảy bảo liên đăng. Người cầm ta pháp bảo này, mới khá có chân áp luân hồi có thể. Hoa Tổ sử dụng một kiện pháp bảo, chính là một ly cổ đèn, cao chừng 9 tấc, toàn thân phơi bày cốt chất trắng tinh, tựa hồ là loại nào đó cổ xưa thần cốt đúc, tóe ra từng luồng Phật quang linh khí, kim mang lưu chuyển, rất là xinh đẹp. Cái này ly cổ đèn, chính là Hoa Tổ bổn mệnh pháp bảo, kêu làm bảy bảo liên đăng, tim đèn tức liên tim, bình thường là khép lại trạng thái. Trung quanh từng cục xương trắng múi sen chặt hợp bọc lại, kim quang lưu động, có thể tưởng tượng, một khi vậy xương trắng múi sen mở ra, bảy bảo liên đăng hoàn toàn tách thả ra, vậy nhất định sẽ bộc phát ra kinh thế uy lực. Sư phụ, người phải đem bảy bảo liên đăng cho ta. Giải Ngữ Hoa ngẩng đầu lên, thấy Hoa Tổ cầm ra bảy bảo liên đăng, nhất thời sợ ngây người. Vậy bảy bảo liên đăng, tuy là xương trắng đúc, nhưng toàn thân kim quang như nước chảy chuyển, xương mù vần quanh. Phơi bày ra một cổ thánh khiết, huy hoàng, Phật Pháp, cuồn cuộn đại khí tượng, không có một chút ma tính lệ khí, chỉ có thuần túy thần thánh. Giải Ngữ Hoa biết, đây là Hoa Tổ bổn mệnh Pháp bảo, dùng một loại đặc thù nào đó thiên đế thần cốt đúc thành, hơn năm qua, lại dung hợp Hoa Tổ vô số bổn mạng máu tươi, còn có thất bảo tính tâm liên dược khí tinh hoa, sau lưng lại càng không biết đốt rụi nhiều ít hoàng kim nguyên ngọc, dùng làm rèn luyện. Cái này bảy bảo liên đăng giá trị. Không thể tưởng tượng nổi to lớn, uy lực cũng là không thể tưởng tượng nổi to lớn. Đạo Tông Bát Tổ cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ so tài tỷ đấu, kiểm chứng mỗi người thực lực,
Hoa Tổ bằng vào 7 bảo liên đăng, mỗi lần tỷ đấu, thường thường có thể ổn cầm vị trí trước 3. Chân quý như vậy pháp bảo, Giải Ngữ Hoa tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Tổ lại có thể bỏ được cho mượn mình. Hoa Tổ gật đầu một cái, liền đem 7 bảo liên đăng ban thưởng, nói. Luân hồi chi chủ bảo bối rất nhiều, người nếu là một kiện pháp bảo cũng không có, cùng hắn tỉ thí, chẳng phải là muốn thua thiệt. Người cầm ta 7 bảo liên đăng, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng khinh địch khinh thường, cũng đủ để đem vậy tiểu tử trấn áp. Người lập tức đi hồn cảnh thời không, trấn áp luân hồi, lại đem thái như chăn tội kia nữ mang về. Dừng một chút, Hoa Tổ lại lấy ra một cái kim tất hộp gấm, cùng nhau giao cho Giải Ngữ Hoa. Cái này trong hộp, giả vờ có chút lễ vật, người mang đi cho Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, cầu bọn họ ra tay tiếp viện, nếu không Thảo Thần phái che chở luân hồi chi chủ, ngươi thì không cách nào ra tay. Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế, là Cửu Thiên Phục Long giáo chí tôn trưởng lão, cũng là Cửu Họa Thương Long cánh tay trái bên phải bàng. Vậy Cửu Họa Thương Long, ẩn cư cực sâu, ngày thường hồn cảnh thời không công việc, đều là Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế trông coi, chỉ có mời bọn họ ra tay, mới có thể áp chế Thảo Thần phái đại tế ti một tối tố ảnh. Ha ha, cô gái kia, nhưng mà một cái người điên, tin tưởng có cái gì trung cực thần linh tồn tại, hơn nữa tựa hồ còn thật được cái gì cuối cùng ban phúc, nàng nếu là nổi điên, liền ta cũng phải sợ. Người phải mời Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế ra mặt, nếu không vậy bà điên một cái ánh mắt, thì có thể giết chết ngươi, nhớ lấy nhớ lấy. Hoa Tổ tuần tuần dặn dò, Thảo Thần phái có thể ở hắn uy áp hạ, sống sót đến nay, tự nhiên không phải may mắn. Thảo Thần phái đại tế ti một tối tố ảnh, là một cái liền Hoa Tổ đều phải kiêng kỵ người phụ nữ. Hoa Tổ kiêng kỵ, thật ra thì không phải tố ảnh bản thân lực lượng, mà là sau lưng nàng, vậy thần bí khó lường, cuối cùng lực lượng. Giải Ngữ Hoa nhận lấy 7 bảo liên đăng và kim tất hộp gấm, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, biết chuyến này tất nhiên hung hiểm, nhưng muốn trấn áp luân hồi, tự nhiên không phải chuyện dễ. Dạ, sư phụ, ta biết. Giải Ngữ Hoa cung kính lĩnh mệnh, liền lập tức một thân một mình, rời đi Mạn Đà Sơn Trang, lên đường đi hồn cảnh thời không. Một đường phá toái hư không, không biết vượt qua nhiều ít cái vũ trụ không gian, cùng Giải Ngữ Hoa đi tới hồn cảnh thời không thời điểm, đã qua mấy giờ. Lúc này hồn cảnh thời không, Cửu Thiên Phục Long giáo lãnh địa, chính là sáng sớm, chừng 9 viên to lớn mặt trời, treo ở bầu trời bên trong, mỗi một viên mặt trời cũng nhô lên ra hình rồng chân khí, 10 phần nguy nga. Giải Ngữ Hoa đi tới lãnh địa vòng ngoài, lớn tiếng nói. Hoa Tổ Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Giải Ngữ Hoa, cầu gặp Bạch Dạ Thiên Đế, Hắc Sơn Quỷ Đế hai vị chí tôn trưởng lão. Mà ở Giải Ngữ Hoa đến lúc tới, Thảo Câu Thần phái lãnh địa, gió tiếng nói trong rừng rậm. Diệp Thần từ trong giấc mộng tỉnh lại, đi qua cả đêm lĩnh ngộ, hắn đối với kiếm khách hành bài hát, cơ bản đã lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng còn thiếu thiếu thực chiến thực tập. Luân hồi chi chủ, người tỉnh. Một người vóc dáng nở nang cô gái xinh đẹp, bước liên tục nhẹ nhàng, mặt mỉm cười, hướng Diệp Thần đi tới, chính là đại tế ti một tối Tố Ảnh, nàng tựa hồ đã sớm đang đợi Diệp Thần. Tố Ảnh cô nương, sớm. Diệp Thần mỉm cười thi lễ. Là thời điểm bắt đầu luyện đan, ta viên kia chín hồn đuổi mệnh đan, còn cần ngươi hỗ trợ rèn luyện. Cùng viên đan dược kia rèn luyện hoàn thành, chúng ta lấy này làm lễ vật, có lẽ có thể mời Độc Cô Già La rời núi. Ha ha, vậy Độc Cô Già La, hàng năm tu luyện độc công, độc nhiệt tích lũy sâu nặng, đã đến nguy hiểm tánh mạng bước. Chúng ta luyện chế chín hồn đuổi mệnh đan, là lấy chân long, tù hổ, quỳ ngưu, toan nghê, thao thiết cùng chín loại cổ xưa dị thú thần hồn đúc luyện mà thành, vô cùng là chân quý, đủ để phá độc nhiệt, muốn đến vậy Độc Cô Già La, vậy sẽ không cự tuyệt chân quý như vậy đan dược, ha ha. Tố Ảnh cười nói, bây giờ muốn giết Hoa Tổ mà nói, dựa hết vào Diệp Thần và nàng thực lực, còn chưa đủ, nhất định phải mời Độc Cô Già La rời núi. Mà chín hồn đuổi mệnh đan, có thể hóa giải Độc Cô Già La độc nhiệt, nếu là thật đúc luyện ra, sợ rằng nàng cũng khó mà cự tuyệt. Tố Ảnh cô nương, ở nơi nào luyện đan? Diệp Thần hỏi, đối vậy chín hồn đuổi mệnh đan, vậy đã tới điểm hứng thú. Luân hồi chi chủ, bên này, người cùng ta tới liền sẽ minh. Tố Ảnh ngoắc ngoắc tay, Diệp Thần liền đi theo nàng, một đường đi tới trước, rất nhanh liền đi ra gió tiếng nói rừng rậm. Xuất hiện ở gió tiếng nói rừng rậm sau đó, không có bất kỳ cấm chế cách trở, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được,
toàn bộ thảo thần lĩnh địa, bốn phương tám hướng chuyển tới đau buồn gào khóc tiếng. Cỏ nhỏ thần chết, nàng con dân cũng đang thút thít. Mọi người cung phụng cỏ nhỏ thần, không phải bởi vì kính sợ nàng lực lượng, mà là kính yêu nàng nhân từ, cảm kích nàng mang đến tự nhiên, sinh mạng, trí khôn hơi thở. Hiện tại cỏ nhỏ thần chết, rất nhanh người ở đau buồn dưới, vậy dần dần rõ ràng liền một cái đạo lý. Ở hắc ám hỗn loạn vô vô thời ý không, nhân từ, trí khôn, tự nhiên ôn nhu, rừng rậm vuốt ve, những thứ này đủ loại khái niệm, đương nhiên là có ý nghĩa, cũng là đáng sùng bái. Nhưng so với những thứ này khái niệm, võ đạo, lực lượng, đủ để nghiền ép thiên hạ, không người dám khi thần uy, những thứ này, có lẽ càng trọng yếu hơn. Chí ít ở hiện tại, đao kiếm quả đấm dã man lực lượng, so với cỏ xanh hoa tươi ôn nhu nhân từ, càng có thể chấn nhiếp nhân tâm. Trừ cỏ thần các con dân bi thương bên ngoài, đột nhiên, Diệp Thần còn bắt được một cổ khác thường hơi thở. Đó tựa hồ là hoa tổ tương quan hơi thở. Là hoa tổ đệ tử, giải ngữ hoa. Có người tới, là hoa tổ người, giải ngữ hoa. Diệp Thần con người có giúp một cái, bước chân nhất thời dừng lại. Cái gì? Tô Ảnh ngẩn ra, bấm ngón tay tính toán, vậy mơ hồ cảm thấy không ổn, vung tay lên, trong không khí lục quang hội tụ, ngừng luyện thành một bức thiên cơ hình ảnh. Diệp Thần ánh mắt vừa thấy, liền thấy hình ảnh bên trong, quả nhiên xuất hiện giải ngữ hoa bóng người. Thời khắc này giải ngữ hoa, đã hạ xuống đến hồn cảnh thời không, thậm chí lấy được cửu thiên phục long giáo tiếp gặp. Cửu thiên phục long giáo lãnh địa lãnh thổ, mênh mông vô tận, so với thảo thần phái lãnh địa, không biết muốn mênh mông nhiều ít. Diệp Thần từ hình ảnh bên trong, liền thấy vậy phiến lãnh thổ bên trên, xây dựng trước vô số khoáng đạt kiến trúc, ở trên trời chín cái mặt trời ánh chiếu hạ, mỗi một tòa kiến trúc cũng tràn ngập thần thánh huy hoàng ánh sáng. Nhưng mà hình ảnh chuyển động, cắt chuyển đến từng ngọn kiến trúc nội bộ, Diệp Thần nhưng thấy được vô cùng âm trầm cảnh tượng. Phần lớn bên trong kiến trúc, đều là quỷ khí dày đặc hình dáng, tràn đầy âm lệ sương mù, vách tường cùng cột tới giữa, hơn điêu khắc yêu quái quỷ quái đồ đằng. Bề ngoài huy hoàng thần thánh, chỉ là vì biểu dương trật tự bề ngoài, chân chính cửu thiên phục long giáo, nội bộ tràn đầy hắc ám, khủng bố, hỗn loạn, thời thời khắc khắc đều có ma thần cùng quái vật tư sinh ra. Những thứ này ma thần cùng quái vật, phần lớn lâm vào là cung phụng hồn thiên đế tế phẩm, phần nhỏ sẽ có được thứ 9 hồn tộc đào tạo, cuối cùng trở thành cửu thiên phục long giáo một thành viên. Tô Ảnh truy tìm cũng phong tỏa giải ngữ hoa thiên cơ hơi thở, cuối cùng hình ảnh định cách ở một tòa bề ngoài huy hoàng trên đại điện. Diệp Thần liền thấy, giải ngữ hoa bước vào đại điện, vậy trong đại điện, nhưng là đen trắng đan vào hỗn độn cảnh tượng, đền phía trên mái vòm, hắc ám cùng quang minh hơi thở hỗn hợp, ngừng kết thành mãi mãi vũ trụ giống vậy khí tượng. Mái vòm dưới, đại điện hai bên đứng một tôn tôn con rối pho tượng tựa như hộ vệ, sát khí xâm nghiêm. Trên đại điện, ngồi ngay thẳng hai ông cụ, một trái một phải. Vậy hai ông cụ, một cái cả người đồ trắng, một cái cả người quần áo đen, thân hình đều là gầy gò hết sức, như xương khô dị quỷ, mặt mũi cũng là 10 phần dữ tợn, như từ trong địa ngục đi ra ác ma, để cho người không dám nhìn thẳng. Người nào? Vậy ông cụ đồ trắng nhìn về giải ngữ hoa, thanh âm như sấm, nhưng là 10 phần hồng lượng. Hoa tổ thiên tôn tọa hạ đệ tử giải ngữ hoa, gặp qua bạch dạ thiên đế. Giải ngữ hoa trước hướng vậy ông cụ đồ trắng thi lễ, lại hướng bên cạnh quần áo đen ông già thi lễ. Gặp qua hắc núi trưởng lão. Ha ha, nguyên lai là Mạc Uyên Mạn Đà đệ tử, người có chuyện gì? Ta nói, chúng ta cửu thiên phục long giáo, không thể ra bán thảo thần phái, bởi vì có khế ước quan hệ. Hơn nữa, một tối Tô Ảnh bà vợ điên kia, nàng nếu là phát điên lên tới, có thể triệu hoán cuối cùng lực lượng hạ xuống, chúng ta cũng không dám hủy ước, đem nàng thảo thần phái bán cho ngươi. Ông cụ đồ trắng cười nói, hắn hai tròng mắt như có quang minh thánh mang vần quanh, nhưng để cho người sau khi thấy, lại cảm nhận được bóng tối khí tức kinh khủng, không dám xem nhiều. Đây là một loại trắng đêm cổ xưa khí tượng, hắn chính là cửu thiên phục long giáo hai đại chí tôn trưởng lão một trong, bạch dạ thiên đế. Trên thực tế, cửu thiên phục long giáo tuyệt không tín nghĩa, ban đầu từ mục giã gia tộc trong tay, bắt được cửu thiên phục long ấn sau đó, bọn họ lập tức liền đem mục giã gia tộc tàn quân, toàn bộ trấn ép thành nô lệ. Hôm nay cửu thiên phục long giáo, tuy cùng thảo thần phái thành lập khế ước, nhưng thực, cửu thiên phục long giáo không hề nghĩ xong toàn tuân thủ, cho dù vi phạm khế ước giá phải trả to lớn,
nhưng chỉ cần lợi nhuận cũng khá lớn, liền có thể đền bù tổn thất. Trong quá khứ, Hoa Tổ vậy từng hứa hẹn qua, có thể dành cho Cửu Thiên Phục Long giáo đầy đủ bồi thường, chỉ cần bọn họ có thể giao ra Thảo Thần phái người. Mà ở cuối cùng, Cửu Thiên Phục Long giáo cũng không dám ra ngoài bán Thảo Thần phái, đây là bởi vì một tối tố ảnh uy hiếp. Chuẩn xác hơn mà nói, là một tối tố ảnh sau lưng, thần bí kia trung cực lực lượng, cái gọi là chủ lực lượng, để cho được Cửu Thiên Phục Long giáo, cũng không dám tùy tiện xúc phạm. Hiện tại, Bạch Dạ Thiên Đế thấy Giải Ngữ Hoa tới, chỉ cho rằng hắn là muốn nhằm vào Thảo Thần phái. Bên cạnh hắn quần áo đen ông già, chính là Hắc Sơn Quỷ Đế, cũng nói, chúng ta cam kết qua, cấp cho Thảo Thần phái cung cấp che chở, không thể tùy tiện bội tín. Giải Ngữ Hoa nói, hai vị trưởng lão, ta cũng không phải là muốn các người bán đứng Thảo Thần phái, các người có thể còn không biết, Luân Hồi Chi Chủ đã hạ xuống, hắn ngay tại Thảo Thần phái lãnh địa. Hắn những lời này nói ra, Bạch Dạ Thiên Đế và Hắc Sơn Quỷ Đế nghe xong, đều là bộ dạng sợ hãi chấn động. Trong đại điện chư nhiều hộ vệ, cũng là kinh ngạc. Ngươi nói gì sao, Luân Hồi Chi Chủ ở chỗ này. Bạch Dạ Thiên Đế cả kinh thất sắc, Diệp Thần nhưng mà Cửu Thiên Phục Long giáo tử địch, Cửu Thiên Phục Long giáo chí bảo Cửu Thiên Phục Long ấn, ban đầu liền bị Diệp Thần đoạt đi, trước mắt ngay tại trong tay hắn. À, hắn quả nhiên ở một tối tố ảnh vậy bà điên bên người. Bọn họ ở theo dõi chúng ta. Một bên Hắc Sơn Quỷ Đế, cũng là bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, cong ngón tay tính toán, quả nhiên bắt được Diệp Thần hơi thở.